Trần tỷ không cần lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Trần Anh hoàn toàn yên lòng, chợt nhớ ra điều gì hỏi thêm. Ta nghe nói vị thánh nữ Tô Bồ Đề kia đưa ta về, nàng không sao chứ? Không có việc gì, chúng ta về cùng nhau. Bùi Đông Lai đáp. Trần Anh chợt nhận ra, hỏi. Nàng đưa ta về sau lại quay lại tìm cậu sao? Vâng. Nàng ấy tuy rằng hơi độc miệng, tính tình nóng nảy nhưng cũng là người tốt, không có ác ý. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu, Trần Anh cảm thán một câu, nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt phức tạp, nói thêm. Đông Lai, cảm ơn cậu. Trần tỷ, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Bùi Đông Lai cười khổ, sau đó nói sang chuyện khác. Tổ ủy hội tính chờ tỷ ổn định hơn thì đưa đến bệnh viện ST. Petersburg, tôi có chút lo lắng, lát nữa ta đi tìm Ratatot sau đó liên hệ quân đội để quân đội đón tỷ về. Được. Trần Anh mỉm cười, không có dị nghị gì. Tỷ bị thương không nhẹ, còn yếu lắm, tôi không quấy rầy nữa, tỷ nghỉ ngơi đi. Bùi Đông Lai thấy sắc mặt Trần Anh trắng bệch, biết nàng còn yếu nên ra ngoài trước. Chấm chấm. Rời khỏi đó hắn cũng không vội tìm Ratatot mà đi tìm Tô Bồ Đề, thấy nàng đang ngồi trên bãi cỏ ngoài lều, ngẩng đầu nhìn bầu trời như trên đó có thứ gì hấp dẫn. Ánh trăng khuya chiếu lên người nàng khiến cho Bùi Đông Lai nhìn rõ được, lúc này nàng hoàn toàn đánh mất hình tượng thánh nữ, miệng ngậm cỏ dại, khuôn mặt không còn nét cao quý thường ngày mà có thêm vài phần ưu sầu như những cô gái có tâm sự thông thường. Hả? Tô Bồ Đề tuy đang xuất thần nhưng thân là cường giả hóa kính đỉnh phong nên nàng vẫn nhận ra có người đến, ánh mắt lập tức trừng Bùi Đông Lai. Chưa nhìn thấy bản thánh nữ sao? Bùi Đông Lai cười cười đi tới. Nàng không sao chứ? Tô Bồ Đề nhả cọng cỏ trong miệng ra, hỏi. Cô cho tỷ ấy dùng cửu chuyển hồi mệnh đan, đương nhiên tỷ ấy không thể có việc gì. Bùi Đông Lai thấy Tô Bồ Đề biết rõ còn cố hỏi thì hơi kinh ngạc, sau mới chân thành nói tiếp. Tô Bồ Đề, cảm ơn cô. Ngươi giúp ta một lần, ta giúp lại một lần, huề nhau. Tô Bồ Đề vểnh miệng lên, dường như khinh thường hai chữ cảm ơn. Đã biết tính của Tô Bồ Đề nên Bùi Đông Lai cũng không để ý, chỉ cười nói. Chờ ta về nước ta tặng cô vài viên thuốc đông y không kém cửu chuyển hồi mệnh đan đó. Ý ngươi là gì? Tô Bồ Đề hơi giận. Ngươi cho rằng ta thiếu thuốc của ngươi sao? Hừ. Nếu không phải lúc trước ngươi từng giúp ta thì ta cũng lười quản sự sống chết của các ngươi. Tôi giúp cô một lần, cô giúp tôi hai lần rồi. Bùi Đông Lai cười khổ, nói. Mạo hiểm tính mạng đi cứu người là một, đem Trần tỷ về mà còn quay lại là hai, tính cả viên thuốc kia thì phải ba lần mới đúng. Giờ Tô Bồ Đề không hé răng, mà ngược lại nhìn Bùi Đông Lai như nhìn quái vật. Bùi Đông Lai rợn tóc gáy, hỏi. Sao thế? Theo lời ngươi thì ngươi còn nợ ta hai lần, đúng không? Con ngươi Tô Bồ Đề sáng lên như một tiểu hồ ly giảo hoạt. Đúng. Bùi Đông Lai bất minh sở dĩ, gật đầu xác nhận. Tô Bồ Đề lòi đuôi cáo, híp mắt nói. Nói thế ta cũng coi là ân nhân của ngươi nhỉ. Ách, không ngờ được nàng sẽ nói thế, Bùi Đông Lai ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu xác nhận. Ngươi đúng là ân nhân của ta. Nếu thế thì sau này ta gặp nguy hiểm ngươi cũng mạo hiểm cứu ta chứ? Tô Bồ Đề nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai hỏi. Sẽ. Bùi Đông Lai gật đầu, nhưng không hiểu ý định của Tô Bồ Đề. Có ý đồ gì đây? Ngay sau đó, Tô Bồ Đề dùng hành động thực tế thay cho câu trả lời. Nàng hai tay chống nạnh quay về phía lều trại bộ đội đặc chủng Brazil lớn. Bastien, lăn ra đây, chúng ta đánh một hồi. Cô làm gì thế? Bùi Đông Lai kinh sợ nhìn Tô Bồ Đề. Tô Bồ Đề kiêu ngạo hếch miệng lên, không nghĩa khí nói. Lát nữa ta mà không đánh lại hắn thì ngươi phải cứu ta. Bùi Đông Lai trợn tròn mắt. P.S. tên CS tự đặt. Dịch giả F.A. mọi. Chẳng lẽ ngươi định thất hứa? Thấy Bùi Đông Lai không nói gì, Tô Bồ Đề hỉ mũi chừng mắt nói. Ngươi có phải nam nhân không? Thích ta cởi quần cho ngươi xem không? Bùi Đông Lai phản bác một câu nhưng thấy nét mặt Tô Bồ Đề đại biến thì sợ nàng sẽ lao vào đánh nhau với mình, vội thanh minh. Tôi cứu cô không thành vấn đề, nhưng ngươi cho rằng Bastien sẽ đánh với cô sao? Sao bíp sao, Tô Bồ Đề vô sỉ này, nàng định dụ mình ra rồi liên thủ với Bùi Đông Lai xử mình đây. Giống như xác định lời nói của Bùi Đông Lai, Bastien ở trong chướng bồng sắc mặt xanh mét,
sự kiêu ngạo khiến gã hận không thể ra đại chiến với Tô Bồ Đề 300 hiệp, nhưng lý trí cho hắn biết rằng ra ngoài thì chỉ có ăn hành của Bùi Đông Lai mà thôi. Bác Thiên chỉ không ngờ rằng Tô Bồ Đề khiêu chiến gã chỉ vì trêu cợt Bùi Đông Lai, lúc này nàng nghe hắn bảo định cởi quần thì giận không thôi, quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường. Không biết xấu hổ. Nói xong, khuôn mặt Tô Bồ Đề đỏ ửng lên, chạy mất. Bùi Đông Lai thấy thế cười cười, sau đó đi tới phòng họp. Két! Dường như đám người kia đã thỏa thuận xong cách thức xử lý Tô Bồ Đề và Bùi Đông Lai nên ngay khi nhìn qua cửa sổ thấy Bùi Đông Lai đi tới, Ratatot đã mở cửa phòng họp. Ratatot tướng quân, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Bùi Đông Lai cúi chào Ratatot, không lòng vòng nói ra mục đích của mình. Ratatot trả lễ. Đúng lúc ta cũng có chuyện tìm cậu. Vừa nói y vừa đi vào phòng họp, mà những người khác đều thức thời rời đi. Ta biết cậu muốn nói chuyện về việc xử lý ngươi và Tô Bồ Đề tự tiện rời đảo Luther. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước vào phòng, Ratatot ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi nói luôn. Báo cáo giáo quan, chúng tôi tự tiện rời đảo là vi phạm kỷ luật, chúng tôi nguyện ý chịu phạt. Bùi Đông Lai nói tiếp. Tôi tới tìm ngài không phải vì chuyện này, mà vì Trần Anh. Ý đồ của Bùi Đông Lai ngoài dự đoán của Ratatot, y tò mò hỏi. Chiến hữu của cậu làm sao? Theo tôi biết, tổ ủy định đưa nàng tới bệnh viện St. Petersburg điều trị. Bùi Đông Lai nói. Ratatot gật đầu. Đúng, trước mắt tất cả đội viên bị thương đều đưa tới đó, ở đó có điều kiện tốt bậc nhất thế giới, có thể giúp họ hồi phục nhanh nhất. Trước hết tôi xin thay mặt Long Hồn cảm ơn tổ ủy. Bùi Đông Lai cúi đầu, nói tiếp. Nhưng tôi không muốn đưa chiến hữu của tôi tới St. Petersburg. Ở đó rất nguy hiểm, tôi không dám cam đoan thần võng không trả thù. Thật xin lỗi, chuyện này ta sơ sót rồi. Ratatot bừng tỉnh, vội tạ lỗi nói thêm. Vậy cậu định làm thế nào? Đưa nàng về nước. Vâng, giáo quan. Được, ta đồng ý yêu cầu này. Cảm ơn, giáo quan. Không cần khách khí, chuyện này nói ra chúng ta cũng có trách nhiệm. Ratatot ra vẻ áy náy, xong lại nói thêm. Mặt khác. Ta rất tiếc phải nói, bởi vì cậu và Tô Bồ Đề vi phạm quy định của tổ ủy nên để tránh dị nghị chúng ta đành hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu đoàn thể của cậu và Tô Bồ Đề, hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Giáo quan, lúc trước tôi nói rồi, ta nguyện ý chịu phạt. Không dị nghị gì. Bùi Đông Lai mở miệng, tuy hắn rất muốn cùng Long Hồn tham chiến nhưng lúc này đội của hắn đã đạt 2 chức quán quân, bị nhiều đội khác bài xích ghen tị. Nếu như bọn họ biết hắn vi phạm kỷ luật tự ý rời đảo thì đời nào đồng ý cho hắn tham gia nữa. Bùi Đông Lai, cảm ơn cậu đã hiểu cho. Dường như không ngờ được hắn sẽ đáp ứng đơn giản như thế, Ratatot có chút cảm kích nói một câu, sau lại do dự nói thêm. Ta nhớ không nhầm thì tiêu cuồng của đội các ngươi lúc trước không tiếc đánh cược cả đầu mình, cậu đối với hắn rất có lòng tin. Hay là bảo thủ? Ratatot tướng quân, ngài cũng là một lão quân nhân. Bùi Đông Lai trả lời một nẻo, ngữ khí vô cùng kiên định. Ngài cho rằng người có thể được tôi an tâm giao lại chiến hữu, huynh đệ thì có đáng tín nhiệm không? Ratatot không phản bác được, trong lòng y cũng nhận ra rằng nếu không có Bùi Đông Lai thì Long Hồn chả khác nào mất đi lãnh tụ tinh thần, muốn giành được quán quân thi đấu đoàn thể là chuyện không dễ chút nào. Tờ mờ sáng y đoán thế thì đến khi mặt trời đỏ dâng lên chưa được bao lâu đã có minh chứng phá vỡ điện báo về rằng bộ đội đặc chủng Long Hồn bị tiêu diệt mất 3 người ở vùng châu thổ Mỹ Quốc. Nhưng Tiêu Cuồng thay thế Bùi Đông Lai trở thành đội trưởng lâm thời của Long Hồn, trong cục diện đó vẫn giành được thắng lợi. Hơn 1 giờ sau, đám đội viên dự thi do Tiêu Cuồng dẫn đầu lục tục phản hồi căn cứ. Tiêu Cuồng nhìn qua không có nét vui sướng thắng lợi nào mà toàn sự lo lắng, cả khuôn mặt đều là sự lo lắng. Đây không phải là đội trưởng Long Hồn Bùi Đông Lai sao? Sao hôm qua hắn tự nhiên bỏ trận đấu? Một gã bộ đội Nam Phi thấy Bùi Đông Lai thì vô cùng kinh ngạc hỏi han. Không có đáp án, phút chốc ánh mắt mọi người đổ dồn về Bùi Đông Lai. Mà Tiêu Cuồng thì dừng bước lại, trong ánh dạng đông, hắn trợn tròn mắt không nhúc nhích nhìn người kia. Ha, ha, ha ha ha. Thấy Bùi Đông Lai không có bất kỳ thương thế nào. Tiêu Cuồng cười lớn như điên dại, cười đến đỏ bừng hai mắt, tuy gã không biết hôm qua Bùi Đông Lai phải trải qua sự chiến đấu như thế nào nhưng lý trí cho gã biết lúc này đây Bùi Đông Lai đã bình an vô sự đưa Trần Anh quay về. Nghe Tiêu Cuồng cười, Bùi Đông Lai chủ động bước tới.
báo cáo đội trưởng, Tiêu Cuồng, Vương Khuê và Tôn Nhận dựa theo chỉ thị của ngài đã thành công diệt trừ bộ đội đặc chủng Mỹ Quốc. Thấy Bùi Đông Lai đến gần, Tiêu Cuồng ngừng cười, nghiêm trang cúi chào hắn. Bá! Vương Khuê và Tôn Nhận tuy không biết Tiêu Cuồng tại sao lại thế nhưng thấy y cúi chào cũng vội vã làm theo. Cuồng ca, ca làm cái gì thế? Bùi Đông Lai bị hành động này của ba người dọa rồi. Bộp! Đáp lại lời Bùi Đông Lai là một nắm tay, Tiêu Cuồng tặng một quyền vào ngực hắn mắng to. Sao sao, lão tử chỉ cần cậu sống sót trở về, thế mà tiểu tử cậu lại làm như sinh ly tử biệt, muốn lừa gạt nước mắt của chúng ta à? Mặc dù với Bùi Đông Lai mà nói thì trận chiến với mấy Sunnerly, Dracula và Pavlovsky là lần đấu gian nan nguy hiểm nhất từ trước tới giờ, thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Đúng, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng, Bùi Đông Lai cũng không kể sự thật với đám người Tiêu Cuồng. Bộ đội đặc chủng Mỹ Quốc sau 24 giờ 8P bị tiêu diệt, trước mắt đội của cậu tạm thời đứng thứ nhất. Một lúc sau Bùi Đông Lai và ba người trở về đội ngũ. Ratatot thân là người phụ trách tổ ủy hội tuyên bố thành tích đấu. Mà các thành viên bộ đội đặc chủng khác thì đều ném ánh mắt sang Bùi Đông Lai, trong lòng cơ bản đều cho rằng quán quân thuộc về Long Hồn rồi. Mọi người, chắc các cậu cũng biết chuyện đội trưởng Long Hồn Bùi Đông Lai và thành viên Red Alert tổ bổ để tối qua rời khỏi trận đấu. Nhìn qua một vòng, Ratatot nghiêm túc nói thêm. Xét thấy hai người họ đã vi phạm quy định của tổ ủy. Trải qua thương nghị tổ ủy quyết định hủy bỏ tư cách tham gia đoàn chiến của hai người. Thanh âm vừa dứt, cơ hồ tất cả mọi người đều quẳng ánh mắt về phía Bùi Đông Lai. Bọn họ không buồn đoán xem hắn và Tô Bồ Đề đi đâu làm gì, bọn họ chỉ tò mò vì sao Bùi Đông Lai lại tự tiện rời đảo để mất cơ hội đoạt quán quân. Ngoài tò mò, bọn họ còn vui sướng khi người khác gặp họa hơn. Nguyên bản bọn họ cho rằng quán quân chắc chắn là Long Hồn của Trung Quốc rồi. Nhưng lúc này Bùi Đông Lai không còn tư cách tham chiến, cho dù ba kẻ còn lại kia vừa tạo nên kỳ tích nhưng mà, không thể dựa vào tổ ba người đó mà Long Hồn có thể 100% giành được quán quân. Bất quá chỉ có thể coi là đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất mà thôi. Cuồng ca, Vương ca, Tôn ca, tiếp theo phải dựa vào các ca rồi. Nhận thấy những ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa Bùi Đông Lai chỉ mỉm cười, dõi mắt sang ba người bên cạnh, sự tín nhiệm không cần nói cũng biết. Đông Lai, cậu có thể bình an trở về thì chúng ta cũng có thể cướp được chức quán quân đem về. Tiêu Cuồng kiêu ngạo cười. Có phải hay không, Vương ca, Tôn ca? Chuẩn cơ MNR. Vương Khuê và Tôn Nhận chăm miệng một lời. Bùi Đông Lai vui mừng giơ hữu quyền ra. Bốp! Khoảnh khắc, bốn nắm tay đụng vào nhau. Huynh đệ động lòng, kỳ lợi đồng tâm. Dịch giả, vếu mọi. Cu Ti, cảm ơn ngài đã cứu tôi. Vào buổi trưa, trong trang viên gia tộc The Rothschild, thánh nữ giáo đình Serena đã tỉnh lại, trong đại sảnh một tòa biệt thự, khi gặp mặt Guti lập tức mở miệng cảm tạ. Nàng đã được nghe kỵ sĩ bảo hộ của nàng nói lại, ngày hôm qua sau khi bị Sunnerly bắt cóc, thì Guti đã tận dụng mạng lưới của gia tộc The Rothschild để tìm tung tích của nàng, sau đó còn dẫn người tới cứu. Hiện giờ tin tức này đã truyền đi khắp nơi. Serena, tuy rằng tôi rất muốn tự cứu cô ra khỏi thế lực tà ác kia nhưng mà tôi không phải là người đã cứu cô. Guti cười chua xót, nếu đổi lại là người khác sẽ lợi dụng chuyện này để gia tăng độ thân mật, nhưng sự kiêu ngạo của Guti không cho phép hắn làm việc này. Serena nao núng. Ý của ngài là người khác cứu tôi, chứ không phải là ngài. Đúng vậy. Guti thở dài, giải thích. Tôi có dẫn người đến cứu cô, nhưng đã tới chậm hơn người khác. Khi tôi tới nơi thì đám người Sunnerly đều chết hết rồi. Hả? Ngạc nhiên nghe Guti nói thế, không khỏi nghĩ đến việc tối hôm qua, nàng bị nhốt trong phòng, nhưng vẫn nghe được tiếng đánh nhau, sau đó thì được trợ thủ của Guti là Decathlon cứu ra khỏi phòng, nhưng sau đó lại lâm vào hôn mê. Người cứu cô đã xảy ra giao tranh với đám người Sunnerly, nên nơi đó có rất nhiều máu, tôi sợ cô sẽ lưu lại bóng ma trong lòng nên đã kêu Decathlon đánh ngất xỉu cô. Giống như nhìn ra tâm tư của Serena, Guti liền mở miệng giải thích. Serena lại hỏi tiếp. Guti, ngài có biết là ai đã cứu tôi không? Người này đến từ Trung Quốc, họ và tên là Bùi Đông Lai. Guti đáp. Bùi Đông Lai. Bởi vì luôn luôn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nên Serena không hề biết Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào. Guti thấy thế đành lên tiếng giải thích. Hắn là con trai của Vũ Thần Hoa Hạ.
giáo hoàng tôn quý hẳn là có nghe nói về hắn. Con trai của vũ thần. Serena nghĩ một chút lại lên tiếng hỏi. Vì sao hắn cứu tôi? Bởi vì Sunnerly cũng bắt cóc bằng hữu của hắn. Guti cười khổ. Serena gật đầu, do dự một lúc lâu rồi lại hỏi. Nếu là hắn cứu tôi, thì tại sao bên ngoài lại đồn rằng ngài cứu tôi? Tin tức này từ hội tổ ủy thi đấu quân sự truyền ra, là do bọn hắn truyền nhầm. Nghe Guti nói như thế, Serena liền trầm mặc lại, trong lòng đối với Bùi Đông Lai rất tò mò, nàng cũng hiểu được, cho dù bây giờ Guti nói chuyện tối hôm qua không phải hắn làm, thì cũng chẳng có ai tin. Cùng lúc đó, trong tổng bộ tổ chức Topper, thằng ngu Pavlovsky này, cho dù nó muốn tranh quyền cùng ta, thì cũng không nên ngu đến mức mà đi hợp tác với thần võng chứ. Andrea là người phụ trách tổ chức tạm thời của Topper mắng to. Thằng ngu này, lại có thể cùng với nữ nhân biến thái Sunnerly hợp tác thì cũng thôi, lại còn trêu chọc gia tộc The Rothschild. Nghe Andrea chửi sùm lên, nhưng trợ thủ của hắn là Nia không dám lên tiếng. Thân là trợ thủ của Andrea, Nia rất rõ ràng, Andrea và Pavlovsky từ nhỏ đã bất hòa với nhau, mâu thuẫn của hai người không hề nhỏ. Mâu thuẫn bùng nổ khi thủ lĩnh của tổ chức Topper bị thương, hai bên vì tranh giành quyền lực nên đấu tranh không ít, cuối cùng Andrea chiếm ưu thế tuyệt đối. Cùng lúc đó, hắn chiếm được vị trí thủ lĩnh tổ chức Topper, do cha của hắn trao quyền, luận thực lực hay tâm trí hắn đều hơn Pavlovsky. Andrea thiếu gia, nghe nói ngày hôm qua con trai của vũ thần Hoa Hạ cũng xuất hiện trên tàu Aram. Nia dừng một chút rồi tiếp tục nói. Đây cũng là nói chúng ta một lúc đắc tội với ba thế lực lớn, giáo đình, liên minh Hoa Hạ, gia tộc The Rothschild. Tuy thực lực cá nhân của Bùi Đông Lai không quá mạnh mẽ, nhưng sau lưng hắn có liên minh Hoa Hạ chống đỡ, chúng ta không nên trêu chọc. Thằng ngu này! Andrea nghe xong, giận càng thêm giận, hắn nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Nia, ngươi nhanh chóng lấy danh nghĩa của ta, liên hệ với ba thế lực đó, nói rằng chúng ta không biết gì về chuyện này. Chuyện này là hành vi cá nhân của Pavlovsky. Vâng, Andrea thiếu gia. Trong lòng Nia hiểu được, nếu ba thế lực này liên thủ, thì cho dù tổ chức Topper liên thủ với thiên võng cũng đấu không lại. Nia đi chấp hành mệnh lệnh, vào lúc này tại tổng bộ của thần võng. Philip đi gặp Dixie người cầm quyền tạm thời của thần võng. Tại sao ngươi không ngăn cản Sunnerly? Có lẽ cùng với Andrea giống nhau. Philip cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Có người muốn chịu chết, chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Dixie cười nhạt một tiếng, nói. Tính cách của Sunnerly chúng ta đều hiểu rõ, ngoài cha của cô ấy thì còn ai có thể quản được cô ấy nữa? Thoạt nhìn thì hình như ngươi không hề có một chút lo lắng nào. Philip nghe vậy cũng biết Dixie nói đúng sự thật, bất quá lại toát lên vài phần tò mò. Sunnerly hành động như vậy sẽ đắc tội với ba thế lực lớn là giáo đình, liên minh Hoa Hạ cùng gia tộc The Rothschild. Nếu ba thế lực này liên thủ, thì chúng ta không thể nào đấu lại. Ngươi cho rằng gia tộc The Rothschild sẽ vì Guti, hoặc nói là vì nữ nhân mà Guti thích, mạo hiểm đối đầu với chúng ta sao? Dixie cười cười nói. Lợi ích của gia tộc là tuyệt đối, bọn hắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn gì đâu. Còn giáo đình với liên minh Hoa Hạ. Cái lão bất tử giáo hoàng kia đối với Serena thập phần cưng chiều, ai có thể đảm bảo rằng hắn không động thủ với chúng ta? Philip nhíu mày. Còn liên minh Hoa Hạ, tên điên Bùi Đông Lai chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Sức ảnh hưởng của giáo đình rất lớn, vũ lực cá nhân của giáo hoàng cũng thuộc hàng khủng. Dixie điềm tĩnh nói. Ta thừa nhận thực lực của giáo đình rất lớn, nhưng giáo đình muốn bằng vào lực ảnh hưởng của mình mà kêu các thế lực khác đối phó với chúng ta. Thì chắc chắn không có khả năng đó. Đúng là ngày trước vũ lực của ta không bằng giáo hoàng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Đang nói thì Dixie ngừng lại, nhịn không được bất cười, nụ cười lộ rõ vẻ tự tin. Ngươi lại đột phá. Nhìn thấy lời nói đầy tự tin của Dixie, trong mắt Philip hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng theo bản năng lập tức lên tiếng hỏi han. Ngươi lấy danh nghĩa của ta viết hai phong thư gửi cho giáo đình cùng với gia tộc The Rothschild. Nói rằng ta sẽ đến nói chuyện với họ về vấn đề của Sunnerly. Dixie nói. Được. Mặc dù Dixie không trả lời vấn đề này, nhưng trực giác nói cho Philip, thực lực của Dixie đã thăng tiến rất nhiều, nếu không hắn tuyệt đối không dám đi bái phỏng giáo hoàng. Bởi vì,
Nixie làm như thế đủ để chứng minh, hắn không hề sợ hãi giáo hoàng. Philip, có phải đám người Sunnerly đã bị Bùi Đông Lai giết chết? Đang lúc Philip định rời đi, thì Dixie lên tiếng hỏi. Ặc, Philip cả kinh trợn tròn ánh mắt. Không có khả năng, tạm thời không đề cập đến tin tức bên ngoài truyền ra, lấy tính cách kiêu ngạo của Guti, nếu việc này không phải hắn làm, thì chắc chắn hắn sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Còn nữa, tuy rằng thực lực Bùi Đông Lai tăng lên nhanh chóng, nhưng hắn tuyệt đối không đủ sức để giết chết Sunnerly, Dracula, cùng Pavlovsky, huống chi Sunnerly còn dẫn theo 6 gã thần vệ. Nixie nghe vậy, liền lựa chọn trầm mặc, cặp mắt màu tím hiện lên một đạo quang mang, không ai biết được trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Bùi Đông Lai cũng không biết, thế giới bên ngoài đã lan truyền tin tức Guti cứu Serena, nhưng Nixie lại hoài nghi hắn. Căn cứ trên đảo Luther, Bùi Đông lại nhận được một cuộc điện thoại, chủ nhân cuộc điện thoại này là Long Vương Diệp Cô Thành. Thương thế của tiểu anh nghiêm trọng không? Điện thoại vừa được chuyển, Diệp Cô Thành lập tức lên tiếng hỏi, hắn biết được chuyện này là do thượng tầng truyền đến. Nàng bị gãy xương sườn, nội tạng thì bị tổn thương chút ít, nhưng đã dùng cửu chuyển hồi mệnh đan của ma bổ môn nên không còn đáng ngại nữa. Bùi Đông Lai đáp. Diệp Cô Thành nghe vậy, liền âm thầm thở nhẹ ra, lại nói. Ta đã phái một gã long vệ tới đó để đón tiểu anh, đại khái buổi chiều là đến. Bên này đã chuẩn bị kỹ càng, thương thế của tỷ ấy đã ổn định lại, lúc nào cũng có thể trở về. Có cần ta ra tay không? Diệp Cô Thành trầm mặc một lát, rồi đột nhiên lên tiếng. Hả? Nghe được lời của Diệp Cô Thành, Bùi Đông Lai không khỏi cả kinh. Hắn cũng hiểu được, thần võng bắt cóc Trần Anh đã hoàn toàn chọc giận Diệp Cô Thành, cho nên Diệp Cô Thành sẵn sàng buông tha cho danh hiệu tuyệt thế cường giả, để ra tay với thần võng. Sở dĩ Diệp Cô Thành hỏi vậy, là bởi vì hắn biết Bùi Đông Lai từng thề sẽ tiêu diệt thần võng. Nếu cần ta sẽ ra tay huyết tẩy cả tổng bộ thiên võng. Giống như để xác định suy nghĩ của Bùi Đông Lai, Diệp Cô Thành lại lên tiếng, trong giọng nói toát ra sát ý nồng đậm. Không cần, việc này cứ để cho tôi. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, lặng yên nắm chặt hai tay, chiến ý tuôn trào. Đây là cuộc chiến của người trẻ tuổi. Dịch giả, Goncopius. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, cuộc thi đấu đoàn thể tác chiến đã bước tới ngày 18. Trong 18 ngày qua, mọi đội ngũ đều đã tham gia, trong đó bộ đội đặc chủng Mỹ quốc đã giành thành tích là 24 giờ 8 phút đứng ở vị trí thứ hai, mà bộ đội Alpha của Racer là 32 giờ 25 phút tạm thời dẫn đầu. Sở dĩ nói là tạm thời là bởi vì cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc. Chính xác ra là thì bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc vẫn chưa kết thúc trận thi đấu của mình. Bùi Đông Lai các hạ, bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đã vượt qua 120 giờ, chức quán quân đã thuộc về các cậu rồi. Trong một gian phòng trên đảo Luther, lúc này Ratatot nói chuyện với Bùi Đông Lai. Tôi hy vọng cậu có thể để tên gia hỏa tiêu cuồng kia xuất hiện, chấm dứt trận đấu. Thật xin lỗi giáo quan, tôi không thể làm được điểm này. Nghe Ratatot nói thế, Bùi Đông Lai lắc đầu. Dù sao, toàn bộ mọi người cũng đang tìm anh ta, vẫn không tìm thấy bóng dáng anh ta, ngài bảo tôi làm sao có thể tìm được anh ta đây. Ratatot không phản bác được. Bắn lén, chôn địa lôi. Sau khi trận đấu bắt đầu, ba người tiêu cuồng, Vương Khuê cùng Tôn Nhận đã bắt đầu áp dụng chiến tranh du kích để đánh lén 15 chi bộ đội đặc chủng đang tìm mình. Nhưng mà, trong quá trình đánh lén, khi trận đấu diễn ra được khoảng 24 giờ thì hai người Vương Khuê và Tôn Nhận đã bị liên quân hạ gục. Tiêu Cuồng thấy vậy cũng không dám chơi với lửa nữa, mà tiếp tục trò bịt mắt bắt dê, cả người giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, cho dù liên quân có lục soát cả hòn đảo này cũng không thấy được bóng dáng của Tiêu Cuồng. Điều này làm cho Ratatot thiếu chút nữa ngất đi. Sau đó, Ratatot lại để cho liên quân tiếp tục tìm kiếm lần thứ hai, hơn nữa lần tìm kiếm này có quy mô lớn hơn. 30 phút trước, liên quân đã tìm kiếm xong, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Rơi vào đường cùng, Ratatot đành phải nhờ Bùi Đông Lai ra mặt. Bùi Đông Lai các hạ, tôi tin tưởng chỉ cần cậu ra mặt nói rằng bộ đội đặc chủng Long Hồn Trung Quốc đã giành được chức quán quân trong cuộc thi đấu tác chiến đoàn thể này thì Tiêu Cuồng sẽ xuất hiện. Trong lòng Ratatot có chút buồn bực nhưng cũng không có để lộ ra ngoài mặt. Được rồi, để tôi thử xem. Thấy bộ dạng ăn nói khép nép của Ratatot, Bùi Đông Lai cũng có chút không yên tâm.
Bùi Đông Lai các hạ, cảm ơn cậu đã phối hợp. Nghe được Bùi Đông Lai trả lời thuyết phục, Ratatot thở phào một hơi. 5 phút sau, Bùi Đông Lai cầm một chiếc loa, đi trên một chiếc máy bay trực thăng. Cuồng ca, chúng ta đã giành chức quán quân rồi, ca có thể xuất hiện đi. Máy bay vừa bay trên trời, Bùi Đông Lai cầm loa nói những lời này. Kết quả là sau khi bay một vòng quanh đảo thì Tiêu Cuồng vẫn chưa xuất hiện. Bùi Đông Lai các hạ, tôi cho rằng rất có thể chiến hữu của cậu đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như hắn không cẩn thận đi vào những vùng đầm lầy nguy hiểm, hoặc là bị người của tổ chức khủng bố bắt cóc. Sau khi Bùi Đông Lai trở lại phòng, Ratatot nói ra cách nhìn của mình. Ratatot tướng quân, nếu không có gì bất ngờ thì rất có thể anh ta đã núp ở trong đầm lầy. Bùi Đông Lai thở dài, ở cách nhìn của hắn, Tiêu Cuồng có thể không để mọi người phát hiện, chỉ có thể là nấp ở trong đầm lầy. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, Ratatot trợn tròn mắt. Cậu nói cái gì? Cậu nói hắn núp ở trong đầm lầy sao? Oh my god, cậu đang nói đùa à? Bùi Đông Lai hơi nhíu mày. Bùi Đông Lai các hạ, tôi nói cho cậu biết, nếu những cậu nói là thật thì khẳng định hắn đã chết. Ratatot thấy Bùi Đông Lai không lên tiếng thì nói. Bởi vì vùng đầm lầy kia chúng tôi đã phái người kiểm tra, thậm chí còn phái ra máy bay trực thăng giả soát một hồi lâu, nhưng mà không phát hiện được thân ảnh của hắn. Bùi Đông Lai cười nhẹ. Ngài cứ yên tâm đi, chắc chắn là anh ta sẽ không bị gì cả. 10 phút sau, trong đầm lầy trên đảo Luther, Tiêu Cuồng từ dưới đầm lầy bò lên, nửa người giấu trong bụi cỏ. Bà ma nó, lại có thể bắt chước giọng nói của Đông Lai, ma nó thật là đê tiện. Cẩn thận quan sát bên ngoài một phen, xác định không gặp nguy hiểm gì, Tiêu Cuồng liền mắng một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh ra, bắt đầu ăn để bổ sung thể lực. Sớm biết thế thì đã mang theo nhiều thức ăn rồi, nếu là tiểu tử Đông Lai đó, phỏng chừng có thế ở dưới này 18 ngày cũng không là vấn đề. Vừa ăn, vẻ mặt Tiêu Cuồng buồn bực nói. Vù, vù. Tiêu Cuồng vừa nói xong, đằng xa liền truyền tới tiếng máy bay trực thăng. Ma nó, còn chưa hết sao? Nghe được tiếng trực thăng, Tiêu Cuồng mắng một câu rồi thò đầu từ trong bụi cỏ ra, thấy được có một chiếc trực thăng đang bay tới. Hả? Rất nhanh Tiêu Cuồng thấy được trực thăng hạ xuống trước đầm lầy, có vài người trong trực thăng nhảy xuống. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Cuồng vừa động, lấy ống nhòm quân dụng ra để nhìn. Sau đó, thân ảnh Bùi Đông Lai rơi vào trong tầm mắt của Bùi Đông Lai. Phất, Đông Lai muốn làm cái gì đây? Thấy rõ là Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng hoảng sợ, vội vàng lấy súng ra. Bằng, bằng, tiếng súng liền vang lên. Tiếng súng truyền ra. Tên phi công liền nhìn về phía phát ra tiếng súng, thấy được Tiêu Cuồng giống như pho tượng đất đứng trong đầm lầy thì miệng hắn há to ra, cảm giác kia giống như đang hỏi, hắn ở trong đầm lầy 4 ngày 4 đêm sao? Cuồng ca, mùi đất có ngon không? Bùi Đông Lai thì ngưng mắt nhìn Tiêu Cuồng, khí vận đan điền, hét lớn. Đệt, Đông Lai, cậu quả thật bị bọn hắn mua chuộc rồi à? Lại có thể tự mình đến bắt tôi? Tiêu Cuồng vô cùng buồn bực, giống to đáp lại. Bùi Đông Lai nghe vậy, dở khóc dở cười, sau đó tiếp tục hô lớn. Không phải là bị mua chuộc, vì hành động của cuồng ca đã hoàn toàn chinh phục bọn hắn nhờ tôi đến tìm ca. Ha ha, Tiêu Cuồng nghe vậy, cười đắc ý. Chấm. 30 phút sau, Tiêu Cuồng cùng Bùi Đông Lai xuất hiện ở trong tổ hội ủy. 10 phút sau, tiếng quốc ca của Trung Quốc vang lên. Cứ như vậy, trong cuộc thi đấu đại bỉ vũ lần này, đội Long Hồn Trung Quốc đã giành 3 chức quán quân, điều này đã làm cho các vị đại lão ý thức được sự nguy hiểm của Bùi Đông Lai. Đối với chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết, cho dù biết hắn cũng không để ý. Lúc này đây, hắn muốn lên Tu Di Sơn, để biết được sự thật của cuộc chiến thần bảng năm đó. Dịch giả F.A. Mọi. 24 giờ sau, Bùi Đông Lai cùng Tô Bồ Đề xuất hiện dưới chân núi Tu Di Sơn. Tháng 9. Mặc dù là ánh nắng chói chang nhưng mà Tu Di Sơn mây trắng lượn lờ, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, tựa như tiên cảnh. Tu Di Sơn thế nào? Mắt thấy Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn ngọn Tu Di Sơn, Tô Bồ Đề đầy kiêu ngạo hỏi. Mặc dù Bùi Đông Lai đang thưởng thức cảnh đẹp Tu Di Sơn nhưng dư quang thấy được bộ ngực mê người của Tô Cẩm Đế, thậm chí thấy rõ hai điểm nhô lên. Tô Bồ Đề không mặc nội y. Đúng là không tệ, rất thích hợp để hợp tu thân dưỡng tính.
không trách Long Bồ Tổ Đề A Di chọn nơi này làm nơi tu luyện. Mặc dù Tổ Bồ Đề mê người, nhưng mà hắn cũng không cố ý nhìn xem, mà nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tổ Bồ Đề. Tổ Bồ Đề nghe vậy, không nhịn được hừ lạnh nói. Anh cũng muốn trèo cao rồi, chưa thấy sư phụ của tôi mà gọi là A Di này A Di nọ. Bùi Đông Lai không phản bác được. Giữa trưa, hai người bước lên Tu Di Sơn. Tổ Bồ Đề rất thích tuyết, cho nên khi bước lên tuyết nàng thường đi chân trần. Nè, anh hát một bài đi. Đi thuốc ở đằng trước, bỗng nhiên Tổ Bồ Đề xoay người lại, nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghe vậy, tức giận. Hát không hay, sợ làm cô khó chịu. Không sao, bản thánh nữ có năng lực thừa nhận rất tốt. Tổ Bồ Đề cười như một tinh linh. Tuyệt đối sẽ không chê cười anh. Bùi Đông Lai không nhìn. Nè, sao anh lại không hát? Tổ Bồ Đề đốc thúc. Bùi Đông Lai không nói. Nè, rốt cuộc là anh có hát hay không? Tổ Bồ Đề quơ quơ đôi giày nhỏ, làm ra một bộ dạng muốn đánh Bùi Đông Lai. Hát cái mắm. Bùi Đông Lai thấy thế, trong lòng vừa động, liền cầm lấy một khối tuyết, rồi quăng về phía Tổ Bồ Đề. Bịch! Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ quăng tuyết vào người mình, nên khi khối tuyết trúng vào người mình, hơn nữa là trúng vào hai chỗ lồi trên ngực mình thì Tổ Bồ Đề tức giận. Anh dám ném bản thánh nữ. Bịch! Lại là một khối tuyết khác. Lần này là trúng ngực phải của nàng. Tôi muốn giết anh. Bị trúng hai khối tuyết vào người, Tổ Bồ Đề liền nóng máy, lập tức phản kích. Kết quả là thấy Bùi Đông Lai đã chạy trốn. Đứng lại. Anh đứng lại đó cho bản thánh nữ. Nếu là đàn ông thì anh hãy đứng lại. Dọc đường, Bùi Đông Lai và Tổ Bồ Đề chơi trò cảnh sát bắt cướp, người chạy ta đuổi. Tốc độ của hai người rất nhanh, thế cho nên chỉ một lát sau hai người đã chạy đến trước một cung điện cổ. Hừ, đồ vô sỉ, bản thánh nữ xem anh còn trốn đến khi nào nữa. Mắt thấy đã đến trước cung điện Ma Bổ Môn. Phát hiện Bùi Đông Lai cũng không có chạy trốn nữa, Tổ Bồ Đề hừ lạnh. Được rồi, tôi cho cô ném hai cái. Bùi Đông Lai thấy thế, liền tỏ ra rộng lượng, để Tổ Bồ Đề ném tuyết vào người mình. Bồ Đề, có chuyện gì thế? Bùi Đông Lai vừa nói xong liền có hai nữ đệ tử của Long Bồ Tổ đệ tử trong cung điện đi ra. Một người mặc trường bào màu vàng, một người mặc trường bào màu xanh biếc, giống như Hoàng Y và Lục Y tiên tử trong truyền thuyết. Làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung. Anh đánh lén ngực của bản thánh nữ, lại chỉ muốn bản thánh nữ ném anh hai cái. Tổ Bồ Đề căm hận. Ném vào ngực. Nghe được Tổ Bồ Đề nói những lời này, hai vị sư tỷ của Tổ Bồ Đề trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn về Bùi Đông Lai. Hai vị, không nên hiểu lầm. Mắt thấy hai vị sư tỷ của Tổ Bồ Đề nhìn mình, Bùi Đông Lai hiểu được lời nói của Tổ Bồ Đề đã làm đối phương hiểu lầm, cố gắng giải thích. Ngươi là ai? Hai vị sư tỷ của Tổ Bồ Đề liền hỏi. Hắn chính là con trai của lão không có lương tâm. Theo bản năng, Tổ Bồ Đề vốn muốn nói ra ba chữ lão tiện nam nhưng mà nhớ lại Bùi Vũ Phu là nghịch lần của Bùi Đông Lai thì liền đổi lời. Hả? Mặc dù Tổ Bồ Đề không có nói rõ nhưng mà hai vị sư tỷ vẫn hiểu được, ánh mắt đảo quanh người Bùi Đông Lai giống như muốn hỏi, Tiểu Bồ Đề không phải là rất hận con trai của Bùi Vũ Phu sao? Tại sao lúc này hai người lại quen thuộc như vậy? Vù! Giống như muốn đáp lại hai vị sư tỷ, quả cầu tuyết nhỏ trong tay Tổ Bồ Đề đã bay thẳng vào thằng cu nhỏ của Bùi Đông Lai. Ách! Thầy vậy, hai vị sư tỷ của Tổ Bồ Đề càng thêm cả kinh, bọn họ đang làm cái gì đây? Bùi Đông Lai lại không ngờ tới Tổ Bồ Đề lại dám làm hành động như vậy trước mặt hai vị sư tỷ, hắn liền giơ tay nắm lấy quả cầu tuyết kia. Tổ Bồ Đề giận dữ, vừa muốn truy kích. Đột nhiên lại nghe được một giọng nói từ trong cung điện. Quả nhiên, Bồ Đề vừa mới trở về Tu Di Sơn, cả Tu Di Sơn liền tràn ngập hơi thở vui vẻ. Tiếng rơi, người hiện, một gã nam tử mặc áo bào màu đen từ trong cung điện đi ra. Nam tử này xuất hiện, Bùi Đông Lai lập tức nhìn đối phương, mà vẻ tức giận trên mặt Tổ Bồ Đề đã biến mất, chỉ thấy nàng mang theo vài phần nghi ngờ, vài phần chán ghét nhìn nam tử này. Cổ sư thúc, sao người lại đến đây? Nghe được lời nói không lễ phép của Tổ Bồ Đề, nam tử này cũng không trả lời, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Bùi Đông Lai, giống như một thanh bảo kiếm đảm thủng bề ngoài của Bùi Đông Lai, nhìn thấu nội tâm Bùi Đông Lai. Sắc bén, cường thế, nguy hiểm.
Đây là cảm giác mà nam tử này mang lại cho Bùi Đông Lai. Trong lòng tràn ngập cảm giác này, Bùi Đông Lai nhận ra nam tử này. Cổ Cách, thủ lĩnh tổ chức Ma Bồ, sư huynh Long Bồ Tổ Đề, cao thủ số 2 của giới võ học Ấn Độ. Một người đa tình, coi Bùi Vũ Phu là tình địch của mình. Con trai của Bùi Qua Tử. Khi Bùi Đông Lai nhận ra Cổ Cách đã xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, giọng nói lạnh như băng. Dường như nhận ra vẻ bất thiện của Cổ Cách, có lẽ từ Bùi Qua Tử này làm kích thích thần kinh Bùi Đông Lai, chân mày hắn nhíu lại, lạnh lùng nhìn Cổ Cách, cũng không trả lời. Chẳng lẽ Bùi Qua Tử không dạy ngươi cách chào hỏi khi gặp trưởng bối sao? Cổ Cách thấy Bùi Đông Lai không thèm trả lời mình, hừ lạnh một cái, thân thể nhoáng một cái đã xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, thuận thế tát ra một tát. Dịch giả, F.A. mọi. Không nên. Khi Cổ Cách xuất thủ, ba giọng nói không hẹn mà cùng vang lên. Trước cung điện, Tô Bồ Đề cùng hai vị sư tỷ của mình tỏ ra lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, cả ba người cũng không xuất thủ. Thứ nhất là Cổ Cách ra tay quá đột nhiên, các nàng muốn ngăn cũng không còn kịp rồi, hơn nữa nửa năm trước Cổ Cách đã bước chân vào cảnh giới cương kính, nếu quyết tâm muốn ra tay với Bùi Đông Lai, mặc dù các nàng xuất thủ cũng không thể nào ngăn cản. Khi ba người vừa lên tiếng ngăn cản Cổ Cách, trong lòng Bùi Đông Lai đã bị một hơi thở nguy hiểm bao phủ, hắn cảm giác được bản thân mình đã mất đi liên kết với thế giới này, bản thân không thể nào tránh né được đòn công kích này của Cổ Cách. Chẳng lẽ đây là thực lực của cường giả cương kính sao? Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, vội vàng vận dụng kinh lực trong cơ thể, một quyền giống như là thiết trụy oanh về phía Cổ Cách. Lôi đình, một quyền đánh ra, giống như là tiếng pháo nổ, Cổ Cách chỉ thấy không khí trước mặt như bị nổ tung, trong lòng chấn động. Hắn biết Long Bồ Tổ Đề cực kỳ coi trọng Bùi Đông Lai, vì thế cũng không có tính toán lấy mạng Bùi Đông Lai. Chỉ là một tát Bùi Đông Lai một cái để cho Bùi Đông Lai tôn kính hắn một chút, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không ngờ thực lực Bùi Đông Lai lại tới trình độ như vậy. Ngoài kinh hãi, trong lòng Cổ Cách hiện lên một cảm giác nguy cơ. Phần cảm giác kia nói cho hắn biết nếu như hắn để một quyền này đập trúng thì hắn sẽ không sống tốt. Không dám chậm trễ. Trước tiên Cổ Cách thu tay lại, hai tay tạo thành ấn che ở trước người. Bốp! Quyền trưởng đụng nhau. Bùi Đông Lai cảm thấy quả đấm của mình như là đấm vào một tấm bông, tất cả lực lượng bị đối phương hấp thu, kinh lực phản chấn làm cho hắn phải lui lại. Bịch, bịch, bịch. Bùi Đông Lai lui liền ba bước mới dừng lại được, để lại ba dấu chân thật sâu dưới nền đá. Bịch. Sau đó, nền đá ở dưới chân của Cổ Cách cũng nứt ra, xuất hiện hai dấu chân. Ách. Thấy một màn như vậy, Tô Bồ Đề và hai vị sư tỷ của mình há to miệng. Dường như không thể tin mọi chuyện trước mắt là thật. Hai tháng trước, hai nàng nghe được Tô Bồ Đề nói ở Thiên Sơn muốn giáo huấn Bùi Đông Lai, kết quả là có người trợ giúp Bùi Đông Lai nên không được như ý. Mà hôm nay, Bùi Đông Lai hóa thủ thành công, một quyền làm cho Cổ Cách có thực lực cương kính phải chật vật. Không riêng gì hai nàng, ngay cả Tô Bồ Đề cũng cả kinh. Mặc dù nàng tận mắt thấy Bùi Đông Lai chém giết Mơ, hơn nữa biết Bùi Đông Lai giết Sơn Nơ Ly, nhưng mà nàng không nghĩ Bùi Đông Lai lại có thể chống lại cường giả cương kính. So ra mà nói, Cổ Cách càng khiếp sợ hơn, hắn càng rõ uy lực một quyền vừa rồi của Bùi Đông Lai. Bởi vì cảm thấy nguy cơ cho nên hắn mới phòng ngự. Xong. Dù vậy, nếu không phải hắn vì mặt mũi của mình, mạo hiểm bị thương, lựa chọn dùng cứng đối cứng với Bùi Đông Lai thì hắn cũng sẽ lui về sau giống như Bùi Đông Lai. Huống chi. Bởi vì có liên quan đến Bùi Vũ Phu nên Cổ Cách vẫn âm thầm chú ý đến Bùi Đông Lai, thấy trong một thời gian ngắn là một năm mà Bùi Đông Lai đã từ minh kính đến ám kính rồi đến hóa kính. Từ ý nào mà nói tốc độ của Bùi Đông Lai đã là yêu nghiệt. Mà hôm nay lực chiến đấu của Bùi Đông Lai không thua gì cường giả cương kính. Điều này đã làm cho Cổ Cách vô cùng rung động. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Trong phút chốc, ánh mắt của Cổ Cách tỏ ra kinh hãi khi nhìn vào Bùi Đông Lai. Qua Tử dạy cho ta rất nhiều thứ, bao gồm cả việc tôn trọng trưởng bối. Giống như đáp trả lại Cổ Cách, Bùi Đông Lai lạnh lùng nói. Nhưng ông không phải là trưởng bối của ta, hơn nữa Bùi Qua Tử cũng không phải là tên mà ông có thể gọi. Ngươi! Nghe Bùi Đông Lai nói thế, Cổ Cách giận tím mặt. Sư thúc muốn làm gì? Nhưng mà... Không đợi Cổ Cách nói hết, Tô Bồ Đề đã xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, che chở Bùi Đông Lai, lạnh lùng nói. Bồ Đề, người tránh ra,
để ta giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Sư huynh, động thủ với một đứa nhỏ, huynh thật uy phong a. Lần này không đợi Tô Bồ Đề mở miệng, một giọng nói trong cung điện truyền ra. Lời nói rơi xuống, một nữ nhân mặc tố bào từ trong cung điện đi ra. Tốc độ của nàng quá nhanh, làm cho người ta có một loại cảm giác nàng chính là dùng lăng ba vi bộ trong thiên long bát bộ. Khi nữ nhân này xuất hiện, Bùi Đông Lai liền nhìn sang. Nữ nhân có một mái tóc dài, da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, đôi mắt long lanh tràn đầy tinh thần làm cho người ta có một loại cảm giác ung dung. Mà phía sau phần ung dung đó còn có mấy phần cường thế. Sư muội, Long Bồ Tổ Đề xuất hiện làm cho Cổ Cách có chút vui mừng, từ sau khi Long Bồ Tổ Đề bế quan chữa thương thì hắn đã đi tới đây 3 lần, 2 lần trước không có gặp qua Long Bồ Tổ Đề. Chẳng qua là, sau đó, Cổ Cách nghĩ đến hành động vừa rồi của mình đã bị Long Bồ Tổ Đề nhìn thấy thì lập tức có chút lúng túng. Long Bồ Tổ Đề thấy thế, truyền rời ánh mắt từ Cổ Cách sang Bùi Đông Lai. Trong phút chốc, ánh mắt tràn đầy tức giận của nàng đã trở nên ôn nhu, giống như một người mẹ đang nhìn con mình. Nhìn thấy ánh mắt của Long Bồ Tổ Đề, Bùi Đông Lai cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể mình, trong lòng đầy ấm áp giống như được một người mẹ bảo vệ mình vậy. Bùi Đông Lai từng thể nghiệm cái cảm giác này từ trên người Bùi Vũ Phu, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu hắn gặp Long Bồ Tổ Đề. Sư huynh, ta tương tư đơn phương Bùi Vũ Phu hơn 20 năm. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Long Bồ Tổ Đề lại nhìn sang Cổ Cách. Mặc dù trong lòng Cổ Cách hiểu rất rõ điểm này nhưng mà nghe chính miệng Long Bồ Tổ Đề nói ra, sắc mặt của hắn khẽ biến đổi. Cũng giống như huynh từ 20 năm trước, ta liền biết tâm tư của huynh, ta có thể hiểu được tâm tình của huynh. Long Bồ Tổ Đề khẽ thở dài. Cho nên vô luận huynh làm cái gì, nói cái gì, ta cũng sẽ không để ý. Ta hiểu huynh cũng giống như hiểu chính mình. Sư muội, nhưng mà huynh không nên động thủ với Đông Lai. Cổ Cách cố gắng mở miệng, kết quả bị Long Bồ Tổ Đề lạnh lùng cắt ngang, giọng nói nàng trở nên bén nhọn giống như một thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ, càng giống như một người mẹ khi thấy con mình bị khi dễ, khí thế kinh người. Thấy được Long Bồ Tổ Đề tức giận, Cổ Cách cũng biết mình đã quá mức, không thể làm gì hơn là giải thích. Sư mộ, hắn không biết lễ phép, ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút. Dạy dỗ? Giọng nói Long Bồ Tổ Đề hoàn toàn lạnh xuống. Huynh có tư cách gì mà dạy dỗ nó? Cổ Cách không phản bác được. Lùi một bước mà nói, lấy thực lực của huynh, thật sự có thể dạy dỗ Đông Lai sao? Long Bồ Tổ Đề thấy Cổ Cách không lên tiếng, lạnh lùng nói. Nghe Long Bồ Tổ Đề nói thế, trong lòng Cổ Cách chấn động, sắc mặt trắng bệch. Đối với Cổ Cách mà nói, khi hắn biết được Long Bồ Tổ Đề yêu Bùi Vũ Phu thì hắn đã xem Bùi Vũ Phu là tình địch. Trong 2x năm qua vì muốn vượt qua Bùi Vũ Phu, bất luận là võ lực hay thế lực. Vì thế hắn liền thành lập tổ chức Ma Bồ. 1 năm trước, lúc Bùi Vũ Phu rơi núi làm cho thế giới ngầm sôi trào, làm cho rất nhiều cường giả muốn vây giết Bùi Vũ Phu để chứng đạo. Lúc đó, hắn biết mặc dù Bùi Vũ Phu đã mai danh ẩn tích 18 năm nhưng mà hắn rớt lại phía sau Bùi Vũ Phu. Nhưng mà hắn cũng không có buông tha, mà là càng thêm khắc khổ để luyện võ. Thế cho nên nửa năm trước hắn đã bước chân vào cảnh giới cương kính. Khi hắn cho rằng mình đã trở thành kình địch của Bùi Vũ Phu thì Bùi Vũ Phu đã chết, bị những cường giả trên thần bảng vây công mà chết. Có lẽ là cả đời chưa chiến trận nào với Bùi Vũ Phu, không cách nào thấy được thực lực của Bùi Vũ Phu, mặc dù hắn biết hắn không phải là đối thủ của Bùi Vũ Phu nhưng mà hắn vẫn không cam lòng. Lúc này, nghe được Long Bồ Tổ Đề nói thế hắn mới biết được mình đã thua, chẳng những ở lĩnh vực võ học. Mà ngay cả con của Bùi Vũ Phu cũng không rơi vào thế hạ phong khi chống lại hắn. Hết thảy những điều này đã bóp nát phần không cam lòng trong suy nghĩ của hắn. Một cảm giác thất bại, vô lực tràn ngập khắp lòng hắn, hắn nhịn không được mà cười to, cười đến mức tự giễu. Bùi Vũ Phu đã chết nhưng mà hắn lại lưu lại vô số truyền thuyết, còn có một đứa con xuất sắc cùng một nữ nhân yêu hắn, ta thua không oan, chỉ là cảm thấy ghen tị với hắn mà thôi. Dịch giả, Gong Copius. Nói xong, Cổ Cách liền rời đi. Hai, nhìn bóng lưng cô đơn của Cổ Cách, Long Bồ Tổ Đề không nhịn được khe khẽ thở dài, khuôn mặt hơi lộ vẻ phức tạp. Sư huynh, huynh yêu ta 20 mấy năm, ta chưa từng tiếp nhận, ta yêu Bùi Vũ Phu 20 mấy năm, hắn thủy chung yêu thê tử của hắn, cho dù thê tử của hắn đã vùi vào hoàng thổ.
Chúng ta có chung kinh nghiệm nhưng mà hiểu lại khác nhau. Lẩm bẩm tự nói, thân thể Long Bồ Tổ Đề không khỏi run lên, không nhịn được mà nhắm hai mắt. Yêu một người cũng không nhất định phải cùng hắn ở chung một chỗ, đối với ta mà nói, chỉ cần hắn còn sống, hắn sống rất tốt, đó là điều hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà phần hạnh phúc này, ta lại không có được. Lộp bộp, nghe Long Bồ Tổ Đề nói những lời này, thân thể Bùi Đông Lai không khỏi chấn động. Từ sau khi Diệp Cô Thành và Liên Minh Hoa Hạ lấy được tin tức, Bùi Đông Lai bắt đầu tin tưởng Bùi Vũ Phu đã chết. Nhưng mà, ngày hôm đó, trên tàu Aram, Bùi Đông Lai xác định hắn đã thấy Bùi Vũ Phu. Đúng vậy, hắn tin chắc ngày đó tuyệt đối không phải là xuất hiện ảo giác, Bùi Vũ Phu thật sự xuất hiện ở của đại sảnh. Cho nên hắn cho rằng Bùi Vũ Phu chưa chết. Mà hiện giờ nghe Long Bồ Tổ Đề nói Bùi Vũ Phu chết đi mà thương cảm. Tín niệm và hy vọng trong lòng Bùi Đông Lai lại va chạm nhau. Đông Lai, ta biết con lần này tới Tu Di Sơn là muốn biết chân thật của cuộc chiến thần bảng kia. Một lát sau, Long Bồ Tổ Đề mở mắt ra, ánh mắt nhu hòa nhìn Bùi Đông Lai, sâu kín thở dài, nói. Con đi theo ta. Vâng. Bùi Đông Lai hít sâu một hơi, rồi gật đầu. Rất nhanh, năm người đã đi vào cung điện. Cổ Lỗ. Sau khi đi vào phòng Long Bồ Tổ Đề, Bùi Đông Lai chủ động mở miệng, cũng không gọi Long Bồ Tổ Đề là A-di mà dựa theo tập tục Ấn Độ gọi Long Bồ Tổ Đề là Cổ Lỗ. Long Bồ Tổ Đề nghe vậy, khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ, con có thể gọi ta là A-di. A-di. Bùi Đông Lai lập tức đổi lời nói, đi thẳng vào vấn đề nói. Con nghe Bồ Đề nói, ngài đã tham gia vào trận chiến thần bảng kia, hơn nữa còn vì giúp cha con mà bị thương nặng, cảm ơn ngài. Nói xong. Bùi Đông Lai liền cúi người chào thật sâu, tỏ lòng cảm ơn. Đứa con, không cần phải khách khí với ta. Có lẽ là chìm vào hồi ức của trận chiến ấy, giọng nói của Long Bồ Tổ Đề mang theo vẻ thương cảm. Đứa nhỏ, nói vậy con đã biết chuyện giữa ta và cha con. Ta yêu cha con hơn 20 năm, 18 năm trước, bên ngoài truyền ra tin cha con bị Long Vương Diệp Cô Thành đánh gãy một chân, nhưng ta không tin bởi vì ta biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Khi nghe được tin tức kia, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là bởi vì mẹ con chết nên hắn đau lòng, muốn quy ẩn, về phần bị đánh gãy một chân, nếu là sự thật thì đó chính là do hắn tự bố trí. Nghe Long Bồ Tổ Đề nói thế, Bùi Đông Lai không khỏi cười khổ, hắn không phải không thừa nhận, Long Bồ Tổ Đề đúng là rất hiểu Bùi Vũ Phu. Hắn mang theo con quy ẩn 18 năm, ta một mực thu thập tin tức của hắn, nhưng hắn cùng con giống như là đã biến mất khỏi thế giới này. Không có chút tin tức nào. Long Bồ Tổ Đề lâm vào trong hồi ức, lời nói lộ ra vẻ yêu thương với Bùi Vũ Phu. Năm ngoài, hắn vì con mà rời núi. Khi biết được tin tức đó, ta rất kích động, đây là lần đầu tiên ta phát hiện thì ra yêu một người, chỉ cần biết được người ấy còn sống, đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Bởi vì hiểu được điều này cho nên ta cũng không đi gặp hắn, nhưng vẫn lặng yên thu tập tin tức của hắn và con, chú ý đến hai người. Do đó khi biết hắn nhận lời khiêu chiến của Odin, ta đã đến đỉnh Ô Hô Lỗ Phong ở châu Phi. Nói tới đây, giọng nói Long Bồ Tổ Đề tỏ ra tức giận. 18 năm trước, không là 19 năm trước, cha con là người đứng đầu trên thần bảng, làm cho nhiều tuyệt thế cường giả không phục, muốn khiêu chiến, chẳng hạn như nguyên mộc của vô sinh kiếm đạo Nhật Bản, còn có vua sát thủ Salem. Vua sát thủ Salem. Mặc dù Bùi Đông Lai đã thông qua tài liệu biết được vua sát thủ Salem đứng thứ ba trên thần bảng nhưng mà tư liệu về Salem lại quá ít, cộng thêm chuyện Diệp Cô Thành không biết Salem, vì thế Bùi Đông Lai cũng không biết được tin tức cụ thể về người này. Vua sát thủ Salem, một người được xưng đem linh hồn bán cho tử thần, một người giết người như kẻ điên. Giọng nói Long Bồ Tổ Đề hoàn toàn lạnh xuống. Không có ai biết hắn sinh ra ở đâu, cũng không ai biết bản lĩnh của hắn từ đâu mà có. 20 năm trước, có tin tức duy nhất liên quan đến Salem đó chính là không ai có thể sống sót khi bị hắn ám sát. Cha con đã phá vỡ điểm này, 20 năm trước, có lẽ không phục cha con nên Salem đã ám sát cha con, kết quả ám sát thất bại, hắn bị cha con đánh cho bị thương, bất quá lại đào tẩu khỏi tay cha con. Hắn có tham gia vào cuộc vây công. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, Long Bồ Tổ Đề nói. Đúng vậy, 20 năm trước. Sau khi ám sát cha con thất bại, hắn đã biến mất không ai biết được hắn đi đâu, nhưng mà nửa năm trước hắn đã xuất hiện tại Ô Hô Lỗ Phong.
Ngoài Odin và Salem ra còn có thủ lĩnh của bộ lạc cuồng nhân, đứng thứ tư trên thần bản là Baya, hội trưởng của quốc hội Mafia, đứng thứ sáu trên thần bảng, chiến thần, thủ lĩnh tổ chức Topper Victor, người đứng thứ chín trên thần bảng là nữ thần Nicola. Trong bọn họ trừ Nico là người chính trị gia, những người còn lại đều vì muốn ngôi vị số một trên thần bảng. Aji, mọi con đường đều chứng thật, cha của con bị cường giả vây công rơi xuống đỉnh ô hô lỗ phong mà chết, là như thế nào? Bùi Đông Lai không nhịn được hỏi. Dũng cũng không đúng. Long Bồ Tổ Đề gật đầu, lại lắc đầu. Ngày đó, trừ Salem ra, năm người kia đều đến, mà trên thực tế, Salem cũng đến, bất quá cũng không hiện thân. Các ngươi không phục bởi vì ta chiếm ngôi vị thứ nhất trên thần bảng, muốn khiêu chiến ta, chẳng qua là sau này ta quy ẩn nên các ngươi mất đi cơ hội, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi, cùng lên đi. Trong căn phòng an tĩnh, đột nhiên giọng nói của Long Bồ Tổ Đề to lên, khi nói hai câu này, vẻ mặt của nàng tỏ ra kích động. Đây là lời nói của cha con khi đối mặt với năm tên cường giả kia. Chẳng biết tại sao nghe được những lời này của Long Bồ Tổ Đề, Bùi Đông Lai không khỏi nghĩ đến hình ảnh lúc đó. Dường như hắn thấy được Bùi Vũ Phu đứng thẳng tắp như một cây thương, hắn cũng tưởng tượng ra khi Bùi Vũ Phu nói hai câu nói này, nụ cười ngây ngô trên mặt Bùi Vũ Phu đã biến mất, thay vào đó chính là sự coi rẻ thiên hạ. Lúc ấy, sau khi cha con nói ra hai câu này, Odin là kẻ đầu tiên xuất thủ, kết quả hắn căn bản không phải là đối thủ của cha con. Những người khác thấy Odin không phải là đối thủ của cha con cho nên mới vây công. Bùi Đông Lai hỏi. Không phải. Long Bồ Tổ Đề lắc đầu. Bọn hắn vì câu nói thứ ba của cha con. Câu gì? Hôm nay, đây là cơ hội duy nhất để các ngươi có thể giết ta, mất đi cơ hội này, ô hô lỗ phong sẽ thành nơi chôn xác của các ngươi. Nói xong, khuôn mặt Long Bồ Tổ Đề tỏ ra vài phần không giải thích được, tựa hồ cho tới bây giờ, nàng vẫn không rõ vì sao vào lúc ấy Bùi Vũ Phu lại nói ra những lời này. Mà không phải sau khi giết chết Odin, rồi tiêu diệt từng tên kia, mà là cách kích tướng, bức bách bọn hắn liên thủ để vây công. Bùi Đông Lai cũng là cả kinh không nhẹ vì sao qua tử phải làm như vậy. Bởi vì một câu này, cho nên bọn hắn liên thủ vây công cha con. Không đợi Bùi Đông Lai nghĩ ra cái gì, Long Bồ Tổ Đề lại nói. Lúc ấy ta cho rằng cha con có lòng tin vào thực lực của mình cho nên ta không xuất thủ. Ngày đó... Cha con chỉ dùng vài chiêu đá đánh bại bốn cường giả, còn Odin bị bước đến sát bên bờ vực, đối mặt với một kích cuối cùng của cha con, hắn liền dùng vũ khí tuyệt đối phòng ngự. Nói tới đây, ánh mắt Long Bồ Tổ Đề toát ra sát ý. Cuối cùng, Odin bằng vào tuyệt đối phòng ngự, miễn cưỡng ngăn được công kích của cha con, mà ngay lúc đó Salem liền nhảy ra đánh lén. Đối mặt với một kích của Salem, mặc dù cha con phản ứng kịp thời, hơn nữa ngạnh kháng công kích của Salem nhưng mà dường như đã dùng toàn lực, điều đó đã tạo ra cơ hội cho Odin. Tuy rằng Odin bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn không mất đi năng lực chiến đấu, hắn thừa dịp cha con giao thủ với Salem, liền ở đằng sau tập kích cha con, đẩy cha con xuống đỉnh ô hô lỗ phong. Thì ra là như vậy. Nghe được tin tức chân chính, nghĩ tới những cường giả này không ngờ lại hèn hạ như vậy, trong lòng Bùi Đông Lai giận dữ, hai tay nắm chặt vào nhau. Long Bồ Tổ Đề thì dừng lại, khuôn mặt nàng hiện ra vẻ bi thương, bởi vì trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Bùi Vũ Phu rơi xuống đỉnh ô hô lỗ phong kia. Ngày hôm đó, nàng hoàn toàn cả kinh vì một màn kia. A-di, nếu con đoán không sai thì sở dĩ ngài bị thương, là bởi vì động thủ cùng Odin và Salem. Sau đó, Bùi Đông Lai liền đoán ra nguyên nhân Long Bồ Tổ Đề bị thương. Long Bồ Tổ Đề gật đầu. Đúng vậy. Salem tên khốn kia xuất hiện quá đột nhiên, thế cho nên ta mặc dù muốn giúp cha con thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Mà khi Salem cùng Odin liên thủ đánh ngã cha con rơi xuống đỉnh ô hô lỗ phong, ta tức giận xuất thủ với hai người. Trong đó bởi vì thương thế của Odin quá mức nghiêm trọng nên mất đi lực chiến đấu cũng không giao thủ với ta. Về phần tên Salem kia, mặc dù hắn vận dụng bí thuật, bị tác dụng phụ, thực lực giảm xuống nhưng mà thực lực của hắn cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Mặc dù thực lực hạ xuống nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Khi nói chuyện, Long Bồ Tổ Đề không nhịn được mà cắn răng. Bùi Đông Lai nghe vậy, không khỏi nhớ đến cảnh Tô Bồ Đề đại chiến Batien, trong lòng vừa động, hỏi. Cho nên ngài dùng Niết Bàn. Ừ. Long Bồ Tổ Đề khẽ gật đầu một cái. Thời khắc nguy cơ,
Ta vận dụng, Niết Bàn, làm tên khốn Salem bị trọng thương nhưng ta cũng bị hắn đả thương. Sau khi ta cùng tên khốn kia bị thương, tất cả người xuất hiện trên đỉnh Ô Hô Lỗ Phong cũng bị thương. Kể từ đó, bởi vì mọi người đều bị thương hơn nữa nếu tiếp tục chiến đấu thì sẽ tạo thành tiện nghi cho kẻ khác, vì thế mọi người cũng không tiếp tục chiến đấu nữa, mà là vô cùng ăn ý rời khỏi đỉnh Ô Hô Lỗ Phong. Long Bồ Tổ Đề nói tới đây, khẽ thở dài. Đây chính là toàn bộ quá trình cuộc chiến thần bảng. A-di, vết thương của ngài đã khôi phục lại hết chưa? Nghe xong Long Bồ Tổ Đề nói, Bùi Đông Lai trầm mặc một lúc lâu, sau đó hỏi. Còn chưa hết, đại khái cần nửa năm nữa. Khi trả lời Bùi Đông Lai, chân mày Long Bồ Tổ Đề khẽ nhíu lại, giọng nói tỏ ra lo lắng. Bất quá đến lúc đó, thương thế bọn hắn cũng sẽ hồi phục. Nửa năm. Hai chữ này giống như một tiếng sấm nổ vang bên tai Bùi Đông Lai. Một cỗ áp lực đè nặng trong lòng hắn, thời gian cho hắn cũng không còn nhiều lắm. Dịch giả, Goncopius. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng như mọi hôm, mỗi khi sáng sớm Bùi Đông Lai cũng luyện công buổi sáng. Sau khi luyện công xong, Bùi Đông Lai trở lại cung điện, trực tiếp đi vào gian phòng của Long Bồ Tổ Đề. Đông Lai, thật sự không muốn ở đây thêm vài ngày nữa sao? Nơi này vô cùng thích hợp tu luyện, lấy thiên phú của con, nếu ở đây tiềm tu nửa năm, đột phá cương kính cũng không phải là chuyện khó. Dường như nhân gia Bùi Đông Lai đến đây cáo từ, Long Bồ Tổ Đề không nhịn được mà muốn giữ Bùi Đông Lai lại. A-di, con đã đáp ứng với một vị lão nhân đã qua đời, sau khi giành được chức quán quân của Đại Bỉ Vũ, phải về vấn an người. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Ngày sau con sẽ đến thăm ngài. Nếu con đã muốn đi thì ta cũng không giữ con nữa, sau này có chuyện gì cần thì cứ mở miệng nói với A-di. Long Bồ Tổ Đề thở dài. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu, hắn biết Long Bồ Tổ Đề thật sự muốn che chở hắn. Đi thôi, ta tiễn con. Cửa cung điện, hai vị sư tỷ của Tô Bồ Đề dường như biết được Bùi Đông Lai muốn đi, đã sớm chờ từ lâu. Bồ Đề đâu? Mắt thấy Tô Bồ Đề không có ở đây, Long Bồ Tổ Đề có chút nghi ngờ. Sư phụ, tiểu sư muội nói muội ấy đột nhiên lĩnh ngộ cái gì chân đế đấy, cần ngồi minh tưởng, sẽ không đến tiễn Đông Lai. Nhị sư tỷ dựa theo lời của Tô Bồ Đề, nói lại. Long Bồ Tổ Đề nghe vậy, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, cũng không vạch trần, mà là vươn tay ra nhẹ nhàng sờ vào mặt Bùi Đông Lai, giống như mẹ hiền tiễn con đi, nhẹ giọng nói. Đông Lai, đi xuống núi cẩn thận. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu, nói. A-di, ngài cùng hai vị sư tỷ trở về đi thôi. Long Bồ Tổ Đề thu tay lại, nhẹ nhàng vuốt cằm. Bùi Đông Lai thấy thế, hướng về phía hai vị sư tỷ của Tô Bồ Đề mỉm cười ý bảo, xoay người rời đi. Tầng cao nhất trên Phật Tháp, TBL nhìn thấy bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, trong con mắt lộ ra vẻ không đành lòng, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Đột nhiên, nàng lấy hết dũng khí, làn ớn lên. Bùi Đông Lai, chớ quên bản thánh nữ là ân nhân của anh còn thiếu bản thánh nữ hai phần nhân tình. Phương xa, Bùi Đông Lai nghe được tiếng hét của Tô Bồ Đề, xoay người, ngưng mắt nhìn tầng cao nhất của Phật Tháp, cười trả lời. Yên tâm đi, tôi sẽ không quên. Nếu anh dám quên, bản thánh nữ không để yên cho anh. Tô Bồ Đề miễn cưỡng cười vui đáp lại. Sau đó, trong cái nhìn chăm chú của nàng, bóng lưng Bùi Đông Lai đã biến mất trong màn tuyết. Trong phút chốc, nàng vô lực ngồi ở trên bàn, hai tay ôm đầu gối, gục đầu xuống, vành mắt hiện hồng, nước mắt đảo quanh. Đây là lần đầu tiên nàng muốn khóc trong đời, nhưng nàng lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Đêm đó, Bùi Đông Lai ngồi máy bay quân sự của quân khu Bắc Cương trở lại quân khu Yên Kinh. Trên đường băng, một chiếc Hammer sớm đã chờ từ lâu, trong xe là Phá Quân Tiêu Cuồng cùng Tham Lang Tịch Hồ. Đệt, Đông Lai, thành thật khai báo, đã làm thịt ma bổ thánh nữ chưa? Mắt thấy Bùi Đông Lai nhảy xuống trực thăng, Tiêu Cuồng cùng Tịch Hồ nghênh đón, trong đó, Tiêu Cuồng bất chấp tất cả cười gian ôm Bùi Đông Lai cổ, cố gắng bức cung. Cuồng ca, anh có chút, rồi đó. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, trong đầu không khỏi hiện ra lúc biệt ly, nụ cười gượng ép cùng ánh mắt thâm tình của Tô Bồ Đề. Tiểu Cuồng, chú nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Đông Lai kia, đáp N không cần nói cũng biết ha. Tịch Hồ thấy thế, cười hắt đệm. Đông Lai, đây là cậu trọng sắc khinh bạn a. Tiêu Cuồng nghe vậy,
khuôn mặt lộ ra vẻ bi phẫn, sau đó thay đổi 180 độ, vẻ mặt cười gian nói. Ta nghe nói Tô Bồ Đề có hai vị sư tỷ, nói vậy hai vị sư tỷ cũng giống nàng cũng đều tướng mạo đẹp như tiên, vóc người thướt tha, khí chất thánh khiết. Cả đầu Bùi Đông Lai đầy hắc tuyến. Tịch Hồ cũng là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là bị Tiêu Cuồng đánh bại rồi. Ba tiếng sau, ba người Bùi Đông Lai đã có mặt tại hội sở Đông Hạ hội. Đông Lai, lần này cậu cùng Tiêu Cuồng đã lấy lại mặt mũi cho quốc gia rồi. Sau khi vào phòng, Tịch Hồ giơ cao ly rượu, nói. Đến, vì ba người thất sát, phá quân, tham tê thất sát, phá quân tề tựu, vì hai người đại sát tứ phương, dương uy nước ta, cạn một ly. Hồ ca, hẳn là hai ly mới đúng a? Tiêu Cuồng nói. Tịch Hồ vỗ vỗ ót. Đúng, 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 hai ly. Uống xong hai ly này còn ly thứ ba nữa, tối nay không say không về. Bùi Đông Lai cười cùng Tiêu Cuồng, Tịch Hồ hai người chạm cốc. Cuồng ca, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi thăm lão gia tử. Sau khi rượu quá ba tuần, Bùi Đông Lai đốt một điếu thuốc, hít thật sâu, nói. Tiêu Cuồng nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất, im lặng gật đầu, sau đó rót một ly rượu rồi uống sạch. Bùi Đông Lai thấy thế, đốt một điếu thuốc đưa cho Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng nhận lấy rồi rít một hơi. Sương khói vần quanh ở khuôn mặt của hắn nhưng hai người Bùi Đông Lai và Tịch Hồ đều thấy được khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ thương cảm. Cuồng ca, tôi biết sau khi Tiêu đại ca chết, anh tiến vào trong quân, liều mạng huấn luyện chính là muốn giải sầu cho lão gia ử. Bùi Đông Lai thở dài. Hôm nay, mặc dù lão gia tử không tận mắt thấy chúng ta thắng lợi nhưng mà ở dưới cửu tuyền, lão gia tử cũng sẽ mỉm cười. Tiểu Cuồng, Đông Lai nói không sai. Tịch Hồ cũng là an ủi, vỗ vỗ bả vai Tiêu Cuồng. Đệt, sao coi tôi như đàn bàn dứa, nào uống rượu, uống rượu. Tiêu Cuồng bóp tắt điều thuốc, cười mắng rồi cầm ly rượu lên. Ba người cùng ly rồi uống, nhưng mà có thể thấy được tay cầm ly rượu của Tiêu Cuồng run lên, ngay cả khóe mắt cũng giật giật. Đông Lai, ca nghe nói lần thi đấu này, Trần Anh đã bị người của tổ chức thần võng bắt cóc, cậu đi cứu Trần Anh. Kết quả là được Guti người nối nghiệp tương lai của gia tộc The Rothschild cứu ra. Vì không để cho Tiêu Cuồng lúng túng, Tịch Hồ nói sang chuyện khác. Anh không biết. Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra, hắn cho rằng Tiêu Cuồng đã kể cho Tịch Hồ rồi. Tịch Hồ cười khổ lắc đầu. Chân trước ca vừa mới tới phi trường thì cậu cũng đã đến, còn chưa kịp hỏi Tiểu Cuồng. Thần võng chẳng những bắt cóc Trần Tỷ mà còn bắt cóc thánh nữ giáo đình, Guti tới đó là vì muốn thánh nữ. Bùi Đông Lai giải thích, tôi đến sớm hơn so với hắn, vừa mới bắt đầu thì bị đánh gục như con chó chết, thời khắc sinh tử may mắn đột phá, chuyển bại thành thắng. Đây cũng là nói cậu đã cứu thánh nữ giáo đình. Tinh quang trong mắt Tịch Hồ lóe lên. Ca cho rằng, chúng ta có thể lấy chuyện này làm cầu nối, liên hiệp giáo đình cùng gia tộc The Rothschild diệt trừ thần võng. Giáo đình dễ dàng liên hiệp, gia tộc The Rothschild có chút khó khăn. Bùi Đông Lai khẽ nheo mắt nói. Tôi cũng đã gặp mặt Guti rồi nói, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, Guti không có tỏ thái độ. Gia tộc The Rothschild là nơi luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, nhất định bọn hắn sẽ tham gia. Vẻ mặt Tịch Hồ khôn khéo. Lợi ích còn chưa đủ. Bùi Đông Lai lắc đầu. Lợi ích còn phải thành lập trên cơ sở cường đại, chẳng qua là chúng ta thể hiện ra sự cường đại. Gia tộc The Rothschild mới sẽ vì ích lợi, mạo hiểm cùng chúng ta đối kháng với thần võng. Ý của cậu là, trong lòng tôi đã có một kế hoạch. Bùi Đông Lai khẽ lắc chén rượu. Chẳng qua là đến thời cơ chín mùi mới áp dụng kế hoạch này được. Kế hoạch gì? Hai người Tiêu Cuồng cùng Tịch Hồ không hẹn mà cùng mở miệng hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Dịch giả, Gon Copius. Sáng sớm, tại Nghĩa Trang Bát Bảo Sơn. Lúc này trong bãi đậu xe của Nghĩa Trang có đậu nhiều xe, nào là Buick, Passat. Chẳng lẽ là một vị đại lão qua đời? Trong chiếc Hummer, Bùi Đông Lai ngồi ở chỗ lái phụ, thấy một màn như vậy thì hỏi Tiêu Cuồng. Tiêu Cuồng khẽ gật đầu. Lão nhân của Hoàng gia qua đời. Hoàng gia? Bùi Đông Lai nghe vậy trong lòng vừa động, hỏi. Ca nói là ông nội của Hoàng Oanh. Ừ. Tiêu Cuồng lại gật đầu. Cả nước Cộng Hòa. Ngoài lão nhân họ Hoàng kia, không có người họ Hoàng nào có tư cách được nằm ở chỗ này. Sau đó, không đợi Tiêu Cuồng đậu xe, một gã binh sĩ canh gác đi lên,
đầu tiên là chào, sau đó hỏi. Thủ trưởng, xin ngài hãy lấy thẻ công tác của mình ra. Cái này có được không? Tiêu Cuồng cũng không lấy giấy gì ra, mà chỉ vào ghế phía sau. Hả? Người lính gác nhìn vào ghế đằng sau, thấy phía sau có để 3 chiếc cúp quán quân. Mặc dù người lính này không biết lai lịch của 3 chiếc cúp kia nhưng mà hắn có thể cảm nhận được 3 chiếc cúp kia có phân lượng không thấp, vẻ mặt biến sắc, trang nghiêm chào hai người Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng. Thủ trưởng, mời. 30 giây sau, Tiêu Cuồng đậu xe rồi cùng Bùi Đông Lai xuống xe, ôm 3 chiếc cúp kia đi vào Bát Bảo Sơn. Bát Bảo Sơn là nghĩa địa công cộng lớn nhất nhất nước Cộng Hòa, diện tích hơn 150 km², trong đó phần mộ ở phía Bắc là một trong những nơi cao cấp nhất. Lão Thái gia Tiêu gia được mai táng ở đây. Bịch. Khi Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng đến trước mộ Lão Thái gia Tiêu gia, hai đầu gối Tiêu Cuồng liền quỳ xuống đất, hắn không thèm để ý cơn đau dưới gối, ngưng mắt nhìn vào tấm di ảnh của Lão Thái gia Tiêu gia. Bùi Đông Lai thấy thế, im lặng không lên tiếng, đem những đồ tế bái ra, sau đó lấy 3 cái cúp, để trước mộ. Làm xong chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không quỳ xuống mà đứng ở bên cạnh Tiêu Cuồng. Nhìn vào tấm di ảnh của Lão Thái gia Tiêu gia, tràn đầy kính ý và cảm kích, nói. Lão thủ trưởng, cháu và Cuồng ca đã mang chức quán quân trở về. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, thân thể Tiêu Cuồng khẽ run lên, nước mắt đảo quanh tròng mắt. Lão thủ trưởng, trong 3 chiếc cúp này, chiếc cúp danh giá nhất chính là do Cuồng ca dẫn An Hem đã ướt được. Bùi Đông Lai mở miệng, giọng nói run run. Anh ta vì chiếc cúp này mà không để ngài thấy vọng. Không làm mất mặt quân nhân nước ta, mạo hiểm tính mạng vào vùng đầm lầy tử vong, ở trong đó suốt 4 ngày 4 đêm. Lão thủ trưởng, Cuồng ca đã không làm mất mặt Tiêu gia. Nói xong, Bùi Đông Lai tiến lên dâng hương. Câu nói cuối cùng của Bùi Đông Lai giống như một thiết quyền đánh sụp nội tâm của Tiêu Cuồng, nước mắt của hắn chảy xuống. Dưới ánh mắt trời, hắn nghẹn ngào không tiếng động, cứng rắn không phát ra tiếng khóc. Dâng hương xong. Bùi Đông Lai trở lại bên cạnh Tiêu Cuồng, vái 3 cái thật sâu trước mộ Lão Thái gia Tiêu gia. Làm xong, Bùi Đông Lai im lặng không lên tiếng rời đi, để không gian cho Tiêu Cuồng. Lão Thái gia. Sau khi Bùi Đông Lai rời đi, Tiêu Cuồng giống như một đứa bé, mở miệng, giọng nói run run. Tiểu Cuồng đến xem ngài đây. Tiêu Cuồng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, nở ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Lão Thái gia. Ngài không nên nghe Đông Lai nói, thật ra thì con cũng không lợi hại như vậy, có thể thể dẫn anh em đoạt được chức quán quân cũng là bởi vì năm đó được ngài dạy bảo tận tình. So ra mà nói thì Đông Lai mới là một kẻ biến thái. Nói tới đây, Tiêu Cuồng giống như là từ trong bi thương lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn nở ra một nụ cười. Người này đã lấy ưu thế tuyệt đối cướp đi chức vô địch của trận thi đấu đột kích. Kể xong mọi chuyện về Bùi Đông Lai, Tiêu Cuồng cười ra tiếng. Nước mắt cũng ngừng rơi. Lão Thái gia, hôm nay con cùng Đông Lai mang theo cúp quán quân đến để ngài xem, coi như là thực hiện lời hứa ban đầu với ngài. Tiêu Cuồng mở một chai rượu gạo được nhập khẩu từ Việt Nam ra, rót trước một Lão Thái gia Tiêu gia, nhẹ giọng nói. Tương lai không lâu, bọn con sẽ làm cho bọn người kia phải mở mắt nhìn chúng ta. Tiêu Cuồng để chai rượu xuống, dập đầu cho Lão Thái gia Tiêu gia. Bịch, bịch, bịch. Dập xong 3 cái, trên trán Tiêu Cuồng để lại một vết máu nhưng mà hắn cũng không có lau, mà là nhìn vào di ảnh của Lão Thái gia Tiêu gia. Lão Thái gia, từ khi đi vào bộ đội, con chưa bao giờ làm mất mặt ngài hay mất mặt Tiêu gia, sau này có tấm gương của Đông Lai, con càng không có khả năng làm mất mặt. Tiêu Cuồng đứng lên, khép hai chân lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải từ từ giơ lên, trang nghiêm chào di ảnh của Lão Thái gia Tiêu gia. Nơi ra. Bùi Đông Lai thấy một màn như vậy, dường như bị hành động của Tiêu Cuồng làm cho cảm động, dường như đang nhớ lại Bùi Vũ Phu, vành mắt hơi hồng. Tế bái xong, lúc Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng đi đến bãi đậu xe thì tang lễ của Lão gia tử Hoàng gia cũng kết thúc. Rất nhanh, mọi người của Hoàng gia đều thấy được Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng, cũng thấy được 3 chiếc cúp quán quân trong tay hai người. Phát hiện này làm cho sắc mặt mọi người hơi đổi. Một mặt. Không ai ngờ sẽ đụng Bùi Đông Lai và Tiêu Cuồng ở đây, mặt khác người Hoàng gia cũng, tới đưa tiễn cho Lão gia tử Hoàng gia cũng được, cũng là thành viên trong phe phái Diệp gia. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Chẳng qua là, lúc trước Diệp gia như mặt trời ban trưa.
Diệp gia hôm nay lại bị Bùi Đông Lai đá xuống đám mây. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, Bùi Đông Lai cùng Tiêu Cuồng hai người cũng không để ý tới, mà những người đó cũng sợ hiểu lầm, cũng không dám nhìn hai người quá lâu. Có một người ngoại lệ, là Hoàng Oanh. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai có câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tao không tin vận số của mày không đi xuống. Nhìn Bùi Đông Lai, trong đầu nàng không khởi nhớ đến Diệp Tranh Vân, ánh mắt toát ra vẻ hận ý. Người của Diệp gia ở nhân gian nhìn chằm chằm vào mày, nhìn mày giống như thằng cha của mày chết ở nơi tha hương. Tranh Vành ở âm phủ chờ mày đi xuống đó với anh ấy. Dịch giả, Gong Copius. Nóng quá a. À. Đang lúc hoàng hôn, trong biệt thự quận Gôn, ba người Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đã bố trí một bữa tiệc ngoài trời. Sau khi dọn xong nước trái cây lên, Hạ Y Na xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Bùi Đông Lai đồng học, mấy giờ rồi? Tớ muốn đi tắm. 6 giờ 50 phút rồi, cậu tắm rồi trang điểm đi, bọn họ sẽ tới nhanh thôi. Lúc này Bùi Đông Lai đang sửa lại bóng đèn bên ngoài. Đông Tuyết, mọi người tự lo nhé. Hạ Y Na nghe vậy cũng không khách khí, hát một bài hát rồi đi vào tắm. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết thấy thế, dở khóc dở cười. Đây là ngày thứ ba Bùi Đông Lai trở lại Đông Hải. Trong 3 ngày nay, Bùi Đông Lai cũng không đi đâu, hắn ở trong biệt thự làm bạn với Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na, dùng cái này để bền bù thời gian hắn xa cách hai người. Cuộc sống như vậy thật tốt ha. Mấy phút sau, Bùi Đông Lai đã sửa xong đèn, xác định không có vấn đề gì, quay đầu lại thì thấy Tần Đông Tuyết đang bày thức ăn lên trên bàn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Không sai biệt lắm. Bùi Đông Lai đi tới, mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết, sau đó lấy một cái khăn nhẹ lau đi mồ hôi trên trán của nàng, ôn nhu nói. Đợi sau khi mọi chuyện chấm dứt, tớ sẽ dẫn mọi người tìm nơi thế ngoại đào nguyên, sống cuộc sống giống như tiên tử. Được. Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu. Qua 7 giờ, Ngô Vũ Trạch lái chiếc Cayenne chở Trang Bích Phàm cùng Cổ Văn Cảnh đến biệt thự. Đệt, Đông Lai, chú cũng không có hiền hậu chú nào a. Xuống xe, Ngô Vũ Trạch giống như là oán phụ, lại nhải của trách Bùi Đông Lai. Chú dùng ngón tay mà đếm thử, xem thử chú đã rời ký túc xá mấy ngày rồi. Là hơn 4 tháng, 142 ngày a, tại sao chú lại nhẫn tâm như dứa? Đông Lai, chú đen như con mực rồi. Trang Bích Phàm nghe vậy, liền đi lên nhìn Bùi Đông Lai, giống như nhìn tình nhân của mình vậy. Hi hi. Hạ Y Na cùng Tần Đông Tuyết đứng chung một chỗ với Bùi Đông Lai, nghe được Ngô Vũ Trạch và Trang Bích Phàm nói vậy thì cười cười. Ca không muốn làm, cảm ơn. Bùi Đông Lai tức giận nói. Cắt, chú cho rằng lỗ S của chú đáng tiền lắm sao? Ngô Vũ Trạch giơ ngón tay giữa lên, làm ra một động tác khinh bỉ. Chẳng qua ca cảm thấy chú trọng sắc khinh bạn, lúc trước vì nước chinh chiến thì thôi, trở lại cũng không gọi điện thoại, chỉ biết gối đầu lên mỹ nhân thôi à. Đông Lai, thắt lưng đầu gối bủn rủn không? Trang Bích Phàm hỏi thẳng. Không bủn rủn cũng khó. Cổ Văn Cảnh cũng nói đều một câu. Nè, nè, vẻ mặt các chú là sao đây? Hạ Y Na tức giận. Tại sao tớ cảm thấy dường như ba cậu muốn cướp Đông Lai từ tay của Đông Tuyết vậy? Y Na à, tớ tuyệt đối không có ý này. Ngô Vũ Trạch thấy Y Na sắp bạo phát thì liền cười cười. Chúng tớ chỉ là chúc mừng Đông Lai chiến thắng trong cuộc thi đấu đại bỉ vũ mà thôi. Không sai, tinh thần của Đông Lai rất tốt. Trang Bích Phàm không cam lòng rơi ở phía sau. Chỉ có một mình Cổ Văn Cảnh là chúc mừng chân thành. Chúc mừng Đông Lai. Bùi Đông Lai cười cười, không có nói cảm ơn, chẳng qua là cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Đúng rồi Vũ Trạch, thì vận nhà cậu đâu? Còn Bích Phàm nữa, Khả Tâm nữa? Dương tính của Văn Cảnh đâu? Sau khi cười giỡn, Hạ Y Na phát hiện cái gì, không nhịn được nói. Tại sao mấy cậu ấy không đi chung với các cậu? Y Na, nữ nhân rất tốn thời gian. Thời gian trong cuộc đời của nữ nhân là dùng để trang điểm và hóa trang a. Lần này Cổ Văn Cảnh trực tiếp ngậm miệng lại. Mà hai người Ngô Vũ Trạch và Trang Bích Phàm nói xong thì phát hiện ánh mắt của Hạ Y Na tràn đầy sát khí nhìn mình, vì thế liền lôi Bùi Đông Lai đi vào biệt thự. Mọi người vừa đi vào biệt thự thì Tô Thi Vận, Tăng Khả Tâm cùng Dương Tính cũng đã chạy đến. Giống như ba người Ngô Vũ Trạch, ba người Tô Thi Vận cũng chúc mừng Bùi Đông Lai.
7 giờ 20 phút chiếc Benotti của Liễu Nguyệt chạy vào khu biệt thự quận Gôn. Mụ mụ, tiểu Vũ ca, Nhật Xuất Đông Lai cũng không tới chỗ chúng ta, thật sự là quá ghê tởm, một hồi thấy anh ấy, em nhất định sẽ không thèm nhìn mặt anh ấy, trừ phi anh ấy nói xin lỗi. Mắt thấy xe đi vào khu biệt thự, tiểu ma nữ quơ quơ quả đấm nhỏ kích động nói. Con nít thì biết cái gì, Đông Lai ca là tham gia giải đại bỉ vũ toàn cầu. Đây là làm vẻ vang đất nước a. Bà ma nó thử nghĩ đến cảnh Đông Lai ca đại sát tứ phương, cả người anh liền cảm thấy kích động. Đông Phương Lãnh Vũ đầu tiên là bĩu môi, sau đó tràn đầy kích động nói. Xì top, không có chút cốt khí nào. Đông Phương Uyển Nhi khinh thường nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái, trong đôi mắt cũng lộ ra mấy phần kích động. Liễu Nguyệt cũng không có để ý đến hai người, chẳng qua là ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía ngôi biệt thự, không biết trong lòng nghĩ cái gì nữa. Mấy phút sau, xe đã đến trước biệt thự, lúc này Bùi Đông Lai cùng hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Ina đang đứng trước cửa đợi. Chị Ina, chị Đông Tuyết, ôm một cái nào. Xe vừa dừng, tiểu ma nữ liền nhảy xuống xe, chạy về phía Hạ Ina cùng Tần Đông Tuyết mà làm nũng. Đông Lai ca, bờ rào quá. Đông Phương Lãnh Vũ thấy Bùi Đông Lai, giống như là uống máu gà kích động không thôi. Chúc mừng cậu Đông Lai. Liễu Nguyệt trước tiên chào Tần Đông Tuyết và Hạ Ina, sau đó ánh mắt nhìn sang Bùi Đông Lai, trong lòng thổn thức không thôi. Liễu tỷ, khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó ôm bả vai Đông Phương Lãnh Vũ, nói. Mọi người đã đến rồi, chúng ta vào thôi. Nhật Xuất Đông Lai, anh không xem sự tồn tại của em sao? Thấy Bùi Đông Lai không nhìn mình, Đông Phương Uyển Nhi, lập tức chọc tức. Uyển Nhi! Không phải là em nói không để ý tới Đông Lai ca rồi sao? Đông Phương Lãnh Vũ liền bán đứng em gái của mình. Đông Phương Lãnh Vũ, tình anh em chúng ta cắt đứt từ đây. Khuôn mặt Đông Phương Uyển Nhi đỏ bừng. Ha ha! Trong lúc nhất thời, tiếng cười nổi lên bốn phía. Từ khi ba người Liễu Nguyệt đến, tiệc thịt nướng đã chính thức bắt đầu. Chẳng qua là, đột nhiên có một chiếc Rolls Royce Phantom xuất hiện ở cửa biệt thự. Hả? Nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom quen thuộc đó, mọi người ngẩn ra. Sau đó, trong cái nhìn của mọi người, Quý Hồng từ trong xe đi xuống. Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, Quý Hồng cũng vẫn nở ra nụ cười làm người ta chết mê chết mệt, bước chân thong dong đi vào biệt thự. Giờ phút này, lòng nàng vô cùng khẩn trương. Bởi vì nàng không phải là thành viên của bữa tiệc hôm nay. Nàng muốn đến đây, chỉ là vì muốn gặp được ai đó. Dịch giả Tiểu Cường. Quý Hồng là một người kiêu ngạo. Phần kiêu ngạo kia, làm cho nàng vì mẫu thân mình đòi lại công đạo mà phải chôn vùi bao hài cốt ở bến Đông Hải, cuối cùng thông qua hợp tác với Bùi Đông Lai mới thực hiện được chí nguyện to lớn của mình. Phần kiêu ngạo kia, làm nàng cho dù đối mặt với Tần Đông Tuyết hoàng thân quốc thích, biết rõ mình kém điểm xuất phát, nhưng chưa từng cúi đầu, vì chứng minh mình không kém Tần Đông Tuyết, nàng dùng tập đoàn Đông Hải để âm thầm đấu cùng Tần Đông Tuyết. Trong lúc chiến tranh kia, Tần Đông Tuyết theo sự an bài của Bùi Đông Lai, đơn độc tới Tiêu Gia, rồi trở về Tần Gia, để thuyết phục Tiêu Nguyên Thanh cùng Tần Hồng Sơn, đang đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực kia. Mà trong người chảy dòng máu của Diệp Gia, nhưng lại bị coi là một đứa trẻ bị vứt bỏ, không chịu rơi ở phía sau, đi theo sư phụ cô độc Phong Ánh, máu nhuộm thôi ra của SQ, chiến thắng trở về. Các nàng chia ra hoàn thành những khâu trong kế hoạch mà Bùi Đông Lai đã nghĩ ra. Cạnh tranh vô hình đã trở nên ngang sức ngang tài. Sau cuộc đấu tranh kia, cạnh tranh giữa các nàng chưa bao giờ dừng lại. Trong thời gian nửa năm, Tần Đông Tuyết đã làm cho Đông Hà Hội trở thành một tổ chức tư nhân lớn nhất, mà nàng còn làm cho tập đoàn Đông Hải trở thành có tiếng nhất quốc nội. Ba ngày trước, khi nàng nhận được cuộc gọi của Bùi Đông Lai, biết được Bùi Đông Lai đã thắng lợi trở về. Mặc dù nàng rất muốn nhìn thấy Bùi Đông Lai, nhưng phần kiêu ngạo trong máu kia làm cho nàng không có cách nào lấy dũng khí để mở miệng. Chỉ có thể đem ý nghĩ kia chôn ở trong lòng, thật sâu. Nhưng mà, hôm nay, khi nàng vô tình biết được Bùi Đông Lai ở biệt thự ở quận Gôn mở tiệc thịt nướng. Nàng biết mình đã thua. May là, nàng đã hết sức cố gắng, nhưng nàng vẫn rất ở phía sau. Cuối cùng cũng thua cuộc tranh đua này. Điều này làm cho nội tâm kiêu ngạo của nàng đã sụp đổ. Nhưng, ngay lúc đó, nàng đã điều chỉnh tâm tình, một lần nữa đi vào hội trường. Chủ trì xong hội nghị cao tầng quý 3 của tập đoàn Đông Hải,
được những ánh mắt kính nể nhìn về phía mình. Sau khi hội nghị kết thúc, bởi vì thật rất muốn gặp lại Bùi Đông Lai, nàng không còn kiêu ngạo nữa. Không mời mà đến biệt thự, đi tới trước mặt đám người Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết. Không ai có thể tưởng được, nàng lại làm ra một quyết định lớn gan như vậy. Dưới ánh tà dương, mặc dù Quý Hồng đã che giấu rất kỹ nhưng Tần Đông Tuyết đã từng làm kình địch của băng mỹ nhân này cũng nhìn thấu ý định của nàng. Mà Bùi Đông Lai cũng không ngoại lệ. Nếu nói như người hiểu rõ Quý Hồng nhất, không phải là Liễu Nguyệt, cũng không phải là Tần Đông Tuyết, mà là Bùi Đông Lai. Bởi vì sau khi Diệp Cấm Nguyện vì lợi ích mà dập đầu trước mộ mẫu thân Quý Hồng, lúc đó khóc tê tâm liệt phế, uống đến say mềm, mà Bùi Đông Lai lúc đó không có an ủi, để nàng khóc thống khoái. Nàng hiểu hắn, hắn cũng vậy. Bọn họ là tri kỷ, cũng bởi nhiều nhân tố khác, không thể thêm hai chữ, hồng nhan, phía trước được. Giữa hai người thủy chung có một tầng khoảng cách. Tại đây, Quý Hồng không mời mà đến, làm cho Bùi Đông Lai cũng hơi kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng hắn cũng có mấy phần đau lòng. Hắn biết, ánh mắt kiên cường kia, trên mặt luôn hiện lên nét cười của nữ nhân này, sau lưng hắn đã trả giá rất nhiều cho hắn. Hô! Sau đó, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu, chủ động đứng dậy nghênh đón Quý Hồng. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết cũng tốt, Hạ Y Na cũng được, cũng không ai ngăn trở, mà Quý Hồng chỉ cảm thấy tim mình hung hăng rung động, giống như muốn vọt ra ngoài, thậm chí, ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Nàng gắng điều chỉnh tâm tình, nụ cười trên mặt không giảm, nhìn đám người Tần Đông Tuyết, nói. Hôm nay có một số lão bản trong hội nghị cao Tần hồi báo, đánh điện thoại cho hắn không được, cho nên chỉ có thể tới đây tìm hắn, không nghĩ mọi người lại ở đây, hy vọng không ảnh hưởng tới mọi người nha. Lời vừa ra, Quý Hồng mỉm cười một chút, rồi đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Lão bản, làm phiền cậu 10 phút, không ngại chứ? Có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ, ánh mắt Quý Hồng nhìn về phía Bùi Đông Lai có chút tránh né. Bùi Đông Lai cũng không có trách Quý Hồng nói dối, thở dài nói. Ngồi xuống ăn một chút, có chuyện gì thì sau hãy nói. Vốn là Đông Lai muốn gọi cô đến để tụ tập, nhưng nghĩ đến hôm nay cô phải chủ trì hội nghị, buổi tối có lẽ sẽ phải dự tiệc, cho nên không gọi cho cô. Bùi Đông Lai vừa nói, không đợi Quý Hồng mở miệng, Tần Đông Tuyết đứng lên, mỉm cười giảng hòa. Từ góc độ cá nhân, Tần Đông Tuyết đối với nữ nhân đã từng cạnh tranh với mình rất bội phục. Từ góc độ nữ nhân ích kỷ mà nói, nàng sẽ không bởi vì bội phục mà nguyện thua cuộc đấu này. Nhưng, giờ khắc này, không để cho Bùi Đông Lai xấu hổ, nàng phải đứng ra giảng hòa. Nghe Tần Đông Tuyết giải thích, Quý Hồng mặc dù biết Tần Đông Tuyết không dối nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trong lòng đau quặn, sự kiêu ngạo đã vỡ thành từng mảnh, giờ này đã gắn lại với nhau. Cảm ơn. Mặc dù đau lòng, nhưng trên mặt nàng vẫn duy trì nét cười. Thậm chí còn trêu ghẹo nói. Hắn là lão bản lại phủi mông mà đi, tôi cũng quen việc này rồi. Mọi người ăn trước đi, tớ cùng quý tỷ vào bên trong hàn huyên một phen. Làm như đã nhận nội tâm biến hóa của Quý Hồng, Bùi Đông Lai cười cười với đám người Tần Đông Tuyết, sau đó ý bảo Quý Hồng cùng hắn vào biệt thự hàn huyên. Quý Hồng mỉm cười, đi theo Bùi Đông Lai vào biệt thự. Lão bản thân ái, có gì muốn nói không? Tiến vào đại sảnh của biệt thự. Quý Hồng tự nhiên như ở nhà mình, đá chiếc giày cao gót ra, thản nhiên ngồi xuống salon, theo thói quen của trách Bùi Đông Lai. Xin lỗi. Bùi Đông Lai cầm lấy một chai rượu đỏ, đi tới bên cạnh Quý Hồng, mở chai rượu ra rót cho mình và nàng một chén. Tỷ tỷ không chịu nổi bộ dạng hư tình giả ý này. Quý Hồng tiếp rượu đỏ, nói. Hai chữ xin lỗi này đáng giá mấy đồng, nếu cảm thấy áy náy, thì tăng lương cho tỷ tỷ này đi. Hơn nữa còn phải lương CEO cao nhất đó. Không thành vấn đề. Bùi Đông Lai cười khổ đáp ứng, sau đó muốn nói lại thôi. Hôm nay tôi tìm cậu chính là vì muốn nói tới chuyện của Mộ Khuynh Nhan. Dường như biết được Bùi Đông Lai muốn nói gì, Quý Hồng không đợi Bùi Đông Lai mở miệng liền đổi đề tài khác. Sắc mặt Bùi Đông Lai hơi đôi, con mắt đột nhiên mở lớn. Nàng làm sao? Nhìn cậu khẩn trương như vậy. Mắt thấy đã nói lảng sang chuyện khác, tâm tình Quý Hồng khôi phục lại bình thường, tức giận trợn mắt nhìn Bùi Đông Lai, sau đó mới giải thích. Chuyện là như vậy, công ty Warner Brothers của Mỹ muốn tiếp xúc với chúng ta, rồi có ý hợp tác,
muốn để cho Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân đi Hollywood để phát triển. Hả? Nghe lời này của Quý Hồng, chân mày của Bùi Đông Lai nhíu lại. Cá nhân tôi cho rằng, Quốc hội Mafia muốn hợp tác chỉ là ngụy trang, chủ yếu là muốn bắt cóc Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân để đối phó cậu. Quý Hồng hớp một ngụm rượu, nói ra ý nghĩ của mình. Cho nên tôi đem quyền quyết định cho cậu. Chuyện xảy ra khi nào? Bùi Đông Lai hỏi. Hơn một tháng trước, Quý Hồng vừa nói, lại bổ sung. Bọn họ nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý, lúc nào cũng có thể ký hợp đồng. Vừa nghe lời của Quý Hồng, Bùi Đông Lai khẽ nheo mắt. Hơn một tháng trước, ở trong đại bỉ vũ bộ đội đặc chủng toàn cầu, trên lôi đài đã giết chết U Linh một trong mớ của Mafia, hơn nữa vì muốn đánh trả Anthony mà trước mặt mọi người hắn khắc lên người mớ hai chữ diệt tộc. Trong tình huống này, gia tộc Gambino âm thần không chế Warner Brothers phái người tới kéo Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân tiến quân vào Hollywood, thuộc về kế lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài cũng biết. Tôi nhận được tin tức, Warner Brothers phái người lén lút cùng hai người đại diện của Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân câu thông, hai người kia cũng biết chuyện này, tôi không biết giải thích thế nào với hai nàng. Vốn là CEO của tập đoàn Đông Hải, nàng không cần cùng với những người của công ty con nói chuyện. Nhưng mà nàng biết quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Mộ Khuynh Nhan không bình thường, cụ thể nên làm thế nào, thì tùy Bùi Đông Lai. Cho nên cậu tự mình nói với bọn họ đi, cuối tháng này các nàng sẽ đến Đông Hải biểu diễn. Tốt, Bùi Đông Lai đáp một tiếng, đồng thời, con mắt chợt lóe tinh quang, không biết đánh chủ ý gì. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai lâm vào trầm tư, cũng không quấy rầy, mà ngồi một mình uống rượu, cho đến khi Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, nói. Đúng rồi, live show của ban nhạc Hoàng hậu sẽ được diễn vào ngày 28 tháng 9, đây là do tiểu tình nhân Mộ Khuynh Nhan tự mình chọn, ngụ ý thì cậu rõ hơn tôi nhiều. Tôi đề nghị, cậu nên tới ủng hộ một chút. Tôi cùng nàng. Bùi Đông Lai cười khổ, cố gắng giải thích quan hệ giữa Mộ Khuynh Nhan. Lão bản thân ái, người yêu của cậu không chỉ có Tần Đông Tuyết, còn có những người khác nữa. Quý Hồng cười trêu ghẹo nói. Cậu đã trái ôm phải ấp rồi. Không dám tam thê tứ thiếp sao? Bùi Đông Lai chép miệng. Ví dụ như băng mỹ nhân Liễu Nguyệt. Tôi xem Liễu tỷ như tỷ tỷ của mình mà thôi. Bùi Đông Lai thở dài. Không có giống tưởng tượng của cô đâu. Được rồi, không nghĩ tới băng mỹ nhân nữa, có lẽ bởi vì ân tình của Bùi Thúc năm đó, cũng chỉ đem cậu trở thành tiểu đệ đệ thôi. Quý Hồng vô tình hay cố ý nhắc nhở. Nhưng cô bé Mộ Khuynh Nhan này lại khác. Địa vị của cậu trong lòng nàng không ai có thể thay thế được. Nàng mặc dù không thể giúp cậu được gì nhưng vì cậu mà thay đổi rất nhiều. Bùi Đông Lai nghi ngờ nhìn về phía Quý Hồng. Nhìn tôi làm gì, cậu cho rằng tỷ đây sẽ yêu cậu sao? Quý Hồng bị Bùi Đông Lai thấy vậy có chút chột dạ, bất quá lại cố ý nhích, hung khí, tới gần Bùi Đông Lai, rồi vứt mị nhãn tới, lộ ra nụ cười mê người, nói. Không sao tỷ yêu cậu. Cho dù lúc này tỷ nguyện ý để cậu đẩy ngã, cậu dám sao? Khách khách! Lời vừa nói, Quý Hồng không đợi Bùi Đông Lai đáp, liền giống như nữ lưu manh phóng đãng cười một tiếng, rồi để chén rượt xuống, đứng lên nói. Tốt lắm, tỷ phải đi tham dự dạ tiệc đây. Để tôi tiễn cô. Bùi Đông Lai nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng cũng nuốt lại xuống bụng, đứng dậy tiễn Quý Hồng ra cửa. Sau đó... Dám người Tần Đông Tuyết vô tình hay cố ý nhìn chăm chú nhìn biệt thự, cuối cùng Quý Hồng đi ra trước, trực tiếp tới trước mặt họ, cười nói. Các mỹ nữ, các xuất ca, tỷ tỷ phải đi tham dự dạ tiệc rồi, chúc mọi người vui vẻ. Đại ma nữ, gặp lại. Nghe thấy lời Quý Hồng, Đông Phương Uyển Nhi cùng nàng quan hệ cải thiện lớn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé dính đầy dầu mỡ, nói lời từ biệt với Quý Hồng. Gặp lại, tiểu ma nữ. Quý Hồng phất phất tay. Nụ cười trên mặt càng đậm. Chẳng biết tại sao, Tần Đông Tuyết thấy Quý Đồng có chút bất đồng so với lúc đi vào nhưng không rõ ở chỗ nào. Lão bản thân ái, ngài tiếp tục tiêu sái đi, tỷ tỷ tôi tiếp tục đi làm công cho ngài đây. Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Tần Đông Tuyết, Quý Hồng cười cười với Bùi Đông Lai, không đợi hắn đáp lời, liền quyết đoán xoay người, để cho mọi người một bóng lưng cao ngạo. Chẳng qua là... Bóng lưng kia làm cho mọi người cảm giác cô đơn. Bởi vì, nàng kiêu ngạo, nàng thua trong trận chiến giành tình yêu. Dịch giả Tiểu Cường. Cũng giống như mọi ngày, khi mặt trời vừa mọc lên, Bùi Đông Lai cũng tỉnh ngủ.
Rửa mặt xong, Bùi Đông Lai đi ra đại sảnh biệt thự. Bùi tiên sinh, một gã thành viên dòng binh đoàn Sa Tăng thấy Bùi Đông Lai đi ra, vội vàng bước lên, nói. Mới vừa rồi có người tự xưng là người của gia tộc The Rothschild, đến tặng ngài một món quà, tôi kiểm tra rồi, phát hiện không có nguy hiểm gì. Bùi Đông Lai nghe thế, trong lòng hơi động, nói. Hẳn là đầu của Sunnerly, anh hãy để cái đó chung với đầu của Oz đi. Vâng, Bùi tiên sinh. Tên thành viên kia gật đầu, nói, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Mặt trời dần dần nhô lên sau bụi tre làng, Bùi Đông Lai cũng đã kết thúc luyện công buổi sáng. Sau đó hắn về biệt thự, tắm rửa xong, hắn liền lái xe đi mua đồ ăn sáng cho Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na. Hôm nay là ngày tựu trường, nên Bùi Đông Lai muốn chờ Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đến trường để báo danh. Mặt trời đã lên mấy sào rồi, mau dậy đi. Có lẽ là đêm qua uống hơi nhiều nên khi Bùi Đông Lai mua đồ ăn về thì hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na cũng chưa thức dậy, Bùi Đông Lai thấy thế liền vào phòng, gọi hai người bọn họ dậy. Tần Đông Tuyết liền tỉnh ngủ, thấy Hạ Y Na vẫn không có chút phản ứng nào thì cười khổ lắc lắc Hạ Y Na. Y Na, dậy nào. Hạ Y Na rên lên một tiếng rồi tiếp tục ngủ tiếp. Để tớ. Bùi Đông Lai cười cười, đi đến giường, sờ sờ rồi nhéo cái mông của Hạ Y Na một cái. Đừng làm rộn. Cả người Hạ Y Na giống như là bị điện giật, cả người run rẩy, rên lên. Theo bản năng đưa tay vỗ lấy tay của Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt của Tần Đông Tuyết ửng hồng. Mà Bùi Đông Lai lại là dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là vỗ vào cái mông của Hạ Y Na. Bốp! Hạ Y Na liền sợ hãi kêu lên một tiếng, bật dậy, khuôn mặt mờ mịt nhìn Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết. Hai cậu làm đi, tớ mệt rồi. Sau đó, Hạ Y Na vuốt mắt. Theo bản năng cho rằng mới sáng sớm Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai đã làm gì đó, giờ muốn mình gia nhập vào. Làm cái đầu cậu. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Dậy mau, còn phải đến báo danh nữa. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay phải đi báo danh. Hai, tại sao nghỉ hè lại trôi qua nhanh như vậy? Hạ Y Na có chút buồn bực. Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết hai người nhìn nhau. 9 giờ. Bùi Đông Lai lái chiếc Land Rover màu đỏ của Hạ Y Na đến Đại học Đông Hải. Cũng giống như mọi năm, mỗi khi đến ngày tựu trường, trước cổng đều đầy xe, có người đưa con đến học, có người đến một mình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết không khỏi nhớ lại năm ngoái nàng đến Yến Đại để báo danh. Mà hôm nay, nàng đã rời đi Yến Đại, trở thành một thành viên của Đại học Đông Hải. Đông Tuyết, cậu biết không? Bùi Đông Lai đồng học năm đó đến báo danh, trên vai của cậu ta còn vác một cái bao, nhìn qua giống như một người nông dân nhưng trên thực tế là giả heo ăn hổ à. Hạ Y Na cũng nhớ lại hình ảnh năm ngoái. Năm nay chất lượng sinh viên mới thật tệ à. Đúng rồi, năm ngoài còn có Hạ Mỹ Nữ, năm nay cũng không thấy có cô em nào ra hồn. Gái đẹp thì thế nào? Chúng ta cũng nhìn thôi chứ có làm ăn xi em gì đâu. Bà ma nó, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến a, đây không phải là xe của Hạ Mỹ Nữ sao? Trong tiếng nghị luận của những sinh viên mới, trong ánh mắt của những sinh viên mới, Bùi Đông Lai lái chiếc lái Land Rover chở Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na vào sân trường. Các cậu đi báo danh đi, tớ đi gặp hiệu trưởng. Dừng xe trong bãi đậu xe, Bùi Đông Lai nói với hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na. Hạ Y Na nghe vậy có chút buồn bực. Đông Tuyết, cậu nói thử. Chúng ta đều là sinh viên Đại học Đông Hải, mà Bùi Đông Lai lại đến lớp không quá 50 tiết, kết quả là cậu ấy đi gặp hiệu trưởng, chúng ta chỉ đi gặp những phụ đạo viên, điều này thật không công bằng a. Được rồi, đi nhanh. Tần Đông Tuyết bị Hạ Y Na chọc cười rồi, nàng nói với Bùi Đông Lai. Cậu đi đi, khi nào xong thì bọn tớ gọi điện. Ừ, Bùi Đông Lai gật đầu rồi về phía phòng làm việc của Cổ Bồi Nguyên. Rất nhanh. Bùi Đông Lai đã đến trước phòng làm việc của Cổ Bồi Nguyên, phát hiện cửa phòng bị khóa, Bùi Đông Lai cũng hiểu được hôm nay là ngày tựu trường, chắc là Cổ Bồi Nguyên đang họp. Hai tiếng sau, Cổ Bồi Nguyên họp xong, trở về phòng làm việc của mình. Đông Lai! Nhìn thấy Bùi Đông Lai, Cổ Bồi Nguyên liền tỏ ra vui mừng. Bùi Đông Lai cười cười. Lão sư, cháu đến báo cáo với ngài. Lúc này chưa đi sao? Cổ Bồi Nguyên tràn đầy mong hỏi.
Bùi Đông Lai có chút lúng túng gãi gãi đầu. Còn một thời gian ngắn nữa. Ha ha, không sao, vào đi. Cổ Bồi Nguyên cũng không có để ý, mở cửa phòng rồi đi vào. Vào phòng, Bùi Đông Lai cũng giống như trước đây, chủ động pha trà cho Cổ Bồi Nguyên. Đông Lai, những lão gia hỏa kia đã hiểu rõ đề tài nghiên cứu của cậu. Cổ Bồi Nguyên cầm lấy trà, mang theo vài phần hưng phấn nói. Ngoài ra, bản kế hoạch mà cậu đưa, chúng ta cũng đã xem xét, đều đồng ý, đợi trải qua luận chứng là có thể áp dụng vào ngay. Chúc mừng lão sư. Bùi Đông Lai vội vàng nói. Cổ Bồi Nguyên dở khóc dở cười. Vô luận là cái gì đi chăng nữa thì cũng là chúng ta bổ sung để hoàn thiện mà thôi, nếu bàn về công lai thì cậu là người thứ nhất đó à. Vậy thì cùng chúc mừng chúng ta. Bùi Đông Lai cười nói. Cổ Bồi Nguyên kích động. Đợi đến thời cơ thích hợp, bằng vào kế hoạch ấy, nếu như diễn ra một cách thích đáng thì tài chính toàn cầu sẽ được thay đổi. Lão sư cứ yên tâm, cơ hội sẽ xuất hiện rất nhanh. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười. Bùi Diêm La, 10 bước tính toán. Lần này, hắn lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Trung tuần tháng 9, live show của ban nhạc Hoàng hậu tuyên truyền áp phích khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Đông Hải. Trừ lần đó ra, một ít cơ sở giải trí truyền thông ở Đông Hải hay thậm chí là cả nước đều tuyên truyền, tạo thế cho live show này. Tròn một năm rồi, Mộ Khuynh Nhan lại xuất hiện trên sân khấu Đông Hải. Một năm trước, nàng đến một mình. Một năm sau, nàng hợp thành ban nhạc Hoàng hậu với Trang Hiểu Vân. Một năm trước, live show của nàng còn chưa kịp tổ chức thì đã bị người bắt cóc, cuối cùng vì đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của các fan cho nên vẫn tổ chức tiếp nhưng lùi lịch diễn lại. Hơn nữa, nàng còn bí mật xuất hiện ở Đại học Đông Hải rồi mới tới sân khấu dạ hội, khiến cho cả giới giải trí náo động. Ngày đó đúng là ngày 28 tháng 9. Một năm sau, ban nhạc Hoàng hậu lại tổ chức hội diễn sướng vào ngày 28 tháng 9 ở Đông Hải. Live show lần này tổ chức ở sân vận động Đông Hải. Hoàng hôn, ánh tà dương đang chìm vào đường chân trời, sắc trời dần tối đi. Ngoài cửa sân vận động Đông Hải được chiếu đèn sáng trưng như ban ngày. Mặc dù cách thời gian live show của ban nhạc Hoàng hậu còn khá lâu nhưng bãi đỗ trước cửa sân vận động đã che chúc đủ các loại limousine và lượng fan hâm mộ không đếm được. Họ đều mặc một loại trang phục thống nhất, cầm áp phích ban nhạc Hoàng hậu rồi lớn tiếng hô tên của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai lái một chiếc Audi A41 không bắt mắt chạy qua cửa chính của sân vận động. Bởi vì đã qua nửa năm rồi, Bùi Đông Lai lại vẫn duy trì nhịp sống nhanh chóng. Mộ Khuynh Nhan gần như đã thoát khỏi tầm mắt của hắn, rời xa cuộc sống của hắn. Hắn và Mộ Khuynh Nhan đừng nói đến chuyện gặp mặt, số lần gọi điện thoại cho nhau cũng là đếm trên đầu ngón tay. Mà chỉ cần Mộ Khuynh Nhan nhận được điện thoại của hắn, hắn đều có thể cảm nhận được sự hưng phấn và kích động trong giọng nói của nàng. Tất cả những chuyện này làm Bùi Đông Lai cảm nhận được trọng lượng của mình trong lòng Mộ Khuynh Nhan. Nhưng mà, vì lời hứa kia, vì có thể diệt trừ thần võng, hắn không thể phân tâm đi xử lý vướng mắc tình cảm với nàng được. Dưới tình huống như bây giờ, khi biết được chuyện hội diễn sướng định ngày tổ chức vào 29 tháng 8 hôm nay từ miệng Quý Hồng, Bùi Đông Lai hiểu vì sao Mộ Khuynh Nhan lại làm thế. Mà khi nghe Quý Hồng nói, hơn nửa năm qua Mộ Khuynh Nhan đã thay đổi rất nhiều vì hắn, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó. Trái tim kiên cường lúc này tràn ngập một loại cảm xúc có tên là áy náy. Hắn làm theo lời đề nghị của Quý Hồng, đến xem hội diễn sướng ban nhạc Hoàng hậu. Nhưng mà, để tránh ảnh hưởng tới live show của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai cũng không báo trước cho nàng biết, mà chỉ định sau khi live show kết thúc sẽ đi tìm nàng nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, người chịu trách nhiệm chương trình bắt đầu để cho fan hâm mộ tiếng vào. Bùi Đông Lai đi vào sân vận động từ cửa đông, đi tới ngồi trên hàng ghế VIP. Giữa sân vận động đã dựng một sân khấu chiếm diện tích rất lớn. Bốn màn hình to đặt xung quanh sân khấu. Sau khi Bùi Đông Lai ngồi trời trên hàng ghế VIP, màn đêm chậm rãi buông xuống. Mấy vạn fan hâm mộ cầm trong tay đèn huynh quang đung đưa làm cả hội trường trở nên cực kỳ sáng lạn. Bao nhiêu đèn trên sân khấu đã thắp sáng, màn ảnh trên sân khấu cũng đã phát một đoạn MV ngắn của ban nhạc Hoàng hậu. Tất cả mọi người đều bắt đầu ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Thanh âm chỉnh tề vang vọng khắp sân vận động, quanh quẩn chơi đùa trên tầng không. Trong sự mong chờ đầy kỳ vọng của fan hâm mộ,
Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đã hóa trang thay quần áo xong, đang chờ đợi lên sân khấu. Mộ Khuynh Nhan mặc một bộ lễ phục màu trắng, sau lưng thiết kế một đôi cánh trắng. Trang Hiểu Vân mặc một bộ lễ phục màu đen, sau lưng có một đôi cánh màu đen. Một đen, một trắng. Các nàng thoạt nhìn giống như thiên sứ cánh đen và thiên sứ cánh trắng trong tiểu thuyết, xinh đẹp mà cao quý. Khuynh Nhan, vì sao em lại không liên hệ với cậu ấy? Trong phòng hóa trang, Trang Hiểu Vân thấy Mộ Khuynh Nhan ngồi trước bàn hóa trang, trên khuôn mặt không hề có niềm vui sướng kích động trước khi lên sân khấu mà lại có chút dầu dĩ không vui. Trong lòng Trang Hiểu Vân rất rõ, nàng tiến lên, đặt hai tay lên vai Mộ Khuynh Nhan, cất lời hỏi đồng thời cũng là lời an ủi. Chị Hiểu Vân, cậu ấy rất bận. Mộ Khuynh Nhan mỉm cười, nhưng mà trong nụ cười kia lại chứa đựng sự chua xót. Trang Hiểu Vân nghe vậy liền khe khẽ thở dài. Khuynh Nhan, chị biết là cậu ta bận rộn, nhưng mà, cho dù cậu ta có bận thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không gặp em trong một thời gian dài như vậy chứ. Mộ Khuynh Nhan thầm thở dài, không lên tiếng. Khuynh Nhan, chị Hiểu Vân, em nghĩ rằng sau khi cậu ấy làm xong mọi chuyện rồi, có lẽ đêm nay sẽ đến hội đây tìm em cũng nên. Lần này, không đợi Trang Hiểu Vân nói tiếp, Mộ Khuynh Nhan lại mở miệng ngắt lời. Khi khẳng định rằng Bùi Đông Lai sẽ thật sự tới, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười tươi tắn, tràn đầy mong chờ. Khuynh Nhan, em không cần phải lừa mình dối người. Như là cảm thấy ảo tưởng của Mộ Khuynh Nhan không thực tế, Trang Hiểu Vân do dự một chút, lại nói. Em cũng biết, cậu ta chắc chắn sẽ không tới. Nếu cậu ta muốn gặp em thì đã chủ động liên hệ sớm rồi. Vâng ạ, nếu cậu ấy muốn gặp em thì sẽ chủ động liên hệ. Dường như là chỗ yếu nhất trong lòng bị đau, nụ cười tươi kia cứng lại trên mặt Mộ Khuynh Nhan. Nụ cười của nàng lúc này còn khó coi hơn là khóc. Nhưng mà, em vẫn không thể chủ động liên hệ với cậu ấy. Khuynh Nhan, sao em phải khổ như vậy? Em đã biết cậu ta không muốn gặp em, trong lòng cậu ta không có em, vì sao em còn thay đổi lớn như vậy vì anh ta? Bởi vì ở cùng một ban nhạc hoàng hậu với Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân tối ngày ở cùng nàng. Hiểu rõ từng ly từng tí thói quen trong sinh hoạt của nàng. Trang Hiểu Vân nhìn ra được Mộ Khuynh Nhan đã thay đổi rất nhiều và tất cả đều là vì Bùi Đông Lai. Trong mắt nàng, tất cả chuyện này phải để cho Bùi Đông Lai biết, nếu không tất cả mọi thứ Mộ Khuynh Nhan làm còn có ý nghĩa gì đây? Chị Hiểu Vân, Mộ Khuynh Nhan như sắp khóc đến nơi, trước kia nàng có Tương Cương làm chỗ che chở. Chẳng những không bị quy tắc ngầm của giới giải trí nhiễm bẩn mà dưới bàn tay của Tương Cương còn trở thành một tiểu công chúa trong ngành giải trí. Nàng được nuôi dưỡng như một đóa hoa trong nhà kính, vô ưu vô lự sống qua ngày. Về sau, nàng muốn rời khỏi thế giới giải trí này rồi nhưng bởi vì Bùi Đông Lai âm thầm khống chế Giang Sơn Hắc Đạo Trung Quốc cho nên nàng vẫn là tiểu công chúa trong giới. Nhưng không còn sự che chở nữa, nàng bắt đầu học cách sống độc lập, học thức dậy đúng giờ, học ăn cơm đúng bữa. Học cách dọn dẹp phòng ở, học cách không ném đồ vật. Nàng học rất nhiều thứ, cũng thay đổi rất nhiều thứ. Nàng đã không còn là cô công chúa yếu ớt lúc nào cũng cần người quan tâm che chở mà đã trở thành một cô bé mạnh mẽ biết sống độc lập. Nhưng mà, tất cả những chuyện này, Bùi Đông Lai không biết. Khuynh Nhan, em thay đổi nhiều vì cậu ta như vậy, thậm chí còn định ngày tổ chức live show vào hôm nay vì riêng cậu ta. Nhưng mà, ngay cả một cuộc điện thoại mà cậu ta cũng không gọi. Có lẽ cho rằng Bùi Đông Lai làm như vậy là quá vô tình, Trang Hiểu Vân cảm thấy Mộ Khuynh Nhan như vậy làm cô tức giận. Em cho rằng mình làm vậy là đáng giá sao? Em thích cậu ấy, cho dù là làm bất cứ chuyện gì vì cậu ấy cũng đều đáng giá. Nước mắt tràn mi nhưng giọng nói của Mộ Khuynh Nhan lại vô cùng kiên định. Trang Hiểu Vân cũng từng thích Bùi Đông Lai, nhưng khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, nàng cảm kích hắn thì đúng hơn là yêu thích. Có điều Mộ Khuynh Nhan lại khác nàng. Mộ Khuynh Nhan thật sự thích Bùi Đông Lai. Cái thích này thực đơn thuần, không trộn lẫn với thứ gì cả. Bởi vì nàng biết tất cả mọi chuyện cho nên nàng thực sự hy vọng Mộ Khuynh Nhan có thể ở cùng một chỗ với Bùi Đông Lai, hoặc là có thể có được tình yêu của Bùi Đông Lai. Lúc này, nghe lời nói của Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân nhịn không được thở dài. Khuynh Nhan, vì người mình yêu mà thay đổi thì không sai nhưng mà. Ít nhất em cũng phải cho cậu ta biết chứ. Nếu em yêu cậu ta thì phải lớn tiếng nói ra chứ không phải chôn giấu mãi sâu trong lòng như vậy. Được rồi, em sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ấy biết. Mộ Khuynh Nhan nghiêm túc suy nghĩ,
lấy hết dũng khí gật đầu. Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan gật đầu đáp ứng, Trang Hiểu Vân cảm thấy cao hứng thay cho nàng, âm thầm quyết định một chuyện. 8 giờ, sân khấu không còn được thắp đèn sáng trưng như lúc nãy nữa, hơn 10 tia laser hoa mỹ bắn ra bốn phía sân vận động. Cả sân vận động được ánh sáng kia chiếu vào tựa như ảo mộng. A, à, tia laser lóe ra, fan hâm mộ dường như ý thức được điều gì đó, bắt đầu lớn tiếng hò hét, chờ mong thần tượng của mình xuất hiện. Fan hâm mộ cùng hò hét, trong làn khói mờ ảo, một giọng nữ trong veo từ từ vang lên. Fan hâm mộ không hẹn mà cùng im lặng, tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Giọng hát nữ chấm dứt, vài cột sáng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, sau đó từ sân khấu bắn thẳng lên trời, nở tung ra trên bầu trời đêm. Ngọn đèn trên sân khấu bỗng dưng đốt sáng trong nháy mắt, cả sân khấu được bao phủ trong ánh đèn rực rỡ. Sau đó, vô số ánh hoa lửa tạo thành một thác nước rực rỡ rơi xuống từ trên đỉnh sân khấu. Gần như đồng thời, vô số ánh sáng bỗng nhiên tập trung vào hai điểm. Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đồng thời xuất hiện trên sân khấu. Hai người nở nụ cười sáng lạn, một tay cầm microphone, một tay đang vẫy chào khán giả. Các bạn trẻ Đông Hải, xin chào mọi người. Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân, Hoàng hậu của tôi. Mắt thấy thần tượng xuất hiện, fan hâm một giống như là uống màu gà, hoàn toàn trở nên điên cuồng. Đen huynh quang trong tay vung vẩy theo nhịp tay, tiếng hô hào cổ vũ vang lên không dứt, bầu không khí nháy mắt bị đốt cháy đến cực điểm. Trong phòng VIP, nhìn đám người đang reo hò ở ngoài, nhìn Mộ Khuynh Nhan đang mỉm cười đứng trên sân khấu, Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại ngày này năm trước. Mộ Khuynh Nhan vì cảm tạ mình mà trộm chạy tới Đại học Đông Hải đón người rồi mới tới sân khấu biểu diễn. Chúng sinh tam giới, lục thú luân hồi, hỏa luân xoay tròn, sinh tử ly biệt, siêu thoát luân hồi, nhập vào Niết Bàn. Giống như để phối hợp với Bùi Đông Lai, khi hắn nhớ lại quá khứ, Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân bắt đầu hát ca khúc thứ nhất của nay. Ca khúc này đúng là bài luân hồi đã diễn trên sân khấu năm ngoái. Biểu diễn bắt đầu, tiếng ca của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân giống như là có ma lực, khiến cho Bùi Đông Lai và tất cả mọi người đều chìm đắm trong đó. Phần lớn mọi người còn kích động ngừng thở, sợ rằng mình bỏ lỡ mất một nhịp điệu của bài hát. Một bài rồi một bài. Bốn bài hát lại đổi một bộ quần áo. Bóng dáng nổi bật, biểu tình nồng nàn, giọng hát huyền chuyển, bước nhảy hoa lệ. Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân cùng ra sức, tận tình biểu diễn cho mọi người xem. Không khí sân vận động lại càng được đẩy lên cao chiều. Một bài nữa, một bài nữa. Khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Bất chi bất giác, live show đã gần kết thúc. Khi Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân biểu diễn xong ca khúc cuối cùng, cảm xúc của khán giả vẫn dâng trào như cũ. Mọi người xin yên tĩnh một chút. Trang Hiểu Vân xoa mồ hôi chê dầu, chờ đợi fan hâm mộ không còn hò hét nữa thì mới hỏi. Mọi người nhất định muốn nghe nữa sao? Đúng vậy. Được, bài tiếp, Mộ Khuynh Nhan sẽ hát cho mọi người nghe. Hiện giờ, Trang Hiểu Vân đã có kinh nghiệm sân khấu phong phú, biết nên làm thế nào để điều động cảm xúc của fan hâm mộ, khống chế sân khấu. Đơn ca. Lời của Trang Hiểu Vân vừa thốt lên xong, toàn bộ fan hâm mộ đều sửng sốt. Bởi vì, từ sau khi ban nhạc Hoàng hậu thành lập cho tới giờ, Mộ Khuynh Nhan chưa đơn ca bao giờ. Trong phòng VIP, thấy hội diễn sướng sắp bế mạc, Bùi Đông Lai đang chuẩn bị rời đi để tìm Mộ Khuynh Nhan liền nghe thấy lời nói của Trang Hiểu Vân. Hắn không khỏi dừng bước. Trên sân khấu, Mộ Khuynh Nhan vẫn còn đang trừng to mắt nhìn Trang Hiểu Vân. Đúng theo trình tự buổi diễn thì ca khúc vừa rồi chính là ca khúc cuối rồi mà. Nhưng mà, trước khi Khuynh Nhan biểu diễn, tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề. Mọi người có biết tại sao Khuynh Nhan lại chọn ngày hôm nay làm ngày tổ chức live show không? Muốn. Thanh âm chỉnh tề vang lên toàn trường. Thịch thịch. Tim Mộ Khuynh Nhan đập mạnh liên hồi, sắc mặt trở nên kinh hoàng. Nàng đã hiểu rõ dụng ý của Trang Hiểu Vân rồi. Như vậy thì đợi cho Khuynh Nhan hát xong thì sẽ nói cho mọi người biết nhé. Trang Hiểu Vân quay đầu, nhìn Mộ Khuynh Nhan đầy cổ vũ. Sau đó, không đợi Mộ Khuynh Nhan mở miệng, nàng đã tự động lui xuống, nhường sân khấu lại cho Mộ Khuynh Nhan. Trong phút chốc, sân vận động to như vậy lại trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Mộ Khuynh Nhan. Trên sân khấu, Mộ Khuynh Nhan lúc này có vẻ đặc biệt khẩn trương. Lòng bàn tay nắm micro toát ra mồ hôi,
trái tim điên cuồng đập loạn. Sau đó, không đợi Mộ Khuynh Nhan lấy lại tinh thần, bản nhạc của bài Không Muốn Trưởng Thành vang lên. Hả? Mộ Khuynh Nhan sao lại hát bài hát của ban nhạc khác? Trong lúc nhất thời, toàn thể fan hâm mộ có chút nghi hoặc. Mặc kệ fan hâm mộ nghi hoặc thế nào, trên sân khấu, Mộ Khuynh Nhan dường như bị người ta kéo đi vậy, nàng kìm lòng không được mà mở chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hát theo tiết tấu ấm nhạc. Tôi biết thế giới này chẳng ai thập toàn thập mỹ. Chỉ mong sao tình yêu có thể đừng quá phức tạp như thế này. Tôi nguyện trước khi anh ấy trở về tôi vẫn đang yên lặng ngủ say. Nhưng anh đã đi đến một tòa lâu đài khác và trao nụ hôn cho một người con gái khác. Tôi không muốn, tôi không muốn. Không muốn trưởng thành. Trưởng thành rồi thế giới này sẽ không còn như trong cổ tích. Tôi không muốn, tôi không muốn, không muốn trưởng thành. Tôi muốn mình cứ mãi khờ dại và ngây thơ. Tôi không muốn, tôi không muốn. Không muốn trưởng thành. Trưởng thành rồi tôi sẽ mất đi anh. Hết bài. Không muốn trưởng thành si. Lúc này đây, fan hâm mộ không còn reo hò lên nữa. Họ chỉ ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hiện tại đã đẫm lệ. Tôi tin rằng trong các bạn vẫn còn có người nhớ rõ. Ngày này năm ngoái, tôi đã tới Đại học Đông Hải đón người rồi mới tới sân khấu biểu diễn ca khúc Luân Hồi. Dưới cái nhìn chăm chú của fan hâm mộ, Mộ Khuynh Nhan mặc ý để cho nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói. Ngày đó, tôi vì để cảm ơn cậu ấy mà đi. Khi tôi bất lực, tuyệt vọng nhất là cậu ấy đã đến bên làm bạn với tôi, đã đưa tôi bay khỏi địa ngục để tới thiên đàng. Sau đó, khi tôi bất lực và tuyệt vọng lần thứ hai, cậu ấy lại xuất hiện như một chiến thần, cứu tôi, cho tôi dũng khí sống tiếp. Cậu ấy nói với tôi rằng, mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cậu ấy dạy tôi cách kiên cường để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với khó khăn. Nói tới đây, nước mắt đã che kín khuôn mặt xinh đẹp. Mộ Khuynh Nhan chậm rãi nở nụ cười tươi sáng lạn. Tôi nghĩ rằng tôi muốn nói cho cậu ấy biết, tớ vừa khờ dại vừa ngây thơ, thích cổ tích, nhưng mà tớ đã trưởng thành rồi. P.S. Đậu xanh, không hổ là chủ động loli, Thiến Thiến dịch lời bài hát được thật. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Ôi! Trái tim của tôi vỡ ma nó rồi. Khuynh Nhan hình như vừa thổ lộ phải không? Con ma nó, cậu ấy trong miệng Khuynh Nhan là ai? Thằng đó có tư cách gì mà để cho Khuynh Nhan chủ động thổ lộ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì sở dĩ hôm đó Khuynh Nhan lên sân khấu muộn là vì đi đón một sinh viên trường Đại học Đông Hải, tên là Bùi Đông Lai. Chẳng nhẽ, nữ thần đã yêu một tên sinh viên. Holy shit, cái chuyện sao bíp sao gì thế này? Vài lời tâm sự của Mộ Khuynh Nhan vừa ra khỏi miệng, sân vận động vốn đang yên tĩnh lập tức sôi trào như núi lửa. Thổ lộ. Gần như trong đầu mọi người đều hiện ra hai chữ này. Trong mắt tất cả mọi người, Mộ Khuynh Nhan tổ chức buổi diễn sướng ngày hôm nay, hoàn toàn là vì cậu ta. Toàn bộ những tin tức liên quan tới Mộ Khuynh Nhan trước kia được sâu chuỗi lại, mọi con đường đều đi tới cái tên Bùi Đông Lai. Nhưng mà... bọn họ cũng không biết cái tên sinh viên trong miệng họ ngày nào giờ đã thành cá chép vượt long môn. Cùng với căm giận cũng là không thể nào mà tin nổi. Có lẽ là không ngờ nổi mấy lời từ đáy lòng mình lại gây lên náo động nhường này, Mộ Khuynh Nhan lập tức tỉnh lại từ trong tưởng niệm với Bùi Đông Lai. Nàng kiệt lực điều chỉnh cảm xúc. Cảm ơn mọi đã tới live show đêm nay. Ban nhạc Hoàng hậu sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ chúng tôi, hẹn gặp lại. Khuynh Nhan, tên kia là ai? Khuynh Nhan, tại sao cô lại có thể yêu một sinh viên? Fan hâm mộ chia làm hai phe. Một phe là những người không biết cậu ấy trong miệng Mộ Khuynh Nhan là Bùi Đông Lai. Một phe khác là những fan hâm mộ trung hành khác, bọn họ hò hét to, cố gắng muốn Mộ Khuynh Nhan giải thích rõ ràng. Nhưng cảm giác của tất cả mọi người lúc này đều giống nhau, một người nào đó đột nhiên nhảy tới cướp đi nữ thần của bọn họ. Fan hâm mộ điên cuồng ngoài dự đoán của Mộ Khuynh Nhan. Nàng tiếp tục giải thích thêm điều gì sẽ càng làm sự việc thêm rối loạn. Nhân việc bảo an nhanh chóng vây quanh, đưa cô rời khỏi sân khấu. Một số ít fan hâm mộ cố gắng vượt qua rào chắn, bị cảnh vệ ngăn trở. Sân vận động trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai đang đứng bên cửa sổ ở phòng khách VIP, nhìn bóng dáng Mộ Khuynh Nhan đang kinh hoàng rời đi. Hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng đã hạ quyết định nào đó. Liền xoay người rời đi. Rất nhanh,
Mộ Khuynh Nhan đã được các nhân viên bảo an đưa trở về hậu trường. Chị Hiểu Vân, làm sao bây giờ? Về khía cạnh nào đó, Mộ Khuynh Nhan mặc dù biết cách sống độc lập, xem như đã trưởng thành rồi nhưng rõ ràng không hề có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như thế này. Hiện tại nàng như là một con nai con hoang mang lo sợ. Yên tâm đi Khuynh Nhan, ban tổ chức sẽ có cách xử lý tốt chuyện này. So sánh với Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân thành danh trước nàng, từng làm ca sĩ một thời gian dài, cũng tham gia rất nhiều chương trình live show cho nên có kiến thức rất nhiều về bầu không khí không lành mạnh của xã hội. Cho dù là lịch duyệt hay là tính chất tâm lý thì Mộ Khuynh Nhan cũng không thể nào bằng được nàng. Hô, hô, nghe Trang Hiểu Vân nói như thế, Mộ Khuynh Nhan vỗ ngực, yên tâm không ít. Khuynh Nhan, Hiểu Vân, fan hâm mộ hiện tại đang rất kích động. Để cho an toàn ban tổ chức nói để cho chúng ta rời khỏi đây. Lúc này, người đại diện cho ban nhạc hoàng hậu đi vào với vẻ lo lắng. Hai em phải thay quần áo ngay lập tức. Vâng. Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân gật đầu, đi theo người đại diện tới phòng hóa trang. Ngoài phòng hóa trang, một chiếc xe SUV treo biển quân đội đã chờ ở đây từ rất lâu. Bên cạnh xe là một quân nhân mang quân hàm một vạch hai sao. Hắn ta chính là phó tổ trưởng tổ bảo an được phái đến để đảm bảo an toàn cho buổi biểu diễn ngày hôm nay đại đội trưởng trung đoàn vũ cảnh của Đông Hải. Đại đội trưởng Liên, cảm ơn ngài. Ra khỏi phòng hóa trang, người đại diện của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân liền đi về phía trước, cảm ơn đại đội trưởng Vương. Đại đội trưởng Vương lắc đầu, nói. Đây là chức trách của chúng tôi, nhanh lên xe đi. Lên xe. Có lẽ bởi vì nguyên nhân cấp bách cho nên người đại diện của Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân cũng không nói nhiều lời vô ích, vội vàng để hai người lên xe. Đợi cho ba người Mộ Khuynh Nhan lên xe xong, đại đội trưởng Vương liền khởi động ô tô, chạy tới cửa nam của sân vận động. Chắc là không sao rồi. Sau khi ô tô khởi động, người đại diện ngồi vị trí phụ lái quay đầu nhìn Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân ngồi phía sau, thấy hai người có chút khẩn trương, liền cười khổ nói. Fan hâm mộ chắc là không đuổi tới cửa nam nhanh vậy đâu. Hơn nữa, cho dù họ có đuổi tới nơi thì cũng không dám cản xe quân đội. Không sao là tốt rồi. Nghe người đại diện nói như thế, Mộ Khuynh Nhan hoàn toàn yên lòng, sau đó. Lại tự trách. Xin lỗi, đều là tại em không tốt. Nếu em không nói ra những lời kia thì đã không có việc gì rồi. Khuynh Nhan, nếu em không nói ra thì chẳng phải dụng tâm của chị vứt đi sao? Trang Hiểu Vân nghe vậy liền tức đến suýt ngất. Xoạch! Đôi mắt to xinh đẹp của Mộ Khuynh Nhan nhìn Trang Hiểu Vân khó hiểu. Khuynh Nhan, bài hát không muốn trưởng thành cuối cùng kia đúng là ý của Hiểu Vân chứ không phải ý của công ty. Chị Tiêu là người đại diện cười khổ. Hiểu Vân thấy em yêu cậu ta quá vất vả cho nên muốn mượn cơ hội này để em có dũng khí nói ra lời trong lòng mình. Sau khi live show kết thúc, nó mới đi tìm chị. Chị phải xin chỉ thị của ông Tổng rồi mới được phê chuẩn đấy. Cám ơn chị Hiểu Vân, cám ơn chị Tiêu. Nghe chị Tiêu giải thích xong, Mộ Khuynh Nhan hiểu ra. Sau đó, khuôn mặt đỏ ửng lên, nàng ngượng ngùng hỏi. Chị Hiểu Vân, chị Tiêu, chị, các chị nói xem, cậu ấy có nhìn thấy không? Nói nhảm, Trang Hiểu Vân khóc không ra nước mắt. Tiểu công chúa của tôi ơi, sau khi em làm ầm ĩ lên như vậy, chuyện đêm nay sẽ xuất hiện nhan nhản trên báo chí và mạng Internet. Cậu ta không muốn biết chuyện cũng khó đấy. Ồ, nghe Trang Hiểu Vân nói như thế, Mộ Khuynh Nhan hơi kích động, cũng có chút chờ mong, trong đó cũng khó mà tránh khỏi việc hơi khẩn trương. Nàng nói nhỏ. Vậy hai người cảm thấy sau khi cậu ấy thấy rồi sẽ phản ứng như thế nào? Lúc này, cho dù là Trang Hiểu Vân hay là chị Tiêu đại diện đều trầm mặc. Hiển nhiên. Hai người cũng không thể đoán được phản ứng của Bùi Đông Lai sau khi biết chuyện. Cậu ấy sẽ không tức giận chứ? Thấy Trang Hiểu Vân và chị Tiêu trầm mặc, Mộ Khuynh Nhan bị dọa đến biến sắc, trong giọng nói mang theo tiếng thút thít nức nở. Đối với Mộ Khuynh Nhan, việc Bùi Đông Lai tức giận đúng là chuyện nghiêm trọng nhất trên đời này. Ai, Khuynh Nhan, đây không phải vấn đề tức giận hay không mà là cậu ta có thể lựa chọn em hay không? Trang Hiểu Vân nghe vậy, do dự một chút. Vẫn nhìn không được nhắc nhở. Nếu cậu ta cũng thích em vậy thì sau khi biết tin này sẽ chủ động liên hệ với em. Còn nếu cậu ta không thích? Hả? Trang Hiểu Vân nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, nàng chợt phát hiện, Mộ Khuynh Nhan ngồi bên cạnh mình giống như đang mình thấy ma,
trợn to mắt nhìn về phía trước, biểu tình như không thể nào tin nổi. Cứ như là có một thứ gì đó đã dọa cho ba hồn chín vía của Mộ Khuynh Nhan bay đi mất, thế cho nên nàng mới coi lời Trang Hiểu Vân nói trở thành không khí. Dừng, dừng xe. Sau đó, Trang Hiểu Vân vô cùng tò mò nhìn về phía trước, còn Mộ Khuynh Nhan thì lại kích động kêu lớn lên. Nghe được âm thanh của Mộ Khuynh Nhan, không riêng gì Trang Hiểu Vân và chị Tiêu đại diện mà ni cả lái xe cũng hoảng sợ. Nhưng mà, bởi vì cấp trên yêu cầu hắn phải chấp hành mệnh lệnh của ba người Mộ Khuynh Nhan vô điều kiện cho nên hắn vẫn giẫm phanh xe trước. Két! Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một tiếng vang chói tai. Ô tô theo quán tính trượt đi một đoạn rồi mới ngừng lại. Khi lái xe giẫm phanh, Trang Hiểu Vân và chị Tiêu đại diện đều nhìn về phía trước. Hai người đều thấy một chiếc xe Audi A41 ở đó, ngoài ra thì không còn cái gì khác. Lúc này, thấy ô tô đã ngừng lại, hai người khó hiểu nhìn Mộ Khuynh Nhan. Khuynh Nhan, em làm sao vậy? Là cậu ấy. Ngồi ở ghế sau, mắt Mộ Khuynh Nhan trợn to hết cỡ. Nàng vẫn không dám nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước rồi lại thất thanh kêu lên, trong giọng nói không giấu nổi sự khiếp sợ lẫn vui mừng. Chẳng lẽ... Trang Hiểu Vân và chị Tiêu đại diện bỗng giật mình, liền nghĩ tới chuyện gì đó. Hai người không nói lời nào liền nhìn nhanh về phía trước. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy một thanh niên bước ra khỏi chiếc Audi màu trắng rồi đi lại gần xe SUV. Bùi Đông Lai. Khi nhìn thấy khuôn mặt không tính là xa lạ của Bùi Đông Lai, Trang Hiểu Vân và chị Tiêu kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi. Hai người còn đàm luận xem Bùi Đông Lai sau khi biết chuyện đêm nay sẽ có phản ứng gì. Ai mà ngờ, giờ này Bùi Đông Lai lại như là giáng xuống từ trên trời, trực tiếp xuất hiện bên cạnh bọn họ. Điều này khiến cho hai người kinh hãi đến không thể nào mà hình dung bằng lời nói được. So sánh với hai người Trang Hiểu Vân và chị Tiêu, Mộ Khuynh Nhan còn rung động mãnh liệt hơn. Thân thể mềm mại run lên nhẹ nhẹ giống như bị điện xẹt qua. Thậm chí... hơi thở của nàng cũng trở nên đặc biệt dồn dập. Mặc dù trước khi live show bắt đầu, nàng nói với Trang Hiểu Vân rằng Bùi Đông Lai sẽ tới xem nhưng... đây chẳng qua chỉ là nàng dùng tinh thần A Quy tự an ủi chính mình. Nàng chỉ là tự thôi miên thôi. Bởi vì, ngay cả chính nàng cũng không tin rằng Bùi Đông Lai sẽ tới xem live show của mình. Dù sao, vì có thể làm tốt công tác chuẩn bị cho live show, nàng đã tới Đông Hải với Trang Hiểu Vân vào ngày hôm qua. Nhưng mà Bùi Đông Lai lại không hề đi tìm nàng. Thậm chí, điện thoại liên lạc cũng không hề có. Dưới tình huống như thế, Bùi Đông Lai làm sao có thể tới sân vận động để xem nàng biểu diễn được. Có lẽ hạnh phúc đến quá đột nhiên, có lẽ chuyện này khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi không khiếp sợ nữa, Mộ Khuynh Nhan nhắm mắt lại rồi dùng sức lắc đầu, sau đó lại mở to mắt ra. Nàng cố gắng làm cho mình nhìn rõ thêm một chút. Nhìn rõ rồi. Nàng lại nhìn rõ một lần nữa. Trong khi nàng đang vô cùng kích động, Bùi Đông Lai càng ngày càng tới gần chiếc xe SUV. Cậu ấy tới, cậu ấy thật sự tới. Sau đó, lúc Bùi Đông Lai sắp tới gần, trong lòng Mộ Khuynh Nhan kích động reo hò. Cạch, Mộ Khuynh Nhan giống như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay mở cửa ra. Cậu đã tới rồi. Cửa xe mở ra, Mộ Khuynh Nhan bừng tỉnh khỏi sự vui mừng, theo bản năng mở miệng nói. Giọng điệu vô cùng khẩn trương. Ừ, chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng này của Mộ Khuynh Nhan, rồi lại nhớ lại lời Quý Hồng nói cùng lời thổ lộ của Mộ Khuynh Nhan trên sân khấu, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn thật sự không để ý đến cô bé này. Khi Bùi Đông Lai vẫn còn đang cảm thấy áy náy, Mộ Khuynh Nhan lại nhớ lại mấy lời mình bộc lộ trên sân khấu. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lời nói trở nên lộn xộn. Thực xin lỗi, vừa rồi, tớ, đi ăn món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng nhé. Bùi Đông Lai mỉm cười, ngắt lời Mộ Khuynh Nhan nói, chia tay phải về phía cô. Món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng. Bên tai vang lên lời của Bùi Đông Lai, nhìn bàn tay to lớn trước mặt, câu nói kế tiếp của Mộ Khuynh Nhan bị nuốt trở về. Nàng cảm thấy cả người choáng váng. Đúng vậy, vẻ mặt của nàng trong khoảnh khắc đó hoàn toàn cứng lại. Chỉ ngơ ngác nhìn Bùi Đông Lai. Cứ ngơ ngác nhìn. Trong đầu không khỏi hiện ra tình cảnh ngày này năm ngoái, sau khi nàng kết thúc buổi biểu diễn, Bùi Đông Lai đợi nàng cùng đi ăn món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng. Tuy rằng vào ngày đó, Phương Thế Vinh,
con trai của Phương Trấn lão đại của hàng hồ quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nhưng, ngày đó vẫn là ngày đẹp nhất, vui sướng nhất trong đời nàng. Hơn nửa năm qua, mỗi khi không vui, hoặc là khi nhớ Bùi Đông Lai, nàng đều nhớ lại từng khắc từng giây ngày hôm đó, sau đó chìm vào giấc ngủ trong dòng ký ức. Đợi cho tới khi tỉnh dậy, toàn bộ niềm vui sướng vui mừng đều hóa thành hư không. Thứ còn lại chỉ còn là trống rỗng. Khuynh Nhan. Thấy Mộ Khuynh Nhan choáng váng ở đó không nhúc nhích gì, Trang Hiểu Vân hiểu rằng nàng đang hạnh phúc đến váng đầu, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vâng. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Trang Hiểu Vân, Mộ Khuynh Nhan bước ra khỏi suy nghĩ. Nước mắt tràn mi, chảy đầy khuôn mặt của nàng. Dưới đèn đường, nàng đang khóc nhưng cũng nở nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc đó, trong khu biệt thự nhà giàu Tử Viên, Quý Hồng mặc chiếc váy ngủ lây màu đỏ, giống như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trên salon trong phòng khách. Trong tay nàng bưng một ly rượu đỏ, mắt nhìn vào màn hình TV. Trong TV đang phát lại bài hát Không Muốn Trưởng Thành mà Mộ Khuynh Nhan đơn ca. Khuynh Nhan à, chúng ta cũng có hoàn cảnh giống nhau, chỉ có thể hiểu được tâm tình của em. Chúc mừng em may mắn hơn chị. Sau khi nghe lại lời thổ lộ của Mộ Khuynh Nhan một lần nữa, Quý Hồng nhìn hình ảnh của cô gái xinh đẹp đang khóc trên TV, nhẹ giọng chúc mừng, sau đó ngồi dậy, đưa tay với lấy bình rượu đỏ trên bàn nhưng trong bình đã sơm cạn rượu. Lúc này nàng mới phát hiện ra, bốn bình rượu kia đã bị nàng uống hết. Quý Hồng vô lực ngã xuống ghế salon, giống như một kẻ khờ dại nhìn lên trần nhà. Quý Hồng ơi là Quý Hồng, mày thành toàn cho nó nhưng chính mày chẳng phải là thành một kẻ đáng thương ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo này hay sao? Có phải mày cảm thấy mình rất cao thượng hay không? Khách khách, trên ghế salon, nàng cười đến ngập người lại, trên khuôn mặt kia đã tràn ngập nước mắt. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Ào, thanh âm trầm lắng của sóng biển truyền đến, ngọn sóng như bị thuốc nổ kích thích, bắn thẳng lên trời tạo thành bọt trắng xóa. Hiện giờ, mình chẳng những luyện lôi đình được như lô hỏa thuần kim, hơn nữa còn hoàn toàn củng cố đỉnh cao của cảnh giới hóa kính, đạt tới bình cảnh. Chỉ cần đột phá bình cảnh, mình sẽ chính thức bước vào cảnh giới cương kính. Dưới bầu trời xám trắng, Bùi Đông Lai đứng trong nước biển, tùy ý để bọt sóng vẩy lên người, trên khuôn mặt ẩn hiện ý cười ung dung. Sau khi trở về từ núi Tu Di, Bùi Đông Lai dựa theo lời đề nghị của Long Bồ Tổ, trừ việc luyện công mỗi buổi sáng ra thì mỗi ngày sẽ luyện tập bùi gia quyền trong biển. Bởi vì nước biển có lực cảm và sức nén lớn cho nên thời gian luyện quyền của Bùi Đông Lai giảm đi nhưng công hiệu lại tăng mạnh. Thực lực của hắn tăng lên những 10 phần, chỉ tốn thời gian một tháng đã hoàn thành việc củng cố đỉnh cao của cảnh giới hóa kính. Qua tử nói đệ tam môn vũ kỹ của Bùi gia quyền đó là nhập thần. Nhưng mà, nhập thần thì không thể nào mà tu luyện, chỉ có thể tự lĩnh ngộ. Bùi Đông Lai khá thỏa mãn với tốc độ tăng trưởng của thực lực đồng thời cũng có chút ít tiếc nuối. Hắn tiếc nuối mình không thể lĩnh ngộ thứ tinh diệu, thần kỳ nhất trong Bùi gia quyền vô thần. Cảm thán một hồi, Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua sắc trời mới phát hiện đã gần về sáng. Hắn ngừng luyện quyền, xoay người đi đến bờ biển, vắt khô quần áo mình rồi mới đi tới chiếc Audi A41 đang đậu trên đường quốc lộ gần biển. Trong Audi A41, Mộ Khuynh Nhan đang nằm trên ghế phụ lái, ngủ say như một chút heo con. Thấy cảnh này, Bùi Đông Lai tuy không đành lòng nhưng cũng phải vỗ nhẹ lên vai Mộ Khuynh Nhan. Khuynh Nhan, dậy thôi. Như cảm nhận được có người lay mình, Mộ Khuynh Nhan vẫn đang chìm trong mộng đẹp chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn thấy Bùi Đông Lai đang ở gần mình trong gang tấc. Nàng đột nhiên kinh hãi, ngồi bật dậy, kinh hô. Tớ sao lại ngủ mất? Nói chuyện một hồi thì cậu ngủ mất. Nghe được câu hỏi của Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Tối qua, hắn mang Mộ Khuynh Nhan đi ăn món ăn bình dân ở Miếu Thành Hoàng. Vốn định đưa nàng về khách sạn ngủ nhưng mà Mộ Khuynh Nhan lại không muốn về, bảo Bùi Đông Lai chở cô đến bờ biển một chút. Kết quả, khi tới rồi lại muốn cùng Bùi Đông Lai cùng ở đây ngắm cảnh cho tới hừng đông, thuận tiện xem mặt trời mọc luôn. Nửa năm qua, Bùi Đông Lai vì bận bịu quá nhiều việc cho nên không để ý gì tới Mộ Khuynh Nhan. Trong lòng hắn ít nhiều có chút áy náy nên không hề cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Nhưng mà Mộ Khuynh Nhan đã phải biểu diễn cả một tối rồi, thân thể đã sớm mệt mỏi, nói chuyện với Bùi Đông Lai được mấy câu đã ngủ thiếp đi. Sao tớ có thể ngủ quên được chứ? Đối với Mộ Khuynh Nhan, trong nửa năm qua,
nàng nằm mơ cũng muốn được trải qua thế giới hai người với Bùi Đông Lai. Tối qua, thật vất vả mới nắm được cơ hội hiếm hoi này, vậy mà nàng lại ngủ mất. Điều này làm nàng hối hận mãi không thôi. Mộ Khuynh Nhan lại thấy trên người Bùi Đông Lai ướt đẫm, mới hỏi. Sao người cậu ướt sũng thế này? Tớ dậy từ sớm nên đi ra bờ biển luyện quyền. Bùi Đông Lai cười nói. Từ khi hắn bước vào đỉnh cao của cảnh giới hóa kính thì đã không cần ngủ nữa. Mỗi ngày, hắn chỉ cần dựa theo phương pháp hít thở, ngồi thiền đặc hữu của Bùi Gia Quyền là có thể khôi phục tinh thần. Buổi sáng khá lạnh, cậu ăn mặc như thế sẽ cảm đấy. Nghe Bùi Đông Lai nói như thế, Mộ Khuynh Nhan lo lắng mở điều hòa trong xe ra. Nàng nói, cậu cởi quần áo ra để điều hòa hong khô. Ồ, Bùi Đông Lai nhìn Mộ Khuynh Nhan một cách kỳ lạ. Mộ Khuynh Nhan thấy Bùi Đông Lai nhìn mình, liền nghiêm túc nói. Sẽ cảm thật đấy. Xem ra, cậu thực sự đã trưởng thành rồi, chẳng những có thể chăm sóc cho mình mà còn biết lo cho người khác. Bùi Đông Lai vui mừng cười, thoải mái nói. Không cần lo cho tớ, tớ sẽ không sao. Hoàn cảnh huấn luyện trước kia còn tồi tệ hơn nhiều. Thật, thật sẽ không sao chứ. Nghe Bùi Đông Lai nói nửa câu đầu, Mộ Khuynh Nhan đột nhiên bừng tỉnh, xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, nàng khẽ chu môi, dường như kháng nghị quyết định của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế, giờ khóc giờ cười nói. Nói dối là con chó nhỏ. Đi thôi, đi cùng tớ đến bờ biển ngắm mặt trời mọc nào. Được. Lời của Bùi Đông Lai khiến Mộ Khuynh Nhan vui vẻ ngay. Nàng gật đầu, đẩy cửa xe ra rồi nhảy xuống, chủ động dắt tay Bùi Đông Lai đi tới sát bờ biển. Một giờ sau, mặt trời đỏ quạnh như lòng đỏ trứng gà dâng lên phía chân trời xa xa. Bùi Đông Lai lái xe đưa Mộ Khuynh Nhan về khách sạn. Trong ô tô, Mộ Khuynh Nhan dường như vẫn còn chìm trong hồi ức khi nãy, nàng rúc vào lòng Bùi Đông Lai ngắm cảnh mặt trời mọc. Khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên, nở nụ cười hạnh phúc. Đúng rồi, Khuynh Nhan, nghe nói công ty giải trí Warner Brother của Hollywood phái người đi tìm cậu à? Khi ô tô đã chạy vào nội thành, Bùi Đông Lai nghĩ tới lời Quý Hồng nói ngày hôm đó. Mặc dù đã biết rõ nhưng hắn vẫn cất tiếng hỏi. Lời của Bùi Đông Lai nói khiến Mộ Khuynh Nhan hạnh phúc. Nàng vui sướng gật đầu, bình đạm gật đầu. Vâng, chị Tiêu nói công ty giải trí Warner Brother đã liên hệ với chị ấy, muốn em và chị Hiểu Vân cùng sang Hollywood để phát triển. Nhưng mà dựa theo lời của chị Tiêu thì ông Tổng không đồng ý, nói là có liên quan tới anh. Không lâu nữa cậu có thể đi Hollywood để phát triển cùng Trang Hiểu Vân. Tầm quan trọng của Hollywood đối với một người nghệ sĩ cao bao nhiêu, Bùi Đông Lai rất rõ. Đồng thời, hắn cũng biết, Mộ Khuynh Nhan sở dĩ cảm thấy không quan trọng, ngoại trừ nàng không có tâm tranh cường háo thắng ra thì càng bởi vì liên quan tới hắn. Tuy tớ không hiểu chuyện này sao lại liên quan tới cậu nhưng làm vậy thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cậu. Mộ Khuynh Nhan kiên định lắc đầu. Cho nên, chuyện này cậu không cần quản đâu. Bọn tớ không đi Hollywood đâu, ở Nam Cảng cũng rất tốt mà. Tớ nói đi thì đi. Bùi Đông Lai nói. Bùi Đông Lai đột nhiên cường thế như vậy khiến chẳng những không làm cho Mộ Khuynh Nhan cảm thấy không thích ứng kịp mà còn làm cho nàng thêm ỉ lại. Mộ Khuynh Nhan vui vẻ cười nói. Tớ nghe lời cậu, cậu muốn tớ đi thì tớ sẽ đi. Chấm chấm chấm. Bùi Đông Lai. Sau khi đưa Mộ Khuynh Nhan về khách sạn, Bùi Đông Lai cũng không trực tiếp quay về biệt thự mà lái xe tới tập đoàn Đông Hải. Lúc trước, vì Diệp Gia khai đao với Bùi Đông Lai cho nên tập đoàn Đông Hải bị niêm phong. Tổng bộ tập đoàn đình chỉ hoạt động, không ít nhân viên mất việc phải ở nhà, chỉ một số ít trong đó lại tìm được công việc mới. Tiếp tân mới tới làm cho nên chưa từng gặp Bùi Đông Lai, không biết Bùi Đông Lai là ông chủ sau lưng tập đoàn Đông Hải. Nàng lập tức mở miệng hỏi. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Tôi tìm Tổng Giám Đốc Quý. Đối mặt với sự ngăn trở của nữ tiếp tân, Bùi Đông Lai chẳng những không giận mà còn vui mừng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đối phương. Tổng Giám Đốc Quý. Nghe được lời Bùi Đông Lai nói, nữ tiếp tân liền hoảng sợ. Nhưng mà nàng không hề đưa mắt đánh giá Bùi Đông Lai mà chỉ mỉm cười hỏi. Thưa ngài, ngài có hẹn trước không ạ? Không có. Bùi Đông Lai xấu hổ lắc đầu. Thật xin lỗi, thưa ngài. Tổng Giám Đốc Quý rất bận, nếu ngài không có hẹn trước thì không thể nào gặp được ngài ấy. Nữ tiếp thận làm trọn chức trách của mình. Nhưng mà ngài có thể để lại tên và số điện thoại.
tôi sẽ báo cáo cho cấp trên, xem có thể đưa ngài tới gặp Tổng Giám Đốc Quý hay không. Cảm ơn. Bùi Đông Lai cười khổ rồi nói. Thôi, để tôi tự mình gọi điện cho cô ấy vậy. Nữ tiếp tân kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai lấy điện thoại di động ra, bấm số cho Quý Hồng. Đợi được một lúc, điện thoại nối máy, âm thanh gãy gọn vang ra từ loa. Xin chào, Tổng Giám Đốc Quý, tôi bị nữ tiếp tân của cô giữ ở cửa đây này, phiền cô hãy nói cho cô ấy một tiếng đi. Sax. Trong phòng Tổng Giám Đốc kiêm CEO ở tầng cao nhất, Quý Hồng sau khi nghe được lời của Bùi Đông Lai liền ngẩn ra, sau đó đưa di động ra trước mặt. Xác định xem mình có nhìn nhầm số hay không. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong miệng của Quý Hồng liền hóa thành hình chữ O, vừa đủ để nhét vào một quả trứng gà. Ông chủ thân ái, ngài thật sự là đáng yêu. Ha ha, cười chết tôi mất. Ước chừng khoảng mười mấy giây đồng hồ sau, Quý Hồng mới lấy lại tinh thần. Nàng phá lên cười như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Cười đến khi thở không nổi thì mới nói tiếp vào điện thoại. Để tôi xuống đón cậu. Thôi, tôi đưa điện thoại cho cô ấy, cô cứ nói với cô ấy một tiếng đi. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi đưa điện thoại di động cho nữ tiếp tân. Tổng Giám Đốc Quý bảo cô nghe điện thoại này. Vâng. Nữ tiếp tân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẩn trương tiếp lấy di động, giọng nói run rẩy. Chào ngài, Tổng Giám Đốc Quý. Này người đẹp, có biết cô vừa cản người nào lại không? Có lẽ cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, Quý Hồng cười trêu ghẹo. Nữ tiếp tân ngẩn ra, định thần lại mới thành thật trả lời. Thưa Tổng Giám Đốc Quý, anh ta không nói cho tôi biết. Anh ta không nói chắc là sợ dọa cô, cũng là sợ cô không tin. Quý Hồng cười cười nói. Bởi vì, anh ta mới chính là ông Tổng của tập đoàn chúng ta. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nữ tiếp tân sợ đến mức run cả người. Di động trực tiếp rơi từ trên tay nàng ta xuống. Sau đó một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tiếng kêu qua đi, cả người nàng cứng đờ. Bởi vì, nàng thấy Bùi Đông Lai như là làm ảo thuật, dùng chân thay tay đỡ chiếc điện thoại đang rơi xuống. Cổ chân hắn rung lên, chiếc điện thoại theo đó bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Cô đã làm trọn chức trách, tôi đề nghị cô nên đảm nhận cương vị quan trọng hơn. Bùi Đông Lai cười cười. Cất điện thoại vào trong túi rồi đi về phía thang máy. Đây là ảo giác sao? Nhìn bóng Bùi Đông Lai rời đi, nữ tiếp tân dùng sức bấm một cái vào tay mình. Cảm giác đau đớn cho nàng biết, đây không phải là ảo giác. Đồng thời, nàng cũng rõ ràng nhìn thấy được vài ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị của đồng nghiệp. Cảm giác này là sao nhỉ? Nó giống như, này tình yêu, có phải tối hôm qua nữ thần may mắn đã ghé thăm nhà tình yêu không? Ông chủ yêu quý, vừa rồi nữ tiếp tân kia có phải đã bị kinh ngạc đến ngây người hay không? 2 phút sau, Bùi Đông Lai đã vào trong văn phòng. Quý Hồng đứng dậy tiếp đón, nở nụ cười xấu xa như đã thực hiện được âm mưu nào đó. Bùi Đông Lai không muốn để cho Quý Hồng xuống nghênh đón là vì không muốn bị người ta chú ý, ai ngờ Quý Hồng lại chơi đều hắn. Lúc này, nghe Quý Hồng nói thế, hắn tức giận nói. Bà chị à! Chị có biết chị vừa phá hủy kế hoạch cải trang vi hành của tôi hay không? Ông chủ yêu quý, tối hôm qua ngài ôm người đẹp tiến vào giấc nồng, sáng sớm ra lại cải trang vi hành đến đây là sao? Có phải ngài muốn bà chị đây phải từ chức hay không? Quý Hồng ưỡn bộ ngực hung khí của mình ra vươn đằng trước, tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Bùi Đông Lai thấy thế liền cảm thấy cái thứ hung khí to lớn kia có lẽ có thể hấp dẫn bất kỳ một người đàn ông nào. Hắn cười nói. Bà chị ơi, tôi đây cũng không dám tước chức của chị đâu. Ai là bà chị của anh? Quý Hồng nói. Tôi bây giờ là người làm công cho cậu, cậu là ông chủ của tôi nhá. Xin phân biệt rõ ràng quan hệ của hai chúng ta. Mặt khác, bổn tiểu thư chỉ bán kiến thức, không bán thân. Bùi Đông Lai biết rõ mình đuối lý nhưng lại không rõ tâm tư của Quý Hồng là như thế nào, đành phải nói sang chuyện khác. Có thể liên hệ với công ty giải trí Warner Brothers không? Hãy nói với họ rằng, chúng ta đồng ý cho ban nhạc Hoàng hậu đi Hollywood phát triển. Ái chà, xem chừng tối hôm qua người tình nhỏ hầu hạ cậu thật tốt đấy nhỉ, đến nỗi bây giờ cậu liền thu xếp giúp đỡ cô ấy chuyện ở Hollywood. Quý Hồng theo thói quen kích thích Bùi Đông Lai một câu, sau đó. Đột nhiên giật mình, khiếp sợ hỏi. Kế hoạch cần thực hiện rồi sao? Ừ, ông chủ yêu quý.
ngài thực sự muốn chiến một trận Định Giang Sơn à? Có được câu trả lời khẳng định của Bùi Đông Lai, Quý Hồng đầy hưng phấn, chờ mong. Tôi có thể đi cùng cậu xuất chinh không? Được chứng kiến quá trình kỳ tích sinh ra, cô gái bé bỏng như tối đây cũng thực sự là vinh hạnh và may mắn. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Giống như nhiều đại gia tộc khác, tổng hộ gia tộc The Rothschild nằm ở thành phố Frankfurt nước Đức, chiếm diện tích không nhỏ. Họ có không ít biệt thự, trong đó phần lớn đều là biệt thự bỏ không, trang viên vô cùng quạnh quẽ. Tất cả những chỗ này đều là nơi ở của những thành viên trung tâm trong trực hệ có thể tiến vào tổng bộ của gia tộc. Dù gia tộc The Rothschild được công nhận là gia tộc đệ nhất toàn cầu nhưng số người có thể đồng thời đạt được hai yêu cầu để làm thành viên gia tộc cũng khá là ít ỏi. Khi mặt trời đỏ mọc lên ở đường chân trời, thân là người có khả năng trở thành người thừa kế gia tộc The Rothschild nhất trong tương lai, Guti chấm dứt việc luyện công vào buổi sáng thường ngày. Hắn trở lại bỉa thự, tắm rửa thay quần áo rồi tới nhà ăn dùng bữa sáng. Trong phòng ăn, hiểu rõ Guti là một người làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, bọn người hầu đã sớm chuẩn bị bữa sáng tươm tất, đặt lên bàn. Các món ăn khá đa dạng, ước chừng có tới 10 món. Thân là trợ thủ của Guti, mỗi buổi sáng sớm, Decathlon đều ngồi dùng cơm với Guti. Trong thời gian dùng bữa, hắn sẽ báo cáo một số tin tức trọng yếu và lịch trình một ngày cho Guti. Thiếu gia, đợi Guti vào chỗ, Decathlon mới ngồi xuống phía đối diện, mở miệng báo cáo. Tôi vừa nhận được tin tức, ban nhạc hoàng hậu có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Bùi Đông Lai đã ký hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers của Hollywood. Lấy thân phận của Guti, chuyện khiến cho hắn chú ý trên thế giới này không có nhiều lắm. Nhưng từ sau sự kiện du thuyền Aram kia, sự chú ý của hắn với Bùi Đông Lai lại tăng lên không ít. Thế nên báo cáo mỗi ngày của Decathlon đều có thông tin liên quan tới Bùi Đông Lai. Ồ! Lúc này, khi nghe được báo cáo của Decathlon, Guti mỉm cười, đôi lông mày dương lên. Trầm mặc trong chốc lát, hắn mới cười khổ nói. Chẳng trách sao mà cậu ta lại để tôi thả ra chân tướng của sự kiện bắt cóc du thuyền Aram. Thì ra là vì mục đích này. Thiếu gia, ý của ngài là cậu ta muốn đình chiến với nghị viện Mafia, dùng toàn bộ tinh lực để đối phó với thần võng. Decathlon có thể trở thành trợ thủ của Guti cho nên chỉ số thông minh, độ nhạy bén đều vô cùng tốt. Nhưng mà, hắn lại không nghe được ý tứ của Guti. Sai rồi. Guti lắc đầu, nói một giọng điều khẳng định. Cậu ta sẽ động thủ với nghị viện Mafia, chính xác là động thủ với gia tộc Gambino. Decathlon cái hiểu cái không? Decathlon, cậu cần nhớ kỹ cho tôi. Lời của người kia đã nói ra có khi nào không thực hiện hay không? Đôi mắt của Guti lóe ra tia sáng tinh minh. Cậu ta là một người có thù tất báo, cho nên. Trên lôi đài bộ đội đặc chủng toàn cầu Đại Bỉ Vũ, cậu ta chẳng những chém giết mất lại còn khắc hai chữ diệt tộc trên người thằng đó nữa. Nếu cậu ta làm như vậy thì có nghĩa là đã nói cho mọi người, cậu ta sẽ dùng toàn lực tiêu diệt gia tộc Gambino. Theo lời của thiếu gia, cậu ta muốn diệt trừ gia tộc Gambino cho nên mới lấy cơ hội hợp tác để kiếm cớ. Điều này có thể hiểu được, nhưng mà tại sao cậu ta lại để cho chúng ta thả ra chân tướng của sự kiện du thuyền Aram? Cậu ta làm như vậy không phải là gián tiếp nói cho cả thế giới hay về thực lực của cậu ta bây giờ sao? Còn cả Anthony của gia tộc Gambino nữa. Phần nửa cũng sẽ không tin cậu ta có ý cầu hòa. Có thể thấy, cậu ta làm như vậy chẳng những không có chút tác dụng che lấp nào, ngược lại còn bại lộ chính bản thân mình, khiến cho Anthony phòng bị. Decathlon, cậu đã nghe qua từ Dương Mưu bao giờ chưa? Guti hỏi ngược lại. Decathlon ngẩn ra. Dương Mưu. Dương Mưu là đặt toàn bộ mưu kế ở trước mặt đối thủ. Nó không che giấu, không bí mật, gần như tất cả đều trong suốt. Guti giải thích. Điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là Anthony cũng biết Bùi Đông Lai sẽ không bỏ qua cho gia tộc Gambino, cái gọi là hợp tác kia chính là một cái màn che to đùng. Nhưng mà hắn lại không thể nhận cái gọi là hợp tác đó. Vì sao? Decathlon khó hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ Dương Mưu này. Lý trí nói cho hắn biết, Dương Mưu còn đáng sợ hơn cả âm mưu. Nghị viên Mafia là một tổ chức ngầm phức tạp nhất thế giới. Nó do mười mấy gia tộc Mafia tạo thành. Gambino tuy là gia tộc cầm quyền nhưng, điều này cũng không đại biểu rằng gia tộc Gambino là nghị viện Mafia. Guti nói đúng trọng tâm. Anthony đã giao thủ với Bùi Đông Lai vài lần,
cả ngoài sáng lẫn trong tối và lần nào cũng là thất bại mà chấm dứt. Không ít thành viên trong nghị viện Mafia đều đưa ra kháng nghị, nhất là nhân vật tai to mặt lớn số 2 trong nghị viện Vio. Tên này từ đề nghị hòa đàm với Bùi Đông Lai trong đại hội của nghị viên Mafia. Dưới tình huống như thế, nếu Bùi Đông Lai chủ động đưa ra yêu cầu hòa đàm vậy thì âm thanh đồng ý trong nghị viện Mafia sẽ rất cao. Thì ra là thế. Decathlon đã hiểu ra một chút, thuận theo lời Guti, hắn nói. Hiện giờ, Bùi Đông Lai thả ra tin tức về sự kiện du thuyền Aram, để cho tất cả mọi người đều biết sự cường đại của hắn. Dưới tình huống như thế, trừ bỏ một số thành viên Gambino vẫn phản đối từ trước tới giờ ra thì chỉ sợ phần nhiều sẽ tính toán làm sao để không làm địch thủ với Bùi Đông Lai. Dưới bức bách kiểu này, mặc kệ cậu ta có đoán được chuyện hợp tác là màn che hay không, Anthony nhất định phải đồng ý hợp tác với Bùi Đông Lai. Điều khiến Dương Mưu đáng sợ nhất là, cho dù hắn có đoán được kết cục của mọi chuyện nhưng hắn lại không biết mục tiêu của Bùi Đông Lai thực hiện ở nơi nào. Guti trầm tư, nói. Cho dù là huyết tẩy thôi ra ở SQ hay là huyết tẩy Nhật Bản, Bùi Đông Lai đều dùng âm mưu. Bây giờ, anh ta lại đổi lại, dùng dương mưu. Nói thật, ta cũng không đoán được mục đích của anh ta. Nhưng, ta dám cam đoan, mục tiêu của cậu ta tuyệt đối không rời gia tộc Gambino quá xa. Thiếu gia, dựa theo lời ngài nói thì cậu ta rất có thể cũng sẽ tính cả thần võng vào. Nhưng mà tôi từng nghe một câu nói của Việt Nam, trước mặt vũ lực tuyệt đối. Mọi âm mưu hay có là dương mưu đều vô dụng. Decathlon do dự một chút rồi nói. Sức mạnh của Dixie đã có thể so sánh với giáo hoàng. Coi như cậu ta để cho chiến tranh chi vương Diệp Cô Thành ra tay thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của thần võng. Decathlon, cậu phải luôn nhớ kỹ điều này. Bất kể là âm mưu hay dương mưu, người vạch ra nó tuyệt đối còn chu toàn hơn cả người đứng xem. Cậu có nghĩ tới thì cậu ta cũng có thể nghĩ tới. Khi nói chuyện, vẻ mặt của Guti trở nên ngưng trọng. Theo góc độ cá nhân, ta rất tán thưởng Bùi Đông Lai. Nhưng lý trí và trực giác lại nói cho ta biết, cậu ta còn đáng sợ hơn so với Dixie. Trở thành địch nhân của cậu ta đúng là một cơn ác mộng. Bên tai vang lên lời nói của Guti, địch tiếp bị dọa cho cả kinh, trợn mắt há mồm. Bởi vì, trong ký ức của hắn, địch nhân có thể khiến cho Guti kiêng kỵ trên thế giới này chỉ có 3 người. Bùi Vũ Phu, Tịch Nhân Đình và Odin. Hiện giờ lại có thêm một Bùi Đông Lai bằng tuổi Guti nữa. Điều này sao có thể không khiến hắn kinh ngạc đây? Khi Guti và trợ thủ Decathlon đang cùng thảo luận chuyện ban nhạc Hoàng hậu muốn ký hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers, thân là người đứng đầu gia tộc Gambino và nghị viện Mafia, Anthony tổ chức hội nghị khẩn cấp mời các nghị viện của Mafia tới tham dự. Nói vậy thì mọi người đã biết cái tên hoa hạ chết tiệt kia chuẩn bị để cho ban nhạc hoàng hậu có quan hệ chặt chẽ với hắn ký hợp đồng cùng công ty giải trí Warner Brothers. Từ việc đó ra, hắn ta còn muốn giảng hòa với chúng ta. Hội nghị bắt đầu, thân là người chủ trì, Anthony mở lời trước, ngữ khí của hắn có chút âm trầm. Cá nhân tôi cũng không thực sự tin hắn ta thực sự muốn giảng hòa. Mấy người thấy thế nào? Anthony, nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi cái tên bộ đội đặc chủng Merc mà anh phái tới lôi đài Đại Bỉ Vũ bị tên hoa hạ kia chém chết, cậu liền để cho công ty giải trí Warner Brothers đi ký hợp đồng với ban nhạc hoàng hậu, đúng không? Anthony vừa nói xong thì nhân vật số 2 trong nghị viện Mafia tộc trưởng Vio của gia tộc Ano ngồi cách đó không xa đã lên tiếng. Hắn ta nở một nụ cười khinh miệt. Ha, sau khi cái tên hoa hạ kia chém chết Merc, hình như còn khắc hai chữ diệt tộc lên trên người Merc nữa. Còn cậu đưa ra lời mời ký kết chẳng qua là muốn thừa dịp tên kia đi vắng, lừa hai cô gái trong ban nhạc nữ hoàng tới nước Mỹ, đợi cho sau khi Đại Bỉ Vũ kết thúc thì sẽ lợi dụng hai cô gái đó để uy hiếp tên hoa hạ kia. Hê! Vio vừa nói xong, một số thành viên trong nghị viện Mafia ủng hộ Ano gia tộc đều thay nhau nở nụ cười, một nụ cười nhạo Anthony ngu muội. Âm mưu của Anthony quả thực là vũ nhục trí thông minh của con người. Nghe được lời châm chọc của Vio, nhìn những nụ cười trào phúng kia, trong lòng Anthony bùng lên ngọn lửa giận. Nhưng mà nhớ lại lời dặn dò của cha hắn, hắn mạnh mẽ cưỡng chế cơn tức trong lòng, trầm giọng nói. Chú Vio, tôi thừa nhận lúc đấy tôi đã quá xúc động nhưng tình thế trước mắt phức tạp, chúng ta nhất định phải làm rõ dụng ý của tên khốn kia. Dụng ý chả phải rất đơn giản sao, áp lực quá lớn, cho nên tên đó mới muốn hòa giải với chúng ta, toàn tâm toàn ý đối phó với thần võng.
Một tên tộc trưởng tên Stick mở miệng giải thích. Sau chuyện du thuyền Aram, tên đó và thần võng đã xé toang ra mặt. Mặc dù hắn có sự ủng hộ của Liên minh Hoa Hạ nhưng để đối phó với thần võng thì sẽ vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, thần võng bắt cóc thánh nữ giáo đình, cho dù là giáo đình hay là gia tộc The Rothschild cũng không đi trả thù thần võng. Điều này cũng đủ để thấy thần võng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Tôi tán thành quan điểm này. Tôi cũng tán thành. Lời của Stick được không ít thành viên trong nghị viện phụ họa. Chú Vio, chú thấy thế nào? Anthony khách khí hỏi Vio. Anthony, Việt Nam có một câu thành ngữ, lưỡng bại câu thương. Hai bên đấu tranh đều bị thương tổn, ai cũng không chiếm được lợi ích gì. Vio nói thẳng. Tôi tuy không thể xác định tên đó muốn giải hòa tạm thời hay vĩnh viễn nhưng tôi có thể khẳng định, sau này tên đó sẽ không động thủ với chúng ta. Nó vốn không thể đối kháng với thần võng, nếu lại làm cho thế lực của mình suy yếu thì kết quả chỉ có một, đó là bị thần võng tiêu diệt. Đây cũng là điều tôi muốn nói. Tên đó tạm thời giải hòa cũng được, vĩnh viễn giải hòa cũng tốt, chúng ta đều đáp ứng được. Vio lại bổ sung. Hắn muốn đối kháng với thần võng, thực lực nhất định sẽ bị tổn hại đến một mức nhất định. Đến khi đó, hắn muốn tiếp tục đối phó với chúng ta thì gần như là chuyện không thể nào. Chúng ta lại không có xung đột lợi ích nào với hắn và Liên minh Hoa Hạ, hoàn toàn không cần phải liều chết tới cùng. Không có xung đột lợi ích. Hắn đã giơ cao khẩu hiệu tiêu diệt gia tộc Gambino rồi. Nghe được lời Vio nói, Anthony tức giận đến suýt nữa thì hộc máu. Hắn có thể khẳng định, có sự có mặt của Vio, thành viên của nghị viện Mafia đã không còn một lòng thần phục gia tộc Gambino như trước nữa. Nếu chú Vio và mấy người muốn giải hòa thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Mặc dù hận không thể ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Vio nhưng dựa theo mật chỉ của hội trưởng nghị viện Mafia đương nhiệm chiến thần Yossi Gambino, Anthony không thể phát hỏa, chỉ có thể để cho mọi người bỏ phiếu công bằng. Nghe được lời của Anthony, một số người đã không còn trung tâm thần phục gia tộc Gambino, trong đó có cả Vio đều cười lạnh, dường như cười nhạo Anthony chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa thấy rú sệ là chưa kinh hồn. 7 và 3. Đây chính là tỷ lệ của đồng ý và không đồng ý việc giải hòa. Cha, chờ khi người tự tay chém chết cái tên Hoa Hạ kia, bọn người Vio chỉ sợ sẽ hối hận đến chết. Đối mặt với kết quả thảo luận kia, mặt ngoài thì Anthony tức giận vô cùng, trong lòng thì lại cười lạnh, rất nhanh thôi, bọn mày sẽ phải quỳ gối là liếm giày cho gia tộc Gambino. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Hội nghị khẩn cấp của nghị viện Mafia kéo dài một giờ. Trải qua nghiên cứu và quyết định của hội nghị, việc hòa đàm với Bùi Đông Lai đã được tán thành. Điều khiến một số thành viên nghị viện Mafia thấy khó hiểu là Anthony lại không đặt địa điểm ở trong trang viện gia tộc Gambino mà lại ở trong một hội tư nhân do gia tộc Gambino âm thầm khống chế. Cha, người cho rằng cái tên Bùi Đông Lai kia thực sự muốn hòa đàm sao? Một chiếc Cadillac tổng thống có kính chống đạn chạy qua trang viện của gia tộc Gambino. Trong ô tô, một thanh niên tóc vàng mặc Âu phục Armani, tò mò nhìn nhân vật số 2 của nghị viện Mafia tộc trưởng Vio của gia tộc Ano. Không biết. Vio trả lời cực kỳ rõ ràng. Đã như vậy sao cha còn cực lực đề nghị hòa đàm làm gì? Người thanh niên tóc vàng khó hiểu. Vio nhấp một ngụm rượu, sau đó nhẹ nhàng đung đưa chiếc ly. Hắn nở một nụ cười lạnh. Ngoài mặt, tên Bùi Đông Lai kia đúng là chĩa mũi nhọn về phía nghị viện Mafia nhưng trên thực tế chỉ là nhằm vào gia tộc Gambino. Hơn nữa, lấy cách làm việc trong quá khứ của người này, có khả năng tên này sẽ không buông tha cho gia tộc Gambino. Cha, ý của cha là tên ta sẽ dựa vào cơ hội lần này tới New York đàm phán để động thủ với gia tộc Gambino. Thanh niên tóc vàng giật mình. Dù sao nước Mỹ cũng là địa bàn của nghị viện Mafia và New York thì chính là địa bàn của gia tộc Gambino. Bùi Đông Lai làm như vậy khác gì đưa dê vào miệng cọp. Theo lối suy nghĩ bình thường thì hắn ta không nên chạy tới Mỹ để ra tay nhưng hắn ta lại là một thằng điên chính hiệu. Không ai dám chắc rằng hắn ta sẽ không nổi điên lên. Vio nói tới đây thì đã không nhịn được cười. Nói thật, bản thân ta cũng rất hy vọng hắn ta sẽ động thủ. Thanh niên tóc vàng dường như nghĩ tới cái gì đó. Vio thấy thế thì không tiếp tục giải thích nữa mà để cho hắn ta tự ngẫm. Nếu hắn ta động thủ thì chỉ có hai kết quả. Một là hắn ta chết, hai là gia tộc Gambino sẽ bị trọng thương, cũng có thể bị diệt tộc. Là đứa con trai mà Vio rất xem trọng,
thanh niên tóc vàng đã trải qua không ít tôi luyện, tâm trí được cho là nổi bật trong đám người cùng tuổi. Hắn rất nhanh liền đoán được ý đồ của Vio. Hai kết quả này đều là chuyện tốt với chúng ta. Kết quả đầu, chúng ta có thể tránh khỏi việc bị gia tộc Gambino liên lụy, đối phó với một địch nhân khó chơi. Còn cái sau, nếu hắn ta quả thực có đủ thực lực làm gia tộc Gambino bị thương nặng, thậm chí là bị tiêu diệt. Vậy thì cơ hội của chúng ta đã tới, thay gia tộc Gambino đứng lên nắm quyền nghị viện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tiếp đi. Vio cổ vũ. Cho dù hắn ta có năng lực tiêu diệt gia tộc Gambino nhưng tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt nghị viện Mafia ở Mỹ, thậm chí. Bởi vì sự uy hiếp của thần võng, hắn ta cũng không có khả năng toàn diện khai chiến với Mafia. Thanh niên tóc vàng được cổ vũ, liền tiếp tục nói. Kể từ đó, hắn ta không những sẽ không ngăn trở chúng ta lật đổ gia tộc Gambino mà ngược lại còn thích ý đứng khoanh tay theo dõi. Mai, xem ra hai năm qua con đã trưởng thành không ít. Nghe xong phân tích của Mai, Vio vui mừng nở nụ cười. Hiếm khi được cha mình tán thưởng, Mai vui vẻ hẳn lên. Lui một bước, cho dù lần này hắn ta không động thủ mà đợi tới sau này thì với gia tộc chúng ta, chỉ có lợi chứ không có hại. Đúng vậy. Vio gật đầu. Điều chúng ta cần làm bây giờ là kiên nhẫn thêm một chút, bình tĩnh quan sát tình thế rồi đưa ra quyết định có lợi nhất. Cùng lúc đó, sau khi hội nghị khẩn cấp kết thúc, Anthony trở về biệt thự của mình. Hắn lập tức dùng máy liên lạc đặc biệt để liên lạc với cha mình chiến thần Yossi Gambino. Cha, tất cả đều giống như những gì người đoán. Vì cha vẫn chưa hiện thân đâm ra mấy tên khốn kia đều trợ lực cho Vio, cực lực đồng ý hòa đàm. Máy liên lạc vừa kết nối, Anthony thở hổn hển nói. Bọn khốn nạn kia thật quá ghê tởm. Cha, người lần này nhất định phải chém chết cái thằng hoa hạ kia. Phải đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn kia biết rõ, để sau này họ làm việc nên thành thực lại một chút. Ba ngày tới, ta sẽ bế quan chữa thương, con không cần quấy rầy. Yossi dùng cớ chữa thương mà chậm chạp không hiện thân, một mặt là bởi vì đúng là hắn bị thương không nhẹ, mặt khác là vì hắn muốn khảo nghiệm Anthony. Nhưng biểu hiện bây giờ của Anthony khiến hắn vô cùng thất vọng. Khi đàm phán, cha sẽ đến. Vâng thưa cha. Anthony không thấy được sự thất vọng trong mắt cha mình, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưng phấn, cảm giác như rất khẩn cấp muốn nhìn thấy cảnh Bùi Đông Lai bị đạp dưới chân. Đến lúc đó, gia tộc Gambino chẳng những có thể nhờ lần này hoàn toàn nắm giữ nghị viện Mafia mà nghị viện Mafia cũng có thể thực hiện kế hoạch thẩm thấu vào Trung Quốc. Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt, đợi cho tới khi tất cả chuyện này kết thúc, tao sẽ khiến cho mày phải quỳ dưới háng tao mà liếm. Anthony vô cùng hưng phấn. Trong đầu hiện ra hình ảnh thân thể mềm mại chín mọng của Liễu Nguyệt. Đôi mắt kia tràn đầy dục vọng. Hắn chưa bao giờ dứt bỏ dục niệm với Liễu Nguyệt. Khi New York nghênh đón màn đêm buông xuống thì Đông Hải bên kia đang chào đón ánh bình minh. Mặt trời đỏ ối đang chậm rãi dâng lên ở đường chân trời, ánh dạng đông chiếu vào phố lớn ngõ nhỏ của Đông Hải. Bùi Đông Lai chấm dứt buổi luyện công vào sáng sớm, ngồi lên chiếc xe Audi A41 rồi đi tới bệnh viện võ cảnh Đông Hải. Vì bây giờ là giờ cao điểm cho nên vốn con đường chỉ cần mất khoảng 30 phút, Bùi Đông Lai lại dùng tới 1 giờ. 1 giờ sau, Bùi Đông Lai dừng xe trong bãi đỗ của bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải, tay xách một giỏ hoa quả, tiến vào trong bệnh viện. Đây là lần thứ 5 hắn tới đây kể từ khi trở về từ núi Tu Di. Tất cả đều là vì Trần Anh ở đây. Bởi vì dùng cửu chuyển hồi mệnh đan cho nên nội tạng của Trần Anh cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ có mấy cái xương sườn bị gãy mà thôi. Vì thế, sau khi bị quân đối phái người đón về nước, Trần Anh liền cự tuyệt ở lại thủ đô Yên Kinh để trị liệu mà khăng khăng đòi ở Đông Hải. Nằm trong phòng bệnh đặc biệt, Trần Anh mặc áo bệnh nhân, nằm trên giường, trong tay cầm một quyển tạp chí. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nằm viện một thời gian nên trông Trần Anh càng thêm đầy đặn, khuôn mặt vốn gầy gò nay cũng đã trở nên tròn tròn. Ngoài ra thì trên người nàng còn có một chút thịt thừa. Điều này làm nàng không thích nổi, không chỉ một lần muốn ra viện. Nhưng tổn thương gân cốt cần 100 ngày hồi phục. Để tránh bị ảnh hưởng tới việc khôi phục vết thương, lưu lại di chứng, cho nên Bùi Đông Lai không để nàng về nhà mà yêu cầu phải ở lại bệnh viện điều dưỡng. Xoạch! Có lẽ là ánh nắng ngoài cửa sổ khá rực rỡ, cũng có lẽ quyển tạp chí trong tay thực quá nhàm chán, Trần Anh tiện tay vứt nó sang một bên. Tính đứng dậy xuống giường, ra ngoài tản bộ.
Két. Trần Anh vừa mới ngồi dậy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Bùi Đông Lai đang cầm hoa tươi, và một giỏ hoa quả di đến. Trần tỷ, tỷ lại ngứa toàn thân à. Thấy hành động của Trần Anh, Bùi Đông Lai cười trêu ghẹo. Hắn đi lên trước, đặt giỏ hoa quả và bó hoa tươi lên cái bàn gần giường. Trần Anh thở dài. Nằm trên giường cả ngày, cảm giác thật không thoải mái. Để cho bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lượt đi, nếu vết thương đã thực sự khôi phục thì chỉ có thể làm một số hoạt động đơn giản mỗi ngày. Bùi Đông Lai cũng biết Trần Anh sẽ không bị ngồi yên một chỗ lâu, hơn nữa nếu vết thương đã khôi phục tới một mức độ nhất định thì hoạt động nhẹ sẽ khỏi nhanh hơn. Trần Anh gật đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi. Đúng rồi, hôm qua chị nghe tin tức là ban nhạc Hoàng hậu sẽ ký hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers của Hollywood. Thật à? Ừm. Hai ngày này, chuyện ban nhạc Hoàng hậu muốn đầu quân vào Hollywood đã ầm ĩ tung trời rồi. Trần Anh có thể biết chuyện qua TV cũng là bình thường. Vì thế, Bùi Đông Lai không hề giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận. Đông Lai, như chị được biết thì hai cô bé trong ban nhạc Hoàng hậu kia có quan hệ không bình thường với cậu đúng không? Trong đó có một ca sĩ tên là Mộ Khuynh Nhan, chính là người mà năm trước cậu đã cứu ra từ trong tay bọn cướp. Trần Anh nhíu mày, lời nói mang theo sự lo lắng. Chẳng lẽ cậu không sợ nghị viện mafia lợi dụng cơ hội này để đối phó với cậu sao? Việc ký hợp đồng là do tôi chủ động đề nghị, hơn nữa tôi còn tỏ rõ với bên nghị viện là mình muốn hòa đàm. Bùi Đông Lai giải thích. Há! Trần Anh cả kinh há to mồm, sau đó vốn muốn hỏi cái gì đó nhưng tiếng mở cửa lại ngăn nàng lại. Két! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tiếng động nhỏ vang lên. Cửa phòng lại bị người đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen, đeo kính râm đang đi tới. Long Vương. Mặc dù Diệp Cô Thành đeo kính râm nhưng cho dù là Bùi Đông Lai hay là Trần Anh đều chỉ liếc mắt qua là nhận ra hắn. Trong đó, vì Bùi Đông Lai có ước định với Diệp Cô Thành cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có Trần Anh thì trợn mắt há hốc mồm, hỏi han theo bản năng. Sư phụ, sao thầy lại tới đây? Tới thăm con. Diệp Cô Thành bỏ kính râm xuống, liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Thuận tiện muốn tìm Bùi Đông Lai nói chuyện. Sư phụ, là vì chuyện ban nhạc Hoàng hậu muốn vào Hollywood sao? Trần Anh hỏi. Diệp Cô Thành gật đầu, nói. Đúng vậy, chuyện này con đừng hỏi nhiều, an tâm dưỡng thương là được rồi. Dạ. Trần Anh vốn vẫn luôn tràn ngập tò mò với Bùi Đông Lai, nay lại nghe Diệp Cô Thành nói thế. Nàng đành phải buông tha cho việc hỏi kỹ những thắc mắc trong đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Cô Thành nói chuyện xong với Trần Anh. Hắn và Bùi Đông Lai liền rời khỏi phòng bệnh, một trước một sau đi lên trên sân thượng. Khi hai người đi lên sân thượng, trên này có không ít hộ sĩ và bệnh nhân đang nói chuyện phiếm với nhau hoặc đang ở đây phơi nắng. Hiện giờ ta đã biết được địa điểm dưỡng thương của lão Yossi, nó nằm ngay hội sở tư nhân. Địa điểm mà cháu sẽ cũng đàm phán với nghị viện mafia. Diệp Cô Thành và Bùi Đông Lai đi tới một góc tối không ai để ý tới. Hắn nói cho Bùi Đông Lai nghe tình báo mới nhất, sau đó lại nói. Cháu tính khi nào khởi hành? Nếu đã biết chỗ của Yossi thì cháu sẽ khởi hành trong thời gian sớm nhất. Bùi Đông Lai ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì, cháu sẽ hấp dẫn mọi ánh mắt về phía mình, những chuyện còn lại thì nhờ cậu âm thầm làm. Khi ta không ở bên, mọi sự nhớ cẩn thận. Diệp Cô Thành nhắc nhở. Yên tâm đi, hiện giờ cháu đã hoàn toàn đưa Bùi Gia Quyền và Long Quyền tới bước dung hợp rồi. Tốc độ đã tăng lên gấp 2, coi như đối mặt với những địch thủ không đấu nổi thì cháu cũng sẽ thuận lợi chạy trốn. Bùi Đông Lai tự tin cười, sau đó do dự nói. Cậu, lão Yossi kia được xưng là chiến thần, đứng thứ 6 trong thần bảng. Tuy nói ông ta bị thương nhưng đã qua thời gian dài như vậy, chúng ta không thể đoán trước thương thế của ông ta khôi phục tới mức độ nào. Ngoài ra, thần võng Dixie cũng có thể xuất hiện. Nghe nói, thực lực của Dixie đã có thể so sánh với giáo hoàng. Hay là để cho Long Bồ Tổ đề ra mặt. Đừng nói là thương thế của Yossi chưa khỏi hẳn, cho dù ông ta có ở trạng thái đỉnh phong thì ta cũng có thể bóp chết. Diệp Cô Thành trả lời lệch đi, giọng điệu hời hợt qua loa nhưng cũng khí phách vô cùng. Còn, Dixie chỉ là một tiểu bối mà thôi. Ặc, Bùi Đông Lai trừng to mắt. Diệp Cô Thành khẽ thở dài. Vị trí trên thần bảng, đã 20 năm rồi chưa thay đổi.
dịch giả, Dương Thiên Mạc. Bởi vì biết sáng nay Bùi Đông Lai sẽ đi Mỹ cho nên không riêng gì Tần Đông Tuyết luôn dậy đúng giờ mà Hạ Y Na cũng dậy sớm. Trên thực tế, hai người vì lo lắng cho chuyến đi tới Mỹ lần này của Bùi Đông Lai cho nên tối quan trằn trọc cả đêm, gần như không ngủ chút nào. Mặc dù hai người đều đã biết dương mưu của Bùi Đông Lai nhưng trên thế giới này không có một kế hoạch nào hoàn mỹ không chút tỉ vết. Mọi trình tự đều có thể xảy ra một lỗi nào đấy. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải bình an trở về. Khác với những lần chia tay trước, lần này Hạ Y Na kiên cường không rơi lệ, chỉ là đôi mắt hơi phiếm hồng. Bùi Đông Lai đưa tay xoa mặt nàng, cười nói. Mọi chuyện xong xuôi, tớ sẽ trở về. Đông Lai, tuy chuyện này không chỉ là ân oán cá nhân của riêng cậu mà còn ảnh hưởng tới vận mệnh của quốc gia nhưng... Tần Đông Tuyết vẫn như trước, nhẹ giọng nói với Bùi Đông Lai. Nhưng tớ vẫn nói lại câu nói kia, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đừng cố quá sức mình. Ừ, Bùi Đông Lai cũng vươn tay xoa mặt Tần Đông Tuyết, gật đầu đáp ứng. Mấy phút đồng hồ sau, Quý Hồng lái một chiếc Rolls Royce Phantom tới cửa biệt thự. Trông thấy cảnh Bùi Đông Lai và hai người Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na cùng đi ra từ biệt thự, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ghen tị nhưng không biểu hiện lên trên mặt. Ông chủ yêu quý, hiện tại cách thời gian máy bay cất cánh có mấy phút thôi. Nếu ngài còn muốn làm cái gì thì làm cho lẹ đi. Thu hồi tâm tư ghen tị, Quý Hồng hạ kính xe xuống, cười trêu chọc. Ngạc nhiên khi nghe được lời của Quý Hồng, cho dù là Hạ Y Na hay Tần Đông Tuyết cũng phải thừa nhận rằng, luận tâm tính, mình không sánh bằng nàng ấy. Chuyện này không phải là Quý Hồng không yêu Bùi Đông Lai bằng các nàng. Hai nàng đều có thể cảm nhận rõ rệt tình cảm mà Quý Hồng giấu ở sâu tận trong lòng kia. Quý Hồng và Bùi Đông Lai đã không chỉ một lần cùng nhau trải qua cơn hoạn nạn, hiện giờ nàng còn cùng Bùi Đông Lai đi đối mặt với nguy hiểm. Quý tiểu thư, nếu như cô không để ý thì tôi muốn nói với cô mấy câu. Tần Đông Tuyết bỗng nhiên nói với Quý Hồng. Ngạc nhiên nhìn Tần Đông Tuyết một cái, Quý Hồng ngẩn người rồi mới cười nói. Được. Đông Lai, tớ và Quý tiểu thư vừa đi vừa nói chuyện, cậu lái xe đi theo sau bọn tớ nhé. Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết cười cười nói với hắn. Bùi Đông Lai gật đầu, cũng không hỏi Tần Đông Tuyết cần nói chuyện gì với Quý Hồng. Quý Hồng, tôi biết trong lòng cô đang ghen tị với tôi và Y Na. Tần Đông Tuyết và Quý Hồng đi ra xa mấy chục thước, nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp không kém gì mình của Quý Hồng, mở miệng nói ra trước. Thực ra, bọn tôi cũng rất hâm mộ cô. Hả? Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết, sắc mặt của Quý Hồng hơi biến đổi, sau đó nàng lại nở một nụ cười mê người quen thuộc. Tần Đông Tuyết, tôi nhớ cô không phải là một người đa sầu đa cảm cơ mà. Hôm nay cô làm sao vậy? Bọn tôi hâm mộ và ghen tị cô có thể trải qua hoạn nạn cùng với cậu ấy, hiện giờ lại cùng sinh cùng tử. Tần Đông Tuyết nói, tôi và Y Na không làm được việc này. Cô đang muốn nói cho tôi biết, Thượng Đế thực công bình sao? Quý Hồng vẫn nở nụ cười như cũ, chỉ là trong nụ cười thiếu đi vài phần thoải mái lại thêm vài phần chua xót. Cô yêu cậu ấy không hề ít hơn tôi và Y Na yêu cậu ấy. Tần Đông Tuyết khẽ lắc đầu, như là đã hạ quyết định nào đó. Nàng cắn môi nói. Đợi cho tới khi mọi chuyện kết thúc, chỉ cần cô có thể buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình, tôi sẽ không phản đối chuyện hai người ở cùng một chỗ. Bởi vì không có gì là tự nhiên sinh ra, cho nên tôi sẽ đi tranh đoạt thứ mà tôi thích. Nhưng tôi cũng không phải là kẻ ăn xin. Bên tai vang vọng lời nói của Tần Đông Tuyết, trái tim của Quý Hồng rung lên liên hồi, nàng dừng bước. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tần Đông Tuyết. Giọng nói nàng lúc này tràn ngập chua xót. Cảm ơn trí tuệ rộng lớn của cô nhưng tôi không thể lấy hết dũng khí để buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình lần thứ hai. Nói xong, Quý Hồng xoay người đi tới phía Rolls Royce Phantom, Tần Đông Tuyết muốn nói lại thôi, cuối cùng không gọi Quý Hồng lại nữa. Sáng sớm ở Đông Hải cũng là trạng vạng ở Nam Mỹ. Trời sầm tối, mặt trời đỏ dần hạ xuống đỉnh núi. Bastien, người cầm đầu tạm thời của bộ lạc cuồng nhân đang trần truồng đứng dưới thác nước, tùy ý để cho dòng nước kia dã thẳng vào thân hình rắn chắc của hắn. Cách đó không xa, vài tên đại hán đầu đội mũ đan bằng lông chim, mặc quần áo màu trắng rộng thùng thình, đi giày đan bằng lá tre đang đứng nhìn Bastien ở dưới thác nước khủng bố đã gần hai canh giờ. Khuôn mặt họ không hề che giấu sự kính sợ. Thân là cuồng chiến sĩ,
Bọn họ đều là cường giả tuyệt đối trong bộ lạc cuồng nhân, tương dương với thần vệ trong thần võng, u linh trong nghị viên mafia, thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn từng cùng tầm với Bastien. Mà hiện giờ, bọn họ đều biết, thực lực của Bastien đều vượt xa họ. Ha ha! Đột nhiên, Bastien ngửa mặt lên trời cười phá lên. Tiếng cười cuồng ngạo giống như muốn đánh tan phá tan tầng không mà vang vút lên trời. Chẳng lẽ, nhị thủ lĩnh lại đột phá? Ngạc nhiên nghe tiếng cười của Bastien, trong lòng mấy tên cuồng chiến sĩ đều không hẹn mà đoán như vậy. Thân là tùy tùng trung thành của Bastien, họ cũng biết sau thất bại ở lôi đài bộ đội đặc chủng toàn cầu Đại Bỉ Vũ, nhị thủ lĩnh của bọn họ nhân họa đắc phúc, đạt được đột phá. Từ đó về sau Bastien luôn tỉ mỉ nghiên cứu. Dưới tình huống như bây giờ, cũng chỉ có chuyện thực lực tăng lên thì Bastien mới có thể hưng phấn nhường này. 6 người bọn mày cùng vây công tao đi. Giống như xác minh phán đoán của 6 tên cuồng chiến sĩ, Bastien nhìn về phía họ, cuồng ngạo nói. Nhớ kỹ là phải phát động một kích toàn lực. Hả? Nghe được lời nói của Bastien, sau gã cuồng chiến sĩ đều biến sắc, không dám phát động công kích. Tao đã hoàn toàn tiến nhập đỉnh phong cửu cấp chiến sĩ, hơn nữa còn luyện cuồng hóa tới mức cực hạn. Thấy 6 gã cuồng chiến sĩ có điều băn khoăn, Bastien kiêu ngạo nói. Vậy nên, bọn mày cứ yên tâm công kích đi. Tao muốn kiểm tra cuồng hóa sau khi luyện tới mức tận cùng thì sẽ có lực phòng ngự thế nào. Vâng thưa nhị thủ lĩnh. Nghe Bastien nói như thế, 6 gã cuồng chiến sĩ tỉnh ngộ, ánh mắt kính sợ nhìn Bastien đã biến thành sùng bái. Trừ cha Bastien là cuồng thần ra thì hắn là cuồng chiến sĩ thứ 2 luyện cuồng hóa tới mức tận cùng. 6 gã cuồng chiến sĩ hét lớn một tiếng, lần lượt từ các vị trí bất đồng công kích Bastien. Dầm, 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 dầm. 6 thanh âm trầm đục truyền ra, nắm đấm của 6 tên cuồng chiến sĩ đã đánh lên người Bastien. Họ chỉ cảm thấy như mình đã đánh vào một tòa núi lớn. Bastien không lay động lấy nửa phần, lực phản chấn khủng bố khiến tay bọn họ rung lên. Biết được lực phòng ngự khủng bố của Bastien, 6 gã cuồng chiến sĩ rối rít quỳ rạp dưới đất, quỳ lễ với nhị thủ lĩnh của bọn họ. Thân là cuồng chiến sĩ, bọn họ rất rõ ràng, bí thuật của cánh cửa cuồng hóa này có tác dụng lớn nhất không phải chỉ việc tăng cường phòng ngự mà là tăng cường dũng khí, khí thế, khiến cho người tu luyện biến thành dũng sĩ dũng cảm bước tới trước. Hơn nữa, nó còn có thể phát huy lực công kích khủng bố. Hiện giờ, Bastien đã luyện cuồng hóa tới mức tận cùng, chỉ lực phòng ngự mà đã cường đại đến thế này thì có thể suy nghĩ chút đã biết lực công kích sẽ kinh khủng như thế nào. Bastien cười vừa lòng, hỏi. Gần đây tao một lòng bế quan tu luyện, bên ngoài có phát sinh chuyện gì không? Nhất là những chuyện có liên quan tới đứa con của Vũ Thần Hoa Hạ. Thưa nhị thủ lĩnh, 2 ngày trước chúng ta nhận được tin tức, chuyện du thuyền Aram không phải do Guti cứu người bị bắt cóc mà là do đứa con của Vũ Thần Hoa Hạ gây nên. Một gã cuồng chiến sĩ vẫn quỳ trên đất, nhanh chóng báo cáo. Mặt khác, tin tức mới nhất là con của Vũ Thần Hoa Hạ sẽ đi tới New York, Mỹ để đàm phán với nghị viện Mafia. Ồ, Bastien nghe vậy, đôi lông mày hơi nhướng lên, có vẻ không tin, hỏi lại. Cái thằng nhóc cuồng nhạo không kém tao kia lại chạy tới nghị viện Mafia đòi giảng hòa á. Thưa nhị thủ lĩnh, bên ngoài truyền tới tin tức như vậy. Tên cuồng chiến sĩ kia tiếp tục nói. Nghe nói, rất nhiều người cho rằng đứa hắn do phải đối mặt với áp lực quá lớn từ phía thần võng cho nên chỉ có thể tạm thời xoa dịu quan hệ với nghị viện Mafia. Cũng có người cho rằng, hắn treo tấm biển giảng hòa thực chất là tới nước Mỹ để thực hiện mưu đồ gì đó. Cha tao đã xuất hiện chưa? Bastien nghe vậy, trầm ngâm một lát xong lại hỏi. Thưa nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh cho tới giờ vẫn chưa lộ diện. Nếu đã thế thì không cần phải xin chỉ thị từ ông ấy. Bastien cười lạnh nói. Lần trước, thằng danh Bùi Đông Lai và con điếm Tô Bồ Đề kia hợp lại bắt nạt tao. Tao tức giận mà không dám nói gì nhưng bây giờ là thời điểm trả lại cho bọn nó. 6 người bọn mày đi tới nước Mỹ với tao. Khi Bastien vừa quyết định tới nước Mỹ, trong tòa thành cổ tổng bộ của thần võng cũng đang diễn ra cuộc gặp mặt. Cá nhân ta cho rằng tên kia không có khả năng giải hòa với nghị viện Mafia. Theo ta thấy, tên đó dựa vào chuyến đi hòa đàm này để tới đó đối phó với nghị viện. Trong một gian đại sảnh cũ, đứa con của thần Philip đưa ra lời giải thích của mình, sau đó lại hỏi Dixie. Dixie, ngươi thấy thế nào?
nếu tên đó muốn đối phó với nghị viện mafia, hay chính xác hơn là đối phó với gia tộc Gambino thì hoàn toàn không cần làm như vậy, tên đó có thể làm việc này trong bóng tối. Theo cách làm việc của tên này, đúng là không có khả năng thỏa hiệp với địch nhân, cho dù là tạm thời thì cũng không thể. Lông mày của Dixie lơ đãng nhăn lại, đôi mắt màu tím lóe tinh quang. Tuy rằng ta không đoán được mục đích của tên đó nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của chúng ta. Ta nghĩ, đây đúng là thời điểm hai bên gặp mặt. Ta có thể đi cùng ngươi chứ? Philip dường như cũng bị lòng hiếu kỳ đánh động, muốn đi cùng. Có thể. Nếu tên đó thực sự giảng hòa với nghị viện mafia thì chúng ta sẽ phải châm ngòi cho hai bên tiếp tục tranh đấu hay là sẽ trực tiếp xử lý tên đó. Thấy Dixie đồng ý cho mình đi, Philip cũng không tỏ ra hưng phấn mà âm hiểm hỏi. Nếu tên đó thực sự giải hòa với nghị viện mafia thì nó cũng không phải là nó trước kia nữa, không có tư cách để cho ta chờ mong nó trở thành đối thủ của mình. Dixie hơi nheo mắt lại, nở một nụ cười âm trầm. Một đối thủ không đáng chờ mong thì còn lưu lại làm cái gì? Nếu tên đó muốn mượn lần này để đối phó với nghị viện mafia thì sao? Philip do dự hỏi. Tuy rằng ta còn muốn cho tên đó chút thời gian, nhưng mà... cha chỉ còn một chút thời gian nữa là đã khôi phục hoàn toàn rồi. Dixie dường như có chút tiếc nuối, không nhịn được một tiếng thở dài. Cho nên ta phải mang đầu của tên đó về để giải thích cái chết của Oz và Sunnelly cho cha. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. New York là thành phố có quy mô và nền kinh tế tài chính lớn nhất cả Hoa Kỳ và thế giới. Nó còn có lượng dân nhập cư đông đúc số 1, là trung tâm của nền kinh tế toàn cầu. Nhất cử nhất động của nó lúc nào cũng gây lên ảnh hưởng vang vọng. New York là nơi tranh đấu gay gắt trong truyền thông, chính trị, giáo dục, giải trí của giới thượng lưu. Tổng bộ Liên Hiệp Quốc và rất nhiều cơ cấu của công ty đa quốc gia đều đặt ở New York. Liên minh Hoa Hạ cũng không ngoại lệ, nó có một phân bộ vô cùng quan trọng đặt ở New York. Là một trong những lá cờ đầu của giới thương nhân Trung Quốc, phân bộ của Liên minh Hoa Hạ nằm trong phố người Hoa. Nhưng mà, một số ít nhân vật chủ yếu của nơi này lại sống trong khu nhà giàu của New York. Hoàng hôn, trời chiều dần hạ xuống đỉnh núi, bầu trời phủ lên một màu đen. Khu nhà giàu của Liên minh Hoa Hạ gồm những dãy biệt thự sang trọng hợp thành. Tối hôm qua, Bùi Đông Lai đến New York, cùng đi ăn cơm với Quý Hồng rồi mới quay về biệt thự. Bùi Thiếu. Sau khi Bùi Đông Lai và Quý Hồng nhập tọa xong, một ám vệ tịch gia liền tiến vào, cúi người chào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉm cười vuốt cằm, ý bảo ám vệ tịch gia cứ việc báo cáo. Bắt đầu từ tối hôm qua, chung quanh khu nhà giàu liền xuất hiện một lượng lớn người có lai lịch không rõ. Trải qua một ngày điều tra, hiện tại đã có thể đại khái xác nhận thân phận của những người đó. Ám vệ tịch gia có họ phiền liền cung kính báo cáo. Người xuất hiện đầu tiên là một gã tên là U Linh của nghị viện mafia. Người thứ hai là của nước Mỹ, sau đó là đặc công trong quân đội, tổ chức thần võng, tổ chức Topper, bộ lạc cuồng nhân, thế lực ngầm hội tam hợp cũng xuất hiện. Trừ lần đó ra, dường như còn có cả thành viên tình báo của gia tộc The Rothschild, gia tộc Morgan, gia tộc Rockefeller, gia tộc Big Mac. Mặt khác, căn cứ với tin tức vừa truyền đến, thần võng Dixie và Philip đã rời khỏi tổng bộ thần võng, Bastien của bộ lạc cuồng nhân cũng rời khỏi Nam Mỹ. Ám vệ tịch gia có họ phiền thấy Bùi Đông Lai không hé răng, lại tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta không thể tra ra lộ trình của bọn họ nhưng chắc chắn rằng họ sẽ đến Mỹ. Hơn nữa, rất có thể họ đã nhập cảnh vào Mỹ rồi. Vất vả cho anh rồi, anh phiền. Dường như đã sớm đoán được điều này, hơn nữa cùng đã có chuẩn bị sẵn. Bùi Đông Lai không hề sợ hãi chút nào, bộ dáng vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhận thấy điểm này, ám vệ tịch gia họ phiền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bùi Đông Lai dựa vào thứ gì mà có thể bình thản đến vậy nhỉ? Có điều, mặc dù trong lòng hắn tò mò tới cực điểm nhưng hắn cũng biết thân biết phận. Hắn biết mình không có tư cách biết chuyện cho nên khôn ngoan lui ra ngoài. Ông chủ thân ái, thể diện của ngài cũng lớn đấy chứ. Vừa mới tới Mỹ xong đã bị nhiều người theo dõi như vậy rồi, thật đúng với câu nói, thất sát làm đảo loạn thế giới đạo tặc. Đợi cho ám vệ tịch gia vừa đi, Quý Hồng liền lên tiếng trêu chọc. Đối mặt với lời khen ngợi của Quý Hồng, Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Sao trông cô không có vẻ gì là lo lắng thế? Ông chủ thân ái, tại sao tôi lại phải lo lắng nhỉ?
Quý Hồng nở nụ cười quyến rũ chết người không đền mạng. Tạm thời không nói đến dương mưu của ông chủ ngài thật hoàn mỹ, mà coi như có xuất hiện một chuyện nhỏ bé ngoài dự liệu thì tôi cũng sẽ chôn cùng với anh cơ mà. Tôi không thèm để ý đâu. Ở nhân gian tôi còn không có thời gian với cậu, đến khi nào tới âm phủ, chị đây nhất định sẽ cho cậu biết thế nào là dục tiên dục tử. Khóe miệng Bùi Đông Lai co giật một hồi. Ông chủ thân ái, dựa theo kế hoạch của anh thì ngày mai chúng ta sẽ đi đàm phán với nghị viện Mafia. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, không bằng chúng ta lựa lúc trăng thanh gió mát, tối lửa tắt đèn sờ sờ mó mó nhau. Từ trước tới giờ, Quý Hồng đều thích nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Bùi Đông Lai. Lúc này lại thấy Bùi Đông Lai không nói gì, nàng đứng lên, giống như một thiếu phụ chưa thỏa mãn dục vọng đi câu dẫn một cậu bé nhỏ. Hai tay nàng chống lên bàn tràn, hung khí căng phồng hoàn toàn lộ ra trước mặt Bùi Đông Lai. Trắng nõn, to lớn, mây mẩy. Đôi mắt kia mị hoặc quyến rũ vô cùng, nó có thể hấp dẫn bất kỳ ánh mắt của một người đàn ông nào, có thể dễ dàng kẹp một cây gậy cỡ lớn vào đó. Bùi Đông Lai nhất thời có phản ứng của một người đàn ông bình thường. Nhưng mà hắn không đáp lại, chỉ vội vàng lấy ra một điếu xì gà ra hút, cố gắng che giấu cây gậy thịt đang căng cứng dưới thân. Há há, ông chủ thân ái, tuy rằng mọi chuyện tiến triển nằm trong dự liệu của cậu, nhưng mà... tôi cảm thấy rất lạ. Cậu lấy gì để đảm bảo trong thời gian hai ngày này, không ai tới đối phó với chúng ta? Trộm liếc nhìn cái lều nhỏ giữa hai chân Bùi Đông Lai, Quý Hồng đắc ý cười cười, sau đó không tiếp tục quyến rũ Bùi Đông Lai nữa mà ngồi trở về ghế salon. Đối với Quý Hồng, nàng mặc dù biết kế hoạch chỉnh thể của Bùi Đông Lai nhưng mà vẫn không hiểu mấy cái chi tiết nhỏ trong đó lắm. Ví dụ như vấn đề nàng vừa hỏi. Bởi vì hiểu hiện trong đại bỉ vũ đâm ra tôi được liệt vào một trong những nhân vật nguy hiểm nhất. Vì thế, quân đội Mỹ phái người tới giám thị tôi cũng là chuyện rất bình thường. Thấy Quý Hồng nói chính sự, Bùi Đông Lai mở miệng giải thích. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể giám thị mà thôi, không thể làm gì với chúng ta cả. Tôi cũng không đi làm gì gây nguy hại cho nước Mỹ, ít nhất trước mắt không làm. Còn nữa, quân đội Mỹ cũng biết tôi đến đây vì nghị viện Mafia. Thế giới ngầm có quy tắc của thế giới ngầm, có một số việc không thích hợp cho quân đội can dự. Còn về gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller là hai gia tộc mạnh nhất ở Mỹ. Họ có một lượng của cải kinh người, có ảnh hưởng thật lớn tới nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà, vào đầu thế kỷ trước, hai gia tộc này đều dựa vào sự tồn tại của The Rothschild, chẳng khác gì hai con rối. Mãi cho tới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, vận mệnh thế giới một lần nữa thay đổi, hai đại gia tộc mới thoát khỏi sự khống chế của The Rothschild nhưng đồng thời cũng đã đắc tội với gia tộc The Rothschild, trở thành kẻ thù một mất một còn của The Rothschild. Mấy năm qua, bọn họ vì sợ gia tộc The Rothschild trả thù cho nên vẫn luôn một mực chú ý từng động tĩnh dù là nhỏ nhất của gia tộc The Rothschild. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Trên một khía cạnh nào đó, tôi chẳng những đại biểu cho Liên minh Hoa Hạ, mà còn bởi vì sự kiến du thuyền Aram, có tiếp xúc với Guti người thừa kế tương lai của gia tộc Rothschild. Dưới tình huống như thế, khi tôi tới Mỹ, bọn họ tự nhiên sẽ chú ý tới. Nhưng tôi cũng chỉ khiến họ chú ý thôi, giữa tôi và bọn họ không có xung đột lợi ích, cho nên bọn họ tuyệt đối không mạo muội đi làm cái gì đó với tôi. Thế còn bộ lạc cuồng nhân và thần võng thì sao? Quý Hồng lại hỏi. Bộ lạc cuồng nhân và nghị viện Mafia cùng tồn tại ở Mỹ. Hai bên thế lực này đều nhăm nhe muốn lật đổ đối phương, thống nhất cả chân Mỹ. Hai bên trong nhiều năm qua cũng đã từng chạm trán không ít. Bùi Đông Lai giải thích. Dưới tình huống hiện giờ, tôi vì nghị viện Mafia cho nên mới tới Mỹ. Bastien cho dù muốn đích thân xử lý tôi thì cũng phải thỏa hiệp trước đại cục. Còn thần võng, cho dù là thủ lĩnh Odin của thần võng hay đứa con của hắn là Dixie, bọn họ đều muốn thần võng trở thành thế lực thống trị toàn bộ thế giới ngầm. Nghĩ đến tiến triển vốn có của thế giới kia, thần võng gần như đã thống trị cả thế giới ngầm, Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Vậy thế cho nên bọn họ tất nhiên hy vọng tôi và nghị viện Mafia đấu nhau đến mày chết tao sống, để mình có thể làm ngư ông đắc lợi. Vậy còn nghị viện Mafia, căn cứ theo suy đoán của cậu thì gia tộc Gambino sau khi đã biết được thực lực của anh mà dám đáp ứng hòa đàm, có nghĩa là thương thế của chiến thần Yossi đã gần như khôi phục hoàn toàn, muốn mượn cơ hội diệt trừ cậu. Quý Hồng đưa ra nghị hoặc lớn nhất trong lòng mình. Một khi đã như vậy, cậu chỉ mang mỗi mình tôi tới Mỹ.
nếu như chiến thần Yoshi muốn ám sát chúng ta không phải quá dễ dàng sao? Vì sao còn phải chờ tới ngày mai? Có hai nguyên nhân, thứ nhất, hiện giờ nghị viện Mafia đang xuất hiện nội chiến. Gia tộc Gambino đang cố gắng dùng cơ hội chém giết tôi để đưa ra lời uy hiếp với mấy đại lão Mafia không trung thực. Vậy nên Yoshi phải chém chết tôi trước mặt mọi người trong nghị viện Mafia. Nếu như chỉ là ám sát thì không đủ lực uy hiếp. Bùi Đông Lai phun khói xì gà, nghiêm mặt nói. Còn nữa, là do thân phận của ông ta. Có phải ý của cậu là ông ta được gọi là chiến thần, thân là cường giả top 10 trong thần bảng, không có khả năng không để ý tới thân phận để hạ mình đi ám sát? Quý Hồng suy nghĩ một chút liền hiểu ra rồi. Đúng vậy. Bùi Đông Lai gật đầu, không khỏi hồi tưởng lại Long Vương Diệp Công Thành vì cự tuyệt sự trợ giúp của Long Bồ Tổ mà giận dữ nói. Tuyệt thế cường giả trên thần bảng có kiêu ngạo không thể giải thích rõ. Yoshi vì ích lợi đại cục muốn đích thân ra tay với cậu cũng đã mất mặt lắm rồi. Nếu lại dùng thủ đoạn ám sát thì sẽ trở thành trò cười trong đám tuyệt thế cường giả. Ông chủ thân ái, cậu thực sự là một tên lừa đảo, đùa bỡn toàn bộ các thế lực trong lòng bàn tay. Thật sự là quá âm hiểm. Nghe xong giải thích của Bùi Đông Lai, Quý Hồng đã hiểu rõ. Lý do lớn nhất khi Bùi Đông Lai cam đoan mình không gặp nguy hiểm chính là vì hắn đã để lộ thực lực của mình cho toàn bộ các thế lực biết. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn qua đây, do đó Long Vương Diệp Cô Thành sẽ dễ làm việc hơn. Quả thực là một bước đi tuyệt chí. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, nhân viên giám thị bốn phía biệt thự không hề rút lui. Trong đó, nghị viện Mafia và quân đội Mỹ thân là chủ nhà thì trắng trợn tiến hành giám thị. Hơn nữa cứ cách mỗi một giờ lại báo cáo tình huống một lần. Bất chi bất giác, từng tin tức được chuyển tới tai của cá thể lực lớn, gia tộc và quân đội Mỹ. Nhưng mà, mỗi một tin báo đều giống nhau, Bùi Đông Lai và Quý Hồng vẫn một mực ở trong biệt thự, không hề rời đi. Người kia tới Mỹ đã hai ngày, lại chưa có bất cứ một hành động nào. Cuối cùng thì hắn ta có âm mưu gì? Mặc cho các thế lực lớn vắt óc suy nghĩ mãi không ra. Bùi Đông Lai đã bí mật liên hệ với Long Vương Diệp Cô Thành đã thuận lợi lẻn vào Mỹ. Long Vương, bên kia tiến triển thuận lợi chứ? Đợi cho Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành nói chuyện điện thoại xong, Quý Hồng vốn có tố chất tâm lý rất tốt lại tỏ ra khẩn cấp. Nàng rất rõ, việc Long Vương Diệp Cô Thành có làm việc thuận lợi hay không có thể quyết định mục đích tới Mỹ lần này có thành công hay không. Đây là một mấu chốt quan trọng nhất trong cả kế hoạch của Bùi Đông Lai. Ừ. Bùi Đông Lai âm thầm thở phào một hơi, mỉm cười gật đầu. Cậu đã thành công thăm dò địa hình, chỉ còn chờ ngày mai hành động thôi. Ông chủ thân ái, một khi bên Long Vương làm được việc, dương mưu của cậu có thể khởi động rồi. Nhận được câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai, Quý Hồng giống như bị người ta chọc trúng vậy, đặc biệt kích động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh có thể trở thành người thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Màn đêm buông xuống, ánh đèn điện chiếu sáng cả thành phố New York. Đây là đêm thứ ba kể từ khi Bùi Đông Lai tới New York. Trong 48 giờ qua hắn và Quý Hồng vẫn ở bên trong biệt thự, cửa chính không qua, cổng trong không lại, khiến cho toàn bộ các thế lực nhìn mà muốn rớt con mắt. Đồng thời, mọi người cũng vô cùng tò mò với mục đích của Bùi Đông Lai nhưng cho tới nay vẫn không hề tìm được chút manh mối nào của đáp án. Các vị đại lão cũng không lấy làm thế mà nản lòng. Trong mắt họ, cho dù Bùi Đông Lai có bao nhiêu thần bí đi chăng nữa thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được công bố trong đêm nay. Bởi vì, đêm nay, Bùi Đông Lai sẽ tới gặp mặt 5 người đứng đầu trong nghị viện Mafia, trên danh nghĩa chính là đi ký kết hợp đồng với công ty giải trí Warner Brothers. Bùi Thiếu, ông chủ vừa gọi điện tới, nói chúng tôi nhất định phải theo ngài đi hiệp đàm với nghị viện Mafia. Trong biệt thự, ám vệ Tịch Gia họ Phiền vừa nhận được điện thoại của Tịch Nhân Đình, người đứng đầu Liên minh Hoa Hạ. Tịch Nhân Đình yêu cầu toàn bộ tử sĩ Tịch Gia ở New York đều phải đi theo Bùi Đông Lai, để đảm bảo an toàn cho hắn. Anh Phiền, không cần đâu, tôi sẽ đi cùng chị Quý. Bùi Đông Lai mỉm cười cự tuyệt thiện ý của Phiền Vĩ, lại sợ Phiền Vĩ khó xử liền bổ sung. Còn về phía Tịch Gia ra bên kia, tôi sẽ nói sau. Nhưng mà, Bùi Thiếu. Anh Phiền. Thực lực của tôi thì anh chắc cũng biết rồi nhỉ. Không có vấn đề gì đâu. Thấy Phiền Vĩ lại chuẩn bị mở ô miệng lần nữa, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, uyển chuyển nói ra nguyên nhân không để cho đám người Phiền Vĩ đi theo.
Lùi một vạn bước thì nếu tôi có xảy ra sự cố, anh mang mọi người theo cũng không có tác dụng gì đâu. Ặc, nghe được lời của Bùi Đông Lai, Phiền Vĩ nổi giận muốn mở miệng phản bác nhưng lại không thốt lên lời. Bởi vì, hắn biết Bùi Đông Lai nói đúng sự thật. Đi thôi. Bùi Đông Lai vỗ bả vai Phiền Vĩ, cười cười rồi quay lại nói với Quý Hồng. Quý Hồng im lặng đi theo sát phía sau. Đầu tháng 10, New York đã có cảm giác lành lạnh. Quý Hồng mặc một cái áo choàng màu đỏ, bên trong là một bộ đồ bó sát người. Hung khí to lớn kia giống như muốn phá vải mà bật ra ngoài. Phía dưới mặc quần da màu đen bó sát người, làm nổi bật lên cặp đùi thon xinh đẹp. Bộ mông cũng vì thế mà vểnh lên một độ cong mê người. Dưới chân phối hợp đi đôi giày cổ cao màu đen, trông nàng nhìn qua không khác gì nữ chính trong những bộ phim điện ảnh đặc công. So sánh với Quý Hồng, cách thức ăn mặc của Bùi Đông Lai lại đứng đắn hơn nhiều lắm. Áo sơ mi phối hợp với áo bành tô bên ngoài, dường như chỉ là để đi làm ăn. Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng ra khỏi cửa. Nửa phút đồng hồ sau, một tin tức như vậy gần như cùng một lúc được đưa tới điện thoại di động của các vị lão đại. Bên người Bùi Đông Lai và Quý Hồng không có nhiều bảo tiêu. Bọn họ đi ô tô chạy tới hội tư nhân. 5 phút sau, khi Quý Hồng lái ô tô đi trên con đường chính tới hội tư nhân, lại một tin tức nữa truyền ra ngoài. Nhị thủ lĩnh, người kia chỉ dẫn một người đàn bà phụ trách ký hợp đồng tới đàm phán với gia tộc Gambino. Cuối cùng thì hắn muốn đàm phán cái gì? Trong cứ điểm của bộ lạc cuồng nhân, một gã cuồng chiến sĩ đưa ra nghi vấn trong lòng. Mẹ nó, tao vẫn luôn nhận là mình đủ cuồng, không ngờ lại còn có thằng còn cuồng hơn cả tao. Bastien tự nhiên cũng nhận được tin tức, lúc này nghe thuộc hạ hỏi thế, không khỏi nhíu mày lại. Đi, bản thân tao cũng muốn nhìn xem đêm nay thằng kia sẽ làm cái gì. Cùng lúc đó, trong cứ điểm của thần võng ở New York, người cầm quyền tạm thời của thần võng Dixie sau khi được thủ hạ báo cáo xong, liền trầm mặc gần 2 phút. Hắn cố gắng suy nghĩ mục đích của Bùi Đông Lai nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra. Dixie nhìn không nổi cười nói. Philip, lòng hiếu kỳ của ta đã hoàn toàn bị tên kia khơi dậy rồi, ngươi thì sao? Hắn ta to gan như vậy, hoặc là biết rõ gia tộc Gambino không dám động đến mình, hoặc là đã có chuẩn bị tốt. Philip gật đầu nói ra giải thích của mình. Cá nhân ta nghĩ thiên về cái sau hơn. Ta cũng vậy. Dixie chậm rãi mặc âu phục, sửa sang lại cà vạt, đôi mắt của hắn ta lóe ra ánh sáng. Nhưng ta tin rằng kịch bản đêm nay tuyệt đối có sự khác biệt so với trong tưởng tượng của chúng ta. Đi, chúng ta cùng đi thưởng thức diễn xuất cuối cùng của hắn nào. Cùng lúc đó, quân đội Mỹ, gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller sôi nổi phái người tới hội tư nhân. Dự định lấy được tin tức về kết quả hiệp đàm giữa Bùi Đông Lai và nghị viện Mafia trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, tổ chức Topper của Racer, bá chủ mới của giới Yakuza Nhật Bản đều dồn dập phái người tới hội tư nhân. Tôi có chút hối hận vì không đi Mỹ. Tại Âu Châu, người thừa kế tương lai của gia tộc The Rothschild Guti biết tin Bùi Đông Lai chỉ đem theo mỗi Quý Hồng, liền tiếc nuối cảm thán một câu, sau đó truyền đạt một mệnh lệnh. Lập tức phái người tới hội sở tư nhân trước, truyền trực tiếp hình ảnh về buổi hiệp đàm. Khi mà các thế lực lớn vì chuyện Bùi Đông Lai chỉ mang theo mỗi Quý Hồng theo mà loạn đến gà bay chó chạy, 10 cỗ xe lớn có rèm che lần lượt tiến vào trong bãi đỗ xe của hội tư nhân. Ngoài cửa bãi đỗ, 8 người đàn ông da đen đi ra trước đón. Thấy đoàn xe đến, tam người vội vàng thẳng lưng ưỡn ngực, ánh mắt tôn kính nhìn 6 chiếc xe đang đi vào. Trong ánh mắt chăm chú của bọn họ, cửa xe của 4 chiếc xe đi trước mở ra, một đám người đàn ông mặc áo đen nhảy xuống xe. Dưới ánh đèn của bãi đỗ, 8 người da đen có thể thấy rõ dáng người khôi ngô, thể hình tràn ngập lực lượng của những người này. Khuôn mặt của họ lạnh lùng, cảm giác giống như trên đời này không còn bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng tới họ. T. Thấy mấy người vừa bước xuống xe, 8 người đàn ông da đen dồn dập hít vào một hơi. Bởi vì đám người này không phải ai khác mà chính là những kẻ khiến cho cả thế giới ngầm nghe tên phải sợ mất mật quái tử thủ Mafia, danh hiệu U Linh. Tất cả có 17 vị hơn nữa tất cả đều tới. Lại thêm 6 vị cận vệ của các đại lão Mafia cũng là U Linh, nghị viện Mafia đêm nay tổng cộng xuất động toàn 23 U Linh. Chỉ một người mà lại làm cho Mafia dốc toàn bộ lực lượng U Linh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nghị viện Mafia. Rất nhanh. Sau U Linh khác cũng xuống xe rồi đứng cúi đầu ở hai bên cửa ô tô, đón chào 6 vị đại lão.
Dưới sự nghênh đón long trọng, Anthony, Vio lần lượt chia làm hai phe dẫn theo những đại lão còn lại xuống xe. Anthony mang theo hai người, Vio mang theo hai người. Cùng lúc đó, trừ bỏ Merc đã chết ra thì 23 U Linh cũng phân thành hai, phân biệt đi theo phía sau hai phe cánh. Chú Vio, cái tên kia đã bắt đầu đi rồi. Anthony sóng vai đi cùng Vio, mở miệng nói chuyện trước, sắc mặt có chút khó coi. Căn cứ theo tin tức của nhân viên tình báo, tên đó chỉ dẫn theo người phụ nữ tên Quý Hồng kia. Tin này tôi biết rồi. Sắc mặt Vio vẫn bình tĩnh, miệng thản nhiên đáp lại nhưng nội tâm tuyệt đối không bình tĩnh như thế. Khác với chuyện ký hết hợp đồng giữa các công ty nhỏ, một số tập đoàn lớn hoặc tập đoàn tài chính liên quốc gia khi ký kết hợp đồng đều phải do nhân viên có chức quyền cao trong tập đoàn phụ trách đàm phán, trợ thủ phụ trách ký tên. Điểm này, Vio tất nhiên là hiểu rõ. Nhưng hắn nghĩ không ra, Bùi Đông Lai sao lại dám dẫn một mình Quý Hồng tới đàm phán. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta hạ độc thủ hay sao? Nghi hoặc rất nhiều, trong lòng Vio cũng quay cuồng suy nghĩ. Chú Vio, tên kia chỉ dẫn theo một người đàn bà tới đàm phán, đây chẳng phải đại biểu sự thiếu tôn trọng với chúng ta là gì. Dựa theo kế hoạch của cha Anthony là Yossi thì Bùi Đông Lai phải để đầu lại New York. Lúc này, biết Bùi Đông Lai chỉ mang mỗi Quý Hồng theo, Anthony dường như bị chọc giận, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc. Tôi thấy chúng ta nên chặt đầu tên đó, để nó biết kết cục của những người coi thường nghị viện mafia chúng ta. Anthony, không nên vọng động, cứ chờ xem tình hình đã. Vio nhíu mày, từ đầu tới cuối, hắn cũng không muốn làm địch với Bùi Đông Lai cho nên đâu dễ gì tán thành với đề nghị của Anthony. Sao vậy, chú Vio, chẳng lẽ chú cho rằng 23 U Linh ở đây không phải là đối thủ của tên đó? Sắc mặt Anthony khó coi hẳn. Vio như nghĩ tới cái gì đó, liếc mắt nhìn Anthony một cái. Trong trí nhớ của tôi, tên kia là một đối thủ vô cùng giàu hoạt. Cậu có thể đảm bảo rằng hắn không chuẩn bị cái gì mà đến không? Hừ, cho dù thằng đó có chuẩn bị cái gì đi chăng nữa thì đêm nay cũng chết chắc rồi. Có lẽ vốn cho rằng thời cơ đã thành thục cho nên Anthony dứt khoát không hề che giấu, trực tiếp thốt ra lời lẽ cay độc. Hả? Ngạc nhiên khi người thấy lời của Anthony, Vio và hai đại lão mafia ủng hộ hắn đều biến sắc mặt. Chẳng lẽ chiến thần Yossi đã khỏi? Trong lòng họ nhanh chóng suy nghĩ. Giống như trả lời ba người Vio, ba người Anthony đều cười lạnh liếc nhìn họ một cái. Sau đó, Anthony rảo nhanh cước bộ, dẫn đầu bước vào hội tư nhân. Anthony, đêm nay hội trưởng sẽ tới sao? Sau khi vào hội tư nhân không lâu, Vio nhìn không được mở miệng hỏi, giọng điệu hết sức kinh ngạc, phần lớn lại là lo lắng và kiêng kỵ. Thấy Vio trong thời gian qua ép mình không thở nổi nay lại phải thu liếm, Anthony chỉ cảm giác như mình đang ăn một ly kem tươi mát lạnh giữa trời hè nóng bức, cả người thư thích. Hắn hơi gật gật đầu. Đúng thế, chú Vio. Thịch thịch. Nghe được câu trả lời khẳng định của Anthony, ba tên mafia bên phe Vio đều chấn động, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Còn Anthony thì tự đắc lấy ra máy liên lạc đặc thù, ở trước mặt ba người Vio liên hệ với Yossi. Cha, bọn con đã tới điểm đàm phán. Trong cái nhìn chăm chú của ba người Vio, Anthony mở miệng nói trước. Căn cứ theo tin tức tình báo thì người kia đang trên đường tới đây, đại khái một giờ sau sẽ tới nơi. Khi nào thì cha đến? Cha sẽ đến trước khi tên đó xuất hiện. Trong một cứ điểm không để cho người ngoài biết của gia tộc Gambino, kẻ được xưng là chiến thần, đứng thứ 6 trong thần bảng Yossi trả lời đơn giản một tiếng rồi sau đó ngắt kết nối, đi ra phía ngoài đại sảnh. Ông không đi được. Bước chân của Yossi vừa mới cất lên, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Hả? Âm thanh bất ngờ vang lên này làm cho Yossi dừng bước chân, ánh mắt quét về phía cửa của đại sảnh. Chiến tranh chi vương. Nhìn thấy Long Vương Diệp Cô Thành xuất hiện ở đại sảnh, Yossi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì khinh thường nở nụ cười. Ông có thể tìm tới nơi này khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng, chỉ bằng ông mà cũng muốn giết tôi sao? Chát, chát, chát. Đáp lại Yossi là một loạt các tiếng giòn vang tựa như pháo nổ. Dưới ánh đèn, thân hình Diệp Cô Thành nhoáng lên, nháy mắt tới phía trước mặt Yossi. Hữu quyền giống như đạn bắn. Oanh kích về phía đầu Yossi. Kinh lực khủng bố khiến cho không khí bị ma sát nổ tung. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Long quyền.
Đòn Long Vương Diệp Cô Thành vừa tung ra đó là Long Quyền do ông tự nghĩ. Long Vương như một con rồng điên lao vào động của mình. Quyền phải hóa thành một vòi nước đánh tới Yoshi, tốc độ nhanh như điện xẹt. Bởi vì đoán được Long Vương Diệp Cô Thành sẽ bất ngờ đánh tới cho nên sau khi Yoshi khi nhìn thấy Diệp Cô Thành thì không ngừng để thăng chiến ý của mình. Thần kinh khắp cơ thể căng lên, tùy thời có thể ứng đối với công kích của Diệp Cô Thành. Nhưng mà, hắn đánh giá tốc độ của Diệp Cô Thành quá thấp, lại cũng ước lượng sai thực lực và khí thế của đối thủ. Trong phút chốc, Yoshi chỉ cảm thấy mình giống như bị kéo vào một vùng không gian cách ly. Thế giới này không có người, không có cảnh, chỉ có quyền ảnh đầy trời. Cảm giác kia giống như cho dù hắn có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát nổi một quyền này của Diệp Cô Thành. Thời khắc nguy cấp, Yoshi không mù quáng trốn tránh mà đưa hai tay ra, tạo thành trưởng ấn che trước người. Trưởng khắc quyền. Đạo lý này, thân là một cường giả đứng thứ 6 trên thần bảng, tất nhiên Yoshi phải biết. Bốp, chát chát, chát chát. Quyền trưởng giao nhau giống như hai ngọn núi va chạm, thanh thế cực kinh người. Kinh lực khủng bố liên miên như thủy triều. Va chạm liên tục, những tiếng nổ vang lên như pháo dây. Sao tên này lại mạnh như vậy? Cảm thụ được lực lượng đến từ nắm đấm của Diệp Cô Thành, Yoshi hoảng hốt hơn rất nhiều. Bàn tay của hắn bị đánh văng ra, cả người không chịu khống chế mà lùi liền ba bước. Rắc, rắc, rắc. Ba tiếng giòn tan vang lên, sàn gỗ dưới chân Yoshi đã bị phá vỡ vụn. Thậm chí, ngay cả lớp xi măng bê dưới cũng hiện rõ dấu chân. Cuồng thần có cuồng hóa, Long Bồ Tổ Đề có niết bàn, thần võng Odin có phòng ngự tuyệt đối, Diệp Cô Thành có long quyền. Yoshi được xưng là chiến thần cũng có bí thuật của mình. Hắn thông qua bí thuật làm cho chiến ý đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ, dùng chiến ý để uy hiếp, áp chế đối thủ. Nó khiến đối thủ không thể phát huy ra thực lực chân chính của mình để dễ bề chém giết đối phương hơn. Mà hiện giờ, Long Vương Diệp Cô Thành lại dùng một quyền bức Yoshi phải lui ba bước, làm cho khí thế của hắn hoàn toàn bị áp chế, không ngừng bị kéo tụt xuống đáy. Điều này làm cho Yoshi lập tức phứt bỏ lòng kinh thị của mình với Diệp Cô Thành tới 9 tầng mây. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Chát, chát, chát. Lo lắng không yên, Yoshi dừng bước lại, kết quả còn chưa kịp điều chỉnh gì thì trong không khí lại vang lên âm thanh bạo tạc. Quyền thứ hai của Diệp Cô Thành đã cuốn tới như gió. Nó như được gắn trang thiết bị dò tìm hiện đại, định vị đánh thẳng vào đầu Yoshi, cố gắng oánh vỡ đầu hắn. Không tốt. Yoshi căng thẳng, rất muốn trốn tránh nhưng vẫn không có cơ hội nào cả. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại đưa hai tay đang run rẩy do đỡ cú đánh trước ra, tiếp tục che ở trước người. Rầm! Thanh âm va chạm giữa nắm tay và bàn tay lại vang lên. Hai tay Yoshi như chạm phải điện, nhanh chóng thu hồi về. Hộ khẩu đã nứt toạc ra, máu tươi đầm đìa. Ngoài ra, dư lực còn thừa trực tiếp đánh hắn bay ngược về sau. Dưới ánh đèn, cuối cùng sắc mặt Yoshi cũng thay đổi. Khuôn mặt trước kia có vẻ khinh miệt thì nay đã biến thành tái nhợt, tràn ngập cảm xúc khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ. Căn cứ vào vị thứ trong thần bảng, Long Vương Diệp Cô Thành đứng ở cuối. Vì thế, khi nãy Yoshi tuy rất bất ngờ vì Diệp Cô Thành tìm được hắn nhưng cũng không thèm để Diệp Cô Thành vào mắt. Nhưng mà, sau khi giao thủ sơ qua, Yoshi đã biết thực lực của Diệp Cô còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Điều này làm hắn kinh hãi. Một nỗi sợ hãi không thể nói bằng lời tràn ngập trong lòng, làm cho chiến ý và khí thế của hắn không còn sót lại chút gì. Chiến thần, một khi đã mất chiến ý thì cũng giống như rắn nhổ răng, hổ cụt móng, không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Chính bởi điều này cho nên Diệp Cô Thành mới giáng đòn phủ đầu, phát động công kích như lôi đình. Lúc này, thấy thân mình Yoshi bay ngược ra, Long Vương không ngừng lại. Nhún người một cái, thân mình bay lên trời. Gấp khúc 90 độ. Nửa thân dưới của Long Vương giống như liệt mã, thân trên thì hóa thành một gã chiến tướng cổ đại đang xung phong giết giặc trên chiến trường. Hắn khép năm ngón tay phải rồi chém ra ngoài. Bàn tay giống như một cây thương dài, nhanh chóng đâm về phía Yoshi. Long xà hợp kích. Chiêu thức thứ ba, Diệp Cô Thành tung ra đòn sát thủ của Long Quyền Long xà hợp kích. Một cỗ hơi thở nguy hiểm bao phủ lấy Yoshi. Hắn cảm thấy mình đáng đứng trước vành móng ngựa của địa ngục. Bị tử thần tuyên án, trơ mắt nhìn tử vong tới gần. Không. Yoshi đang chơi vơi giữa không trung đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng.
Tiếng gầm qua đi, hắn giống như được chiến thần phụ thể, chiến ý tiêu tán kia đột nhiên sôi trào, khí thế tăng vọt. Vào thời khắc sinh tử, Yoshi vẫn bị Diệp Cô Thành áp chế đột nhiên vận dụng bí thuật, thúc giục chiến ý. Hai tay vốn bị đòn đánh tổn thương nghiêm trọng nay đã không chút sức mẻ, giống như một cánh cửa lớn, thủ hộ ở phía trước. Rầm, một âm thanh trầm muộn vang lên, cánh cửa của Yoshi bị phá mở, thế công của Diệp Cô Thành không giảm, hóa thành trường thương đâm thẳng về phía tim Yoshi. Sụt, tay phải của Diệp Cô Thành giống như một con dao găm sắc bén cắm thẳng vào ngực Yoshi. Vị trí ngực nơi trái tim bị phá thành một lỗ máu lớn. Rầm, dư lực cực mạnh của đòn đánh tiếp tục lôi thân mình Yoshi đi, dính chặt vào bức tường. Phốc, trái tim vỡ vụn, dòng máu tươi nóng bỏng điên cuồng chảy ra từ lỗ thủng. Yoshi đột nhiên ngẩng đầu, liên tục phun ra mấy ngụm máu. Học, học, ói máu xong, Yoshi gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Cô Thành. Hắn thở hổn hển, thanh âm khàn khàn. Ngươi đã đạt tới cảnh giới chiến thần đỉnh phong rồi sao? Làm sao, sao có thể thế được? Doạt, không có câu trả lời, Diệp Cô Thành đột nhiên rút tay ra. Phốc, Diệp Cô Thành vừa rút tay ra xong, dòng máu tươi phun ra như suối. Ngươi nên cảm ơn con trai của mình, vì nó nên ông mới có thể sống lâu thêm một chút. Diệp Cô Thành nghiêng người, bàn tay hóa thành chảo, nắm chặt lấy cổ của Yoshi rồi nhấc ông ta lên không trung. Con trai, ngạc nhiên khi nghe được hai từ này, Yoshi giống như đã hiểu ra được cái gì. Thân mình vốn suy yếu đột nhiên rung mạnh. Rắc rắc, sau đó, không đợi Yoshi phản kháng, bàn tay phải của Diệp Cô Thành hơi dụng lực, trực tiếp bóp nát cổ của Yoshi rồi ném qua một bên như vứt rác. Làm xong tất cả chuyện Ani, Diệp Cô Thành nhanh chóng tiến vào phòng tắm, tẩy rửa mùi máu trong cơ thể, đổi một bộ quần áo chiến đấu màu đen rồi rời khỏi biệt thự. Hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Cùng lúc đó, có sự sắp xếp từ trước của gia tộc Gambino cho nên hội sở tư nhân hôm nay không mở cửa nhưng đèn đuốc vẫn sang trưng. Lấy Anthony và Vio dẫn đầu, các đại lão cầm đầu nghị viện mafia đều ngồi trong đại sảnh hút xì gà, chờ đợi Bùi Đông Lai tới. Sáu U Linh vẫn đứng bên phía sau lưng họ như hình với bóng. 17 U Linh còn lại thì phân bốn phía trong hội sở với đám thành viên tinh nhuệ của mafia, phụ trách cảnh giới. Trong lúc 6 người Anthony chờ đợi, Bùi Đông Lai còn chưa tới, các thế lực lớn đã phái nhân viên tình báo tới trước, ẩn mình ở gần hội sở không xa để theo dõi tình hình. Còn Bastien và Yoshi vì cách hội sở khá xa cho nên sẽ là người đến trễ nhất. Nhưng mà bọn hắn cũng không ra mặt, mà là âm thầm ẩn giấu, đợi cơ hội. Đến rồi. Ước chừng một giờ sau, Quý Hồng lái chiếc xe Rolls Royce Phantom xuất hiện trước mắt mọi người. Giống như lúc rời khỏi biệt thự của Liên minh Hoa Hạ, trước và sau xe Rolls Royce Phantom không có thêm một chiếc xe nào nữa. Người kia lại thực sự chỉ mang theo một người phụ nữ tới đây. Phát hiện này làm cho các nhân viên tình báo kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng lập tức báo cáo lên cấp trên. Một người đối mặt với cả nghị viện mafia, ngông cuồng tới mức độ này thì quả thực là kỳ tích. Có lẽ bởi vì hành động của Bùi Đông Lai quá điên cuồng cho nên ngay đến cả Bastien cũng cảm thấy không bằng. Nếu phải so sánh thì Dixie dường như đã sớm dự đoán Bùi Đông Lai sẽ tới đó một mình, cho nên hắn không hề kinh ngạc, chỉ là sự húng thú trong mắt tỏa ra càng đậm. Cảm giác này như thể một lão thợ săn đã ngắm trúng một con mồi, tính toán phải chơi đùa con mồi cho tới thỏa thích rồi mới ra tay. Hội trưởng, mục tiêu xuất hiện. Cùng lúc đó, một gã U Linh trung thành với gia tộc Gambino nhanh chóng tiến vào trong đại sảnh, cúi đầu báo cáo tình hình cho Anthony. Vẫn giống như trước, hắn chỉ dẫn theo một người phụ nữ. Bùi Đông Lai chết chắc rồi. Nghe thấy lời U Linh nói, không đợi Anthony mở miệng, trong đầu đám người bên phe Vio đã tràn đầy ý nghĩ kia. Khi cả đám ra cửa đón, Bùi Đông Lai đang mang Quý Hồng tiến vào. Không nói tới chuyện Yoshi có xuất hiện hay không. Chỉ bằng 23 U Linh ở đây, Bùi Đông Lai nhất định phải xuống địa ngục. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, vì sao cha chưa tới nhỉ? Anthony nghe U Linh báo cáo xong liền rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn lại thấy biểu tình của đám người Vio thì lập tức tỉnh ngộ, chắc là cha biết có 23 U Linh ở đây, hoàn toàn có đủ lực để đối phó với Bùi Đông Lai cho nên tạm không lộ diện. Cha hẳn là đang đứng ở nơi nào đó, âm thầm quan sát xem tên kia làm cái quỷ gì. Nghĩ thông suốt,
Anthony tiêu trừ nghi hoặc trong lòng, cũng không có ý đi ra cửa đón mà chỉ cười lạnh nói. Ra cửa mời họ vào. Vâng thưa hội trưởng. Tên U Linh kia nghe vậy vội lĩnh mệnh, xoay người rời khỏi đại sảnh. Ngoài hội sở, Quý Hồng lái xe ô tô vào trong bãi đỗ. Khi xe dừng lại, Quý Hồng bước xuống xe trước, hoàn toàn không thèm để ý tới 6 gã U Linh kia mà lập tức bước tới phía sau, mở cửa xe cho Bùi Đông Lai. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Dixie, Bastien và những nhân viên tình báo cùng với sự chờ đợi của 6 gã U Linh, Bùi Đông Lai trong trang phục áo bành tô chậm rãi bước xuống ô tô. Cuộc đời như một vở kịch, sống chính là biểu diễn kỹ xảo. Vở diễn của Bùi Đông Lai sắp bắt đầu rồi. Dịch giả, Dương Thiên Mạc. Bùi tiên sinh, Anthony thiếu gia đã đợi ngài rất lâu rồi. Thấy Bùi Đông Lai bước xuống xe, 6 gã U Linh hờ hững ra tiếp đón. Gã U Linh cầm đầu mở miệng trước, tuy rằng xưng hô kính nhữ là ngài nhưng mà giọng nói không hề thân thiện gì. Mời theo chúng tôi. Được. Đối mặt với đám sự lạnh lùng và sát khí không hề che giấu của đám U Linh, Bùi Đông Lai chẳng những không hề sợ hãi mà ngược lại còn rất ung dung, cảm giác như là hắn đang tới một buổi tụ họp thượng lưu vậy. Ở bên cạnh, tuy Quý Hồng cũng biết kế hoạch chỉnh thể của Bùi Đông Lai nhưng khi cảm nhận được sát ý khủng bố của đám U Linh thì lại không thể bình tĩnh được như Bùi Đông Lai. Dường như không nhận ra sự khẩn trương trong lòng Quý Hồng, Bùi Đông Lai nghiêng đầu sang, mỉm cười dịu dàng nói. Đa Linh, chúng ta vào thôi. Đa Linh. Ngạc nhiên khi nghe được xưng hô thế này, Quý Hồng cảm thấy hốt hoảng. Hốt hoảng rất nhiều, tuy nàng biết Bùi Đông Lai đang diễn trò nhưng bởi vì lần đầu tiên được Bùi Đông Lai thân mật gọi là Đa Linh, còn dùng một ánh mắt thâm tình nhìn nàng, trong lòng Quý Hồng không khỏi nổi lên hương vị hạnh phúc. Thế cho nên, nàng quên sạch thế nào gọi là khẩn trương, còn chủ động khoác lên cánh tay Bùi Đông Lai. Động tác vô cùng thân mật. Sau đó, dưới cái nhìn nghiêm ngặt như hổ rình mồi của đám U Linh, Dixie, Bastien và các thế lực lớn, hai người Bùi Đông Lai, Quý Hồng thân mật như trai gái yêu nhau, cùng bước vào hội sở. Trong màn đêm, trên mặt Quý Hồng đã không còn vẻ khẩn trương, khóe miệng cô chỉ còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Thân thể đầy đặn mềm mại giống như chim nhỏ nép vào người Bùi Đông Lai. Cảm giác trong lòng Quý Hồng lúc này như là nàng và Bùi Đông Lai đang cùng nhau bước vào lễ đường làm lễ cưới chứ không phải vào hội sở đầy sát khí và có người mai phục. Thấy một màn như vậy, tin tức tới tấp từ các nhân viên tình báo được truyền tới tay các đại lão của thế lực lớn. Cùng lúc đó, Bastien đang âm thầm giấu mình trong bóng tối, trên khuôn mặt không còn sự cuồng ngạo nào, thay vào đó là sự nghi hoặc. Hắn không hiểu làm sao mà Bùi Đông Lai lại dám đơn đao tới gặp mặt nghị viện mafia, tại sao ở trong loại hoàn cảnh nguy hiểm kiểu này rồi mà còn nở nụ cười ung dung đến thế. Chẳng lẽ, tên kia tin tưởng mình có thể đối kháng với tất cả cường giả của mafia? Không chỉ mình Bastien thấy lạ mà Philip cũng khẽ cau mày. Hắn nghi hoặc nói. Lấy thực lực của tên kia chắc là không thể đối kháng cùng một lúc với 23 tên U Linh. Huống chi, chiến thần Yoshi đêm nay sẽ xuất hiện. Dixie, ta cảm ứng thử chút xem xung quanh đây có còn cứu binh của tên đó hay không. Nói xong câu cuối cùng, Philip giống như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói với Dixie. Ngay từ đầu, suy đoán của ta đã giống của ngươi. Đều nghĩ rằng tên kia sẽ xếp đặt cứu binh ở xung quanh đây. Nhưng mà, ta vừa cảm ứng rồi, không hề có một cường giả nào cả. Dixie cũng nghi hoặc. Philip nhíu mày. Chẳng lẽ tên đó thực sự muốn giải hòa với nghị viện mafia? Lấy tính cánh của tên đó thì không thể nào có chuyện như vậy chứ. Hơn nữa, cho dù tên đó muốn giải hòa thì nghị viện mafia, nhất là gia tộc Gambino cũng không muốn. Nếu chiến thần Yoshi của gia tộc Gambino bị thương thì tất nhiên sẽ không muốn giảng hòa nhưng nếu Yosh không sao thì vẫn chưa chắc. Dixie nói ra kiến giải của mình. Nhưng như lời ngươi nói, ta không tin tên kia sẽ thực sự tới để giải hòa. Cuối cùng thì tên đó muốn làm gì? Nghe Dixie nói thế, lòng hiếu kỳ của Philip hoàn toàn bị gợi lên, cảm giác như hận không thể túm lấy Bùi Đông Lai mà hỏi cho rõ ràng. Dixie trầm mặc. Bởi vì... hắn cũng không đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Trong khi mọi người đang nhìn Bùi Đông Lai bước vào hội sở, đoán dụng ý của Bùi Đông Lai thì, trong căn cứ quân sự nằm trên một hòn đảo bí mật tại New York vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Tiếng còi vang lên, tất cả các cửa của căn cứ đều đóng lại. Cánh cửa nào cánh cửa nấy đều dày ước chừng tới 10 thước.
Từng người được trang bị vũ khí bí mật giống như nấm mọc sau mưa, lùng sục tìm tòi khắp căn cứ.